Đại hào môn, tiêu phàm, bản dịch chuẩn. chương 616, băng phách phi đao. Tiêu phàm, người thế nào? Cơ khinh xa khẩn cấp hỏi, thân thể nhoáng một cái, liền đến tiêu phàm trước mặt. Tiêu phàm thở vào một hơi, cười khổ một tiếng, nói tốt bạo ngược yêu linh chi khí. Không sao a à, hẳn là đều đã loại trừ rơi rồi. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói không có đơn giản như vậy. Đan dược chỉ là tạm thời đem bạo ngược chi khí làm dịu một chút để ăn mòn không phải nhanh chóng như vậy. Muốn triệt để loại trừ những này bạo ngược chi khí, nói nghe thì dễ. Cơ khinh xa cao mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói kim sĩ đại bằng vương. Ừm, tiêu phàm dơ lên song nghi, mang theo trưng cầu chi ý. Người còn nhớ hay không phải, cái kia gió ngây thơ đã từng nói, tông già đại sư là kim sĩ đại bằng vương chuyển thế kim thân. Dự định đem vô cực môn tu luyện công pháp cùng kim sĩ đại bằng vương tu luyện công pháp dung hợp một chỗ, mặt khác khai sáng một môn công pháp mới. Ngân dược lôi bằng là giống chim yêu linh, mặc dù lợi hại, tổng cũng không lợi hại hơn kim sĩ đại bằng vương. Nếu như có thể tìm tới kim sĩ đại bằng vương tu luyện công pháp, có lẽ liền có khả năng ngăn chặn ngân dược lôi bằng bạo ngược chi khí. Cơ khinh xa trầm ngâm nói, chợt một nghe vào có chút ý nghĩ hão huyền, tinh tế tưởng tượng, lại rất có đạo lý. Tiêu phàm, người có hay không cẩn thận đi tìm, chân kinh hạ quyển có hay không tường kép thông hướng tông già đại sư tu luyện động phủ địa đồ, là ra cắt ánh huy tại chân kinh thượng quyển tường kép bên trong tìm tới. Có lẽ, chân kinh hạ quyển cũng có tường kép, tường kép bên trong khẳng định là càng thêm quý giá đồ vật. Tiêu phàm lắc đầu, nói, không có. Ta cẩn thận kiểm tra thực hư qua, chân kinh hạ quyển không có tường kép. Cơ khinh xa sau mi nhẹ trao lại, nói, này cũng có chút kỳ quái. Tông già đại sư là cao nguyên Phật giáo khai phái tổ sư, tay hắn sách kinh văn hạ quyển, vậy mà là vô cực môn thiên nhân tướng theo lý coi như tông già đại sư muốn dung hợp vô cực môn công pháp và kim sĩ đại bằng vương truyền thừa cũng hẳn là đem bản môn công pháp ghi lại ở bên trong tiêu phàm nghĩ nghĩ nói thời gian trôi qua nhiều năm như vậy tông già đại sư lúc trước đến cùng là thế nào nghĩ chúng ta ai cũng không biết mà lại coi như gió ngây thơ không có nói láo tông già đại sư đúng là kim sĩ đại bằng vương chuyển thế kim thân nhưng chuyển thế kim thân thời điểm thức tỉnh trung thổ thế giới tu luyện hoàn cảnh sớm đã trở nên cực kỳ ác liệt, linh khí tiêu hao hầu như không còn. Tông già đại sư cho dù có kim sĩ đại bằng vương tu luyện công pháp, cũng chưa chắc liền có thể tu luyện thành công. Cơ khinh sa mỉm cười, nói tông già đại sư phải chăng tu luyện thành công, ta không quan tâm. Trên thực tế, không thành công khả năng chỉ có lớn hơn một chút. Dù sao hoàn cảnh lớn quyết định hết thảy, ta quan tâm là kim sĩ đại bằng vương tu luyện công pháp. Tiêu Phàm đã hoàn toàn minh bạch cơ khinh xa ý tứ, nhẹ gật đầu, nói, là như thế này. Cái này chân kinh hạ quyển, lấy văn trung đỉnh viết liền. Cùng chân kinh thượng quyển hoàn toàn không giống, chân kinh thượng quyển là lấy phạn văn viết thành, đại tuyết sơn trong sơn động tìm tới chân kinh hạ quyển. Audio điện tử võ tấn bền Có lẽ chỉ là kim sĩ đại bằng vương vì hắn chuyển thế kim thân lưu lại tham khảo công pháp, mà hắn bản mệnh công pháp, rất có thể mang theo tại chuyển thế kim thân trong biển thần thức, cũng chính là tục xưng ký ức bên trong. Nếu là chuyển thế kim thân, khả năng này rất lớn. Cơ khinh xa lập tức nói tiếp, coi như bởi vì hoàn cảnh lớn biến hóa. Tông già đại sư cuối cùng chưa thể tu luyện thành công, nhưng kim sĩ đại bằng vương bản mệnh công pháp, ta cho là hắn nhất định sẽ lưu lại. Gửi hy vọng ở hậu thế người hữu duyên, tiêu phàm liền cười, nói có đạo lý, nếu như ta là tông già đại sư, ta cũng sẽ làm như vậy cơ khinh xa nhẹ nhàng cười một tiếng nói bất quá vì thận trọng lý do bản này bản mệnh công pháp sợ là không tốt như vậy tìm đây là đương nhiên thật muốn tốt như vậy tìm sợ cũng không tới phiên chúng ta dù sao quá khứ hơn mấy trăm năm tiêu phàm vừa cười vừa nói nhấc tay một dương càn khôn đỉnh bên trong bỗng nhiên lại bay ra mấy thứ đồ trong đan thất nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống phảng phất lập tức đưa thân vào trong hầm băng cơ khinh xa không cần nhìn cũng biết là tiêu phàm lấy từ giường đá trung tâm băng tủy. Thứ này là trí âm trí hàn chi vật, trừ hàn khí lượn lờ băng tủy, còn có 10 cái hàn lóng lánh thật dài lợi trảo, là ngàn năm tuyết yêu bị diệt sát về sau còn dư lại đồ vật. Cơ khinh xa nhìn chằm chằm băng tủy nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên nói tiêu phàm, người có hay không nghĩ tới, dùng băng tủy, làm thuốc. Thứ này nếu là trí âm trí hàn chi vật, dùng để hóa giải viêm linh chi nhận bạo ngược chi khí, chẳng phải là phù hợp a à. Tiêu phàm lắc đầu, nói ta nghĩ tới, không thích hợp, băng tủy cùng viêm linh là tử địch, dùng băng tủy, làm thuốc, hóa giải không chỉ là viêm linh chi nhận bạo ngược chi khí, còn sẽ trực tiếp đem viêm linh chi nhận ly hỏa tinh khí tiêu trừ sạch. Nếu thật là như vậy, bạo ngược chi khí cố nhiên có thể hóa giải, nhưng viêm linh chi nhận cơ bản cũng liền hủy. Cơ khinh xa chờ tỉnh ngộ, tiêu phàm lo lắng rất có đạo lý, xác thực như thế. Vậy ngươi dự định làm sao dùng vật này? tiêu phàm mỉm cười nói phân cho ngươi một bộ phân còn lại ta dự định cùng cái này mấy cái lợi chảo dung hợp lại cùng nhau phân cho ta một bộ phân đúng ta đề nghị ngươi dùng băng tủy làm thuốc nuôi nấng những cái kia bạo liệt trùng có lẽ có thể lấy được không tưởng được hiệu quả cơ khinh xa hai mắt sáng lên nói đúng a à, ta làm sao không nghĩ tới đâu đây là cái tốt đề nghị đúng ngươi muốn đem băng tủy cùng lợi chảo dung hợp lại cùng nhau chẳng lẽ ngươi muốn tạo một loại vũ khí mới? Tiêu phàm cười cười, nói là có ý nghĩ này. Viêm linh chi nhận là trí dương chi lực, mặc dù uy lực cực lớn, lại đi là một cái cực đoan. Nếu như đụng phải tiên thiên khắc chế công pháp hoặc là đến hàn thuộc tính yêu ma, thắng liền lớn thắng, thua, liền có khả năng thất bại thảm hại. Như thế thực tế quá mạo hiểm, băng tủy cùng tuyết yêu đều là băng hàn thuộc tính, hẳn là có thể dung hợp lại cùng nhau. Nhiều đồng dạng vũ khí phòng thân, tổng sẽ không sai. Cơ khinh xa liên tục gật đầu, rất tán thành, nói kia, băng tủy đủ không? Nếu không, ta liền không phân. Tiêu phàm nói kia cũng không cần thiết, cái này, băng tủy, nhìn qua không nhiều, trên thực tế cũng không ít. Loại này trí âm trí hàn chi vật, một chút một điểm uy lực liền đủ cường đại. Ta cũng không có ý định toàn bộ luyện hóa đi vào, lấy tu vi của ta bây giờ, muốn triệt để luyện hóa nhiều như vậy, băng tủy cũng chẳng phải hiện thực, có thể tại binh khí bên trong trộn lẫn vào một chút, liền đã vô cùng ghê gớm. Viêm linh chi nhận uy lực, hắn hiện tại cũng chỉ phát huy rất nhỏ một bộ phân. Như thế lớn một đoàn băng tủy, muốn toàn bộ luyện hóa, e là cho dù hắn hao hết pháp lực, tiêu tốn 3 năm 5 năm, cũng khó có thể làm được. Vậy thì tốt, hết thảy tất cả nghe theo ngươi, bất quá ngươi vừa mới luyện xong đan dược, hay là nghỉ ngơi một hai ngày lại bắt đầu đi. Cơ khinh xa quan tâm nói, vô luận băng tủy hay là ngàn năm tuyết yêu còn sót lại lợi trảo, đều đều là khó gặp kỳ vật, muốn luyện hóa những vật này, pháp lực hao phí tâm thần có thể nghĩ. Yên tâm, ta có chừng mực, một ngày sau đó, tiêu phàm lần nữa tiến vào đan thất, đồng thời thân tự tại môn miệng bày ra phòng hộ pháp trận, phân phó, sau này trong một khoảng thời gian, không có hắn cho phép, bất kỳ người nào không được trước tới quấy rầy hắn. Luyện khí, nguyên bản liền không thể có nửa phân sơ sẩy. Tiêu phàm cái này vừa bế quan, chính là dòng dã nửa tháng trêu đến mọi người tất cả đều lo sợ bất an, lo lắng hắn xảy ra chuyện gì. Chỉ là chờ ngại tiêu phàm sớm có phân phó, ai cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy hắn. Nửa tháng sau, giờ tí, chỉ thủy xem sớm đã lâm vào một mảnh yên ắng bên trong, chỉ có một ít gian phòng bên trong lóe lên ánh đèn nhàn nhạt, nhạt, riêng phần mình tại lĩnh hội tu luyện. Một trận ầm ầm tiếng vang, bỗng nhiên tại xem ngọn nguồn vang lên, chấn động đến cả tòa chỉ thủy xem, tựa hồ cũng tại có chút rung động. Đang tính tỏa tu luyện đám người cả đám đều cả kinh nhảy dựng lên, nhao nhao đi ra riêng phần mình gian phòng, tương hỗ nghe ngóng, không biết chuyện gì xảy ra. Oanh thanh âm ùm ùm, dần dần thấp chìm xuống, không đợi mọi người thở phào, một trận cùng loại mãnh thú gầm nhẹ thanh âm, lại vang lên. Cơ khinh xa sắc mặt hơi đổi một chút, trận này gầm nhẹ, nàng rất quen thuộc, chính là ngàn năm tuyết yêu tiếng giống. Chỉ là cái này tuyết yêu ba tháng trước đã bị tiêu phàm chém giết, dưới mắt lại phát ra dạng này gầm nhẹ, đoán chừng hẳn là tiêu phàm luyện khí đại thành, triệu hồi ra tuyết yêu lưu lại tại lợi trảo bên trong một tia tàn hồn. Cùng lúc đó, trong mật thất dưới đất, tiêu phàm vươn người đứng thẳng, đứng tại trứng ngỗng thạch phô thành hỗn độn đồ án trung tâm, tay trái bấm quyết, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, tại không trung huy vũ liên tục. Chỉ thấy hơn 10 đạo sương mù mông lung bạch quang, tại mật thất dưới đất tung hoành bay lượt, tương hỗ truy đuổi, tựa hồ có linh tính. Mật thất trên vách tường, trong chốc lát liền kết đầy một tầng thật mỏng hàn băng, thậm chí ngay cả cháy hừng hực địa hỏa đều bị áp chế xuống. Địa hỏa phía trên kẹp lấy lô đỉnh, đồng dạng kết băng. Hàn băng độ dày, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại nhanh chóng dày thêm, một thời gian uống cạn chung trà, vậy mà kết thành hai thốn dày băng. Định Tiêu Phàm một tiếng liền quát, nguyên bản tại không trung truy đuổi bay múa hơn 10 đạo bạch quang, bỗng nhiên định trụ thân hình, nhìn kỹ lại lại là hơn 10 chuôi đen bên trong trong suốt phi đao, hình dạng hết sức kỳ lạ, không phải là liễu diệp hình, cũng không phải phi kiếm hình dạng, mà là giống từng mai từng mai thú loại lợi trảo, dài ngắn không một. Dài nhất vượt qua 8 tấc, ngắn nhất chỉ có 4 tấc không đến. Chính là ngàn năm tuyết yêu lợi trảo, trải qua nửa tháng này nhiều lần rèn luyện, cái này hơn 10 mai lợi trảo đã bị Tiêu Phàm chế tạo thành hơn 10 ngọn phi đao. Trước kia đen nhánh sáng bóng, giống như kim là tầm thường lợi trảo dùng hợp băng tủy về sau, trở nên đen bên trong trong suốt, mặt ngoài lóng lánh sương mù mông lung quang mang, một cỗ trí âm trí hàn chi khí, không ngừng ra bên ngoài bốc lên, vô luận như thế nào đều không che giấu được. Phi đao cũng không phải là cỡ nào lạ thường vũ khí, mặc kệ là tại trần tục giới võ thuật hay là tại tu chân giới, cùng loại vũ khí đều diễn ra vô số kể. Nhưng có thể trong nháy mắt đem người đông cứng phi đao, lại 10 điểm hiếm thấy. Hai loại băng hàn thuộc tính vật phẩm luyện hóa cùng một chỗ, uy lực tăng gấp bội. Thu, tiêu phàm lại là quát khẽ một tiếng, hơn 10 mai phi đao lập tức hợp thành một đường thẳng, nối đuôi nhau hướng hắn bay tới, vây quanh trước ngực của hắn không ngừng xoay quanh tử. Tiêu phàm trục hơi đánh giá lấy những này mới vừa ra lò binh khí, hài lòng gật gật đầu, mỏi mệt không chịu nổi trên mặt, hiện ra vẻ tươi cười. Cổ tay khẽ đảo, hơn 10 mai phi đao nháy mắt liền không thấy bóng dáng. chương 617, Thỏa hiệp cùng hợp tác. Hồng Sơn chấn răng đèn kết hoa, hai bên đường trên cây đều đâm lụa đỏ, rực rỡ phấp phới, không khí vui mừng nồng hậu dày đặc. Vườn kỹ nghệ bên cạnh trên đất trống, đặt lấy từng dãy các thức xe hơi nhỏ, từ biển số xe bên trên nhìn, trên cơ bản đến đều là đại nhân vật. Tỉnh lý một hai hào xe, trong thành phố trong huyện xếp hạng trước 10 cơ hồ tất cả bảng số xe, đều đầy đủ. Còn có treo kinh sư bảng số xe nhỏ, chỉnh chỉnh tê tê trưng bày, trương pháp ngay ngắn, thật giống như lãnh đạo học đồng giảng, tại trên đài hội nghị ngồi hàng hàng ăn quả quả, cái kia đài xe dừng ở vị trí nào, đều có giảng cứu, tuyệt đối không thể đi quá giới hạn. Ai lầm, liền sẽ có đại đại không tiện, Hồng Sơn chấn dốc toàn bộ lực lượng, từng nhà thôn dân đều đi ra xem náo nhiệt. Hôm nay, là Hồng Sơn chấn vườn kỹ nghệ chính thức đặt nền móng vui mừng thời gian. Nguyên bản, một cái nho nhỏ chấn vườn kỹ nghệ đặt nền móng, không đến mức kinh động tỉnh lý một hai hào lãnh đạo, thậm chí ngay cả thị lý số 1 lãnh đạo, đều không nhất định sẽ kinh động. Coi như Hồng Sơn chấn đảng ủy thư ký là tiêu thiên, cũng sẽ không có to lớn mặt mũi. Lão tiêu nhà cố nhiên không tầm thường, nhưng một cái tuổi quá trẻ hậu bối tử đệ, còn không đến mức gây nên đại tướng nơi biên cương 10 điểm coi trọng. Trong thành phố số một lãnh đạo có thể lộ cái mặt, liền thực tế đã rất nể tình. Nhưng nếu như lại thêm một cái lão uông nhà, tình huống liền hoàn toàn không giống. Lão uông nhà nhị ra uông vĩ thành, tự mình đuổi tới Hồng Sơn chấn. Uông Vĩ Thành lần này đến đây Hồng Sơn chấn, cũng có cái danh mục. Trước đó không lâu, hắn rốt cuộc bệnh lâu khỏi hẳn, từ nước ngoài trở lại kinh sư. Vẫn đảm nhiệm trước kia cái kia xí nghiệp lớn người đứng đầu. Lão Uông nhà chính là Nghiêu Bức, tựa hồ vị trí kia, là chuyên môn vì hắn giữ lại, chỉ cần Uông nhị ra không chết, vị trí này ai cũng đừng nghĩ đoạt, đoạt cũng vô dụng, Uông Vĩ Thành đám kia đáng tin bộ hạ ai cũng không xứng hợp, bất kỳ người nào ngồi lên vị trí kia, cũng chỉ có thể chờ lấy bị chen đi. Uông Vĩ Thành một lần nữa nhậm chức xí nghiệp lớn người đứng đầu, làm ra cái thứ nhất đại động tác. Chính là cùng Hồng Sơn Trấn ký kết hợp tác hiệp nghị, tại Hồng Sơn Trấn vườn kỹ nghệ xây một cái nơi sản sinh, chuyên môn vì hắn chỗ cái xí nghiệp kia sản xuất linh phối kiện. Hồng Sơn Trấn vườn kỹ nghệ nguyên quy hoạch dùng địa là 1.000 mẫu. Uông Vĩ Thành cái này nơi sản sinh, sơ bộ quy hoạch, chiếm diện tích vượt qua 1.500 mẫu. Nói cách khác, vẻn vẹn cái này một xí nghiệp, Hồng Sơn Trấn vườn kỹ nghệ quy hoạch dùng liền không đủ. Uông nhị gia chính là uông nhị gia, coi là thật là đại thủ bút. Không tặng người tình thì thôi, cái này đưa tới, chính là nhân tình to lớn các ngươi Hồng Sơn Trấn vườn kỹ nghệ trước đó vài ngày không phải nháo quỷ sao. Không phải ngay cả ngoại thương đều dọa chạy không ai dám tới sao. Tiêu bí thư bất chính sốt ruột sao, không quan hệ, hết thảy có ta, người cái này nho nhỏ vườn kỹ nghệ, khỏi phải lo lắng, uông nhị ra cho người bao tròn. Tiêu Thiên là hàng tiểu bối, đảm đương không nổi đại tướng nơi biên cương cho to lớn mặt mũi, nhưng Uông Nhị Gia không phải hàng tiểu bối. Ở thế ra đời thứ hai tử đệ bên trong, Uông Vĩ Thành đại danh đỉnh đỉnh, mảy may cũng không tại tiêu chạm cùng hắn đại ca của mình Uông Vĩ Minh phía dưới. Đây là một cái đủ để cùng đại tướng nơi biên cương sánh vai đại nhân vật. Phán đoán một cái con em thế ra chân chính năng lượng, không thể chỉ nhìn chức vụ của hắn. Còn phải xem hắn chân thực lực ảnh hưởng, Uông Vĩ Thành chính là loại kia cực có sức ảnh hưởng đời thứ hai tử đệ, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là một đám con em thế gia lãnh tụ tinh thần. Hôm nay Hồng Sơn trấn vườn kỹ nghệ chính thức đặt nền móng, cũng là cái kia nơi sản sinh chính thức đặt nền móng. Xí nghiệp lớn cùng Hồng Sơn trấn hợp tác hiệp nghị đã ký tên, thứ nhất khoản tiền đã chuyển đến chuyên dụng tài khoản phía trên. Uông Vĩ Thành nói đến rõ ràng, dù là cái khác hạng mục đều dừng lại cũng đừng gấp nhất định phải 100% ưu tiên cam đoan nơi sản sinh kiến thiết, quyết không thể nửa đường như xe bị tuột xích. Uông Vĩ Thành cơ hồ chưa hề đồng hồ qua dạng này cứng rắn thái. Bởi vậy tất cả thuộc hạ đều hiểu một cái đạo lý chuyện này, là công ty trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết, quyết không cho phép ra bất kỳ sai lầm nào. Uông Vĩ Thành thái độ này, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến sông Hán bớt lãnh đạo chủ yếu nhóm, mọi người lập tức khẩn trương cao độ. Nói thật, Hồng Sơn chấn vườn kỹ nghệ đến cùng có thể hay không làm, Bất lãnh đạo cũng không phải quá để ý. Mặc dù nói Hồng Sơn Chấn Đảng ủy thư ký là Tiêu Thiên, nhưng vạn nhất vườn kỹ nghệ làm không dậy, bọn hắn cũng có là biện pháp cam đoan Tiêu Thiên hoạn lộ không bị ảnh hưởng. Tương đối mà nói, vì Tiêu Thiên một người bật đèn xanh, tổng so ngạnh sinh sinh đem toàn bộ vườn kỹ nghệ sự tình đều ôm ở trên người muốn nhẹ nhõm được nhiều. Mấu chốt ở chỗ, Uông Vĩ Thành bỗng nhiên làm một màn như thế, để mọi người hoàn toàn nhìn không rõ. Không hề nghi ngờ đây đại biểu cho uông gia một loại nào đó chính trị thái độ. Uông gia cùng Tiêu gia không thích hợp, đây không phải cái gì bí mật, cơ hồ ai ai cũng biết. Hiện tại Uông Vĩ Thành bỗng nhiên buông xuống tư thái, hướng Tiêu gia một cái hậu sinh vãn bối lấy lòng, tuyệt đối không phải là xem ở Tiêu Thiên bản nhân trên mặt mũi, chỉ có thể là nhờ vào đó hướng Tiêu gia phóng thích hữu hảo tín hiệu. Uông gia, thế mà muốn cùng Tiêu gia biến chiến tranh thành tơ lụa, toàn diện hợp tác rồi sao? Đây là một cái phi thường trọng đại tín hiệu có ý nghĩa không giống bình thường. Coi như bỏ qua một bên đây hết thảy đều không nói, vẻn vẹn uông lão nhị thân phận, hắn tự mình đến Hồng Xuân Trấn, tham gia vườn kỹ nghệ kỹ nơi sản sinh đặt nền móng nghi thức, đã làm cho tỉnh lý số một số 2 lãnh đạo tự mình ra mặt cùng đi. Đối mặt loại này không nghĩ ra tình trạng, tốt nhất cách đối phó, chính là đồng loạt chơi mất tích. Hoặc là, chính là đồng loạt xuất hiện, đại ca nhị ca ai cũng không rơi, để những cái kia nhìn chằm chằm người vừa nhìn liền biết cái này thuần túy chỉ là ra ngoài lễ tiết cần không biểu hiện cái khác bất luận cái gì chính trị hàm nghĩa kết quả là hồng sơn trấn hôm nay liền phi thường náo nhiệt đừng bảo là bớt lãnh đạo lãnh đạo thành phố không biết lão uông nhà trong hồ lô muốn làm cái gì thậm chí ngay cả người trong cuộc tiêu thiên đều làm không rõ ràng khi tiêu thiên biết được uông vĩ thành lãnh đạo công ty muốn cùng hồng sơn trấn hợp tác về sau hắn ngay lập tức cho tiêu phàm gọi điện thoại sau đó lại cho lão tử tiêu trạm gọi điện thoại báo cáo tiêu phàm mỉm cười nói cho đệ đệ cứ việc yên tâm cùng uông vĩ thành hợp tác không gì kiêng kỵ có câu nói này tiêu thiên lập tức liền ăn thuốc an thần ngược lại là tiêu trạm rất nghiêm túc khuyên bảo hắn nhất định phải thận trọng đối đãi không nên gấp tại gật đầu đáp ứng tiêu thiên lanh mồm lanh miệng nhịn không được liền đem tiêu phàm không gì kiêng kỵ lời nói nói cho lão tử tiêu trạm sau khi nghe có chút sững sờ ngơ ngác một chút Cuối cùng vẫn là để tiêu thiên cẩn thận một chút, mặt đối trên trời rơi xuống đến đĩa bánh, không cần vội và ăn, muốn bao nhiêu hỏi mấy cái vì cái gì. Bất quá tiêu thiên tâm lý nắm chắc, lão cha nói như vậy, nhưng thật ra là đã đồng ý. Hiện nay đại ca trong nhà quyền lên tiếng, càng ngày càng nặng, liền xem như ra ra, cũng rất coi trọng đại ca ý kiến. Hôm nay tiêu phàm cũng đến Hồng Sơn Chấn, nhưng vẫn chưa tham gia cái kia phi thường náo nhiệt đặt nền móng nghi thức chỉ xa xa tại Hồng Sơn khách sạn khách quý trong phòng nhìn qua rộn rộn ràng ràng, đầu người phun trào vườn kỹ nghệ. Bên cạnh hắn, thì là một vị mắt ngọc mày ngài xinh xắn cô nương, làm tiểu nữ hài cách ăn mặc, chính là Uyển Thiên Thiên. Thiên Thiên, đồ vật đều chuyển không đi, tiêu phàm nhìn vườn kỹ nghệ vài lần, liền là không hứng thú lắm, trở lại trong ghế ngồi xuống, bưng chén trà lên, theo miệng hỏi. Dưới mắt tiêu phàm, cùng trước kia lại có chỗ khác biệt, dù coi như là người bình thường, cũng có thể nhìn thấy trên mặt hắn ẩn ẩn lưu truyền bảo quang, quả nhiên là trong suốt như ngọc, ung dung hoa quý. Quyền thiên thiên vừa cười vừa nói, yên tâm đi, có đồ tốt, những cái kia đám danh con tay chân so với ai khác đều lưu loát. Cái gọi là đám danh con, chỉ là tống hoàn dẫn đám kia yên chi xã tiểu huynh đệ. Mấy tháng này, bọn hắn cơ hồ một mực chăm chú vào hồng sơn chấn, từ chỗ rất xa, mặt khác mở một đầu thông đạo thật dài, đả thông vườn kỹ nghệ dưới mặt đất chợ quỷ, đem chợ quỷ bên trong rất nhiều bảo tồn hoàn chỉnh đồ cổ từng kiện lấy đi dựa theo đại đương ra yêu cầu việc này tiến hành phải cực kỳ bí ẩn dù coi như là tiêu thiên cũng không biết bọn hắn thế mà tại lấy dưới mặt đất đồ cổ bởi vì cái kia đạo tường vây vẫn còn lục ninh trần bày ra cái kia trấn áp đại trận cũng tại cứ việc trấn ủy trấn chính phủ nhiều lần hướng mọi người cường điệu vườn kỹ nghệ dưới mặt đất chỉ có mấy tòa bình thường cổ mộ cũng không có cái khác cổ quái nhưng chúng dân trong trấn nơi nào chịu tin mấy cái kia đã từng quỷ nhập vào người ra hỏa, thế nhưng là thật sự, xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ không nói, kém chút liền ném mạng nhỏ. Ai sao mà to gan như vậy, dám hướng ở trong đó chui a à? Không duyên cớ đều làm lợi yên chi xã các huynh đệ. Kỳ thật lần này, uyển thiên thiên ngược lại cũng không định muốn móc cái này trợ quỷ, nàng muốn cùng tiêu thiên giảng nghĩa khí, phản nhất hành tung bại lộ, bị người bắt được, cần để tiêu thiên khó làm, yên chi xã không thiếu nhiều như vậy cổ vật là tiêu phàm cố ý phân phó bọn hắn đoạt bảo. Tiêu phàm nói cho huyền thiên thiên, tại sau này trong một đoạn thời gian, hắn cần muốn vận dụng đại lượng tiền tài, còn cần yên chi xã các huynh đệ giúp hắn đi hoàn thành một kiện đại sự. Những này chôn dưới đất đồ cổ, tạm thời cho lại yên chi xã các vị huynh đệ thù lao. Đã tiêu phàm đều nói như vậy, mọi người cũng không cần thiết lại nói cái gì khách khí, một chuyến lội, đem vườn kỹ nghệ bảo tàng dưới đất chuyển sạch sành xanh. Sau đó, Tiêu Phàm giao cho Tống Hoàn bốn tờ bản vẽ, để hắn tổ chức bí mật nhân thủ, tiến về cái này bốn phía địa phương thi công. Tại bốn phía phong cảnh tú lệ, ít ai lui tới sơn giã bên trong, kiến tạo bốn tòa phong cách khác nhau đạo quán. Lại chiêu mộ đạo sĩ, chủ trì hương hỏa, cái này bốn tòa đạo quán, đều có cùng một cái tên vô cực điện. Cái này bốn tòa đạo quán, đều đều muốn xây phải tráng lệ, khí thế khinh người. Tóm lại ở thế tục bách tính trong mắt, muốn rất huy phong. Để người xem xét đã cảm thấy đây là một cái ngàn năm truyền thừa. Càng sớm hoàn thành càng tốt, về phần tại sao phải làm như vậy, Tiêu Phàm không nói, Tống Hoàn cũng không có hỏi. Tiêu Phàm đã phân phó như vậy, khẳng định là có đạo lý. Lại nói, lần này tại Hồng Sơn trấn vườn kỹ nghệ dưới mặt đất trợ quỷ, quả thực móc ra không ít đồ tốt, mạnh mẽ phát một phen phát tài. Hoàn thành Tiêu Phàm giao cho nhiệm vụ này về sau, còn có rất nhiều tích dư, yên chi xã các huynh đệ Chứ vất vả chút, kiếm được thực tế không ít. Dạng này việc xấu, coi như mỗi ngày tiếp, đều chê ít. Về phần tiêu phàm lần nữa tự mình đi hồng sơn chấn, lại là tại chợ quỷ bên trong bày ra một cái rất lớn pháp trận, một phương diện trấn áp nơi này oán khí sát khí, một phương diện khác đem thập tuyệt chi địa sinh khí các khí đều hội tụ đến hồng sơn chấn cùng hồng sơn thôn phương hướng, bảo đảm cái này sinh môn vị trí sau này mấy chục năm tràn đầy. Hết thảy đều là lạng yên không một tiếng động tiến hành, ngay cả tiêu thiên đều mơ mơ màng màng, không biết đại ca lại tới Hồng Sơn. Đi thôi, chúng ta đi tìm già. Tiêu phàm đặt chén trà xuống, đứng dậy, từ tốn nói. chương 618, Hóa Linh Đan Một đài mới tinh du lịch xe buýt, mơ xít ben tại minh mông vô bờ tuyết vực cao nguyên phía trên. Tiêu phàm lặng yên ngồi tại du lịch xe buýt bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có giống cái khác du khách như thế, hưng phấn xem nhìn ngoài cửa sổ hết thảy, dơ lên máy ảnh đến răng rắc răng rắc đập không ngừng. Dưới mắt, khoảng cách Hồng Sơn Trấn vườn kỹ nghệ chính thức đặt nền móng đã qua gần một tháng. Tiêu phàm một thân một mình, lần nữa trở về cao nguyên. Cũng không phải nói không có cô nương nguyện ý cùng hắn, mà là tiêu chân nhân lúc này không có để người bồi. Mấy nữ hài, dưới mắt đều ở vào thời kỳ mấu chốt. Tiêu phàm rời đi Hồng Sơn Trấn về sau, mang theo Uyển thiên thiên trực tiếp đi quang minh hồ lão quân núi, tìm tới Tân Lâm nhất quán không sợ trời không sợ đất huyền thiên thiên, lần này thật đúng là có điểm hãi hùng khiếp vía. Dù sao lão quân núi là thất diệu cung tổng đàn, tân lâm là thất diệu cung thiếu chủ. Mặc dù nói hai cái nữ hài từ tại chỉ thủy xem chỗ phải cũng không tệ lắm, không có phát sinh cái gì xung đột, lại không có nghĩa là tân lâm trong đầu không cái nhìn. Như thế đi theo người ta nam bên người thân, nghênh ngang hướng người ta hang ổ bên trong chui, lá gan thực tế có chút lớn nếu không phải huyền thiên thiên một mực cực độ tín nhiệm tiêu phàm, còn thật không dám đi theo hắn cắm đầu hướng lão quân núi sông. Sự thật chứng minh, huyền thiên thiên đối tiêu phàm tín nhiệm là hoàn toàn chính xác, tại lão quân núi cũng chưa từng xuất hiện loại kia nguyên phối mang một đoàn tỷ tỷ muội muội quần ẩu tiểu tam cầu huyết tràng cảnh. Bởi vì tiêu phàm lần này là đến luyện đan, vì tân lâm luyện đan, cũng vì huyền thiên thiên luyện đan. Tiêu Phàm đã từng giao cho Lâm Thanh Loan cùng Uyển Thiên Thiên các một chương đan phương, mời các nàng chia ra đi siêu tập một chút luyện đan dùng chân quý dược liệu trải qua hơn nửa năm siêu tập tất cả dược liệu đã cơ bản đầy đủ còn lại một hai dạng thực tế tìm không thấy tiêu phàm cũng tìm được vật thay thế những dược liệu này có thể luyện chế hai loại khác biệt đan dược vì tân lâm luyện chế đan dược là muốn cải thiện tân lâm thể chất làm cho nàng có thể học tập vật pháp tân lâm làm âm chi thể để nàng tại một số phương diện năng lực đạt được đặc biệt cường hóa nhưng cũng bởi vậy đánh mất một số khác phương diện năng lực hoặc là nói một số khác phương diện năng lực nhận áp chế cùng loại tân lâm loại tình huống này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết tỷ như luyện chế hóa linh đan đến tiêu trừ bộ phân sức áp chế cái này hóa linh đan phương thuốc tiêu phàm vẫn luôn biết đến trước đó nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn luyện chế loại đan dược này có hai cái phương diện nguyên nhân nó một tiêu phàm cho rằng tân lâm làm âm chi thể không cần thiết cải biến. Loại thể chất này vốn là tốt vô cùng, Tân Lâm trên nhiều khía cạnh năng lực lĩnh ngộ khác hẳn với thường nhân. Về phần một số khác phương diện năng lực nhận áp chế, làm cho Tân Lâm không thể tu tập thuật pháp, cái kia cũng không có gì. Trên thế giới này, tu tập thuật pháp người dù sao ít càng thêm ít, Tân Lâm không tu thuật pháp. Mảy may cũng không ảnh hưởng hai người bọn họ quan hệ. Hai, Tiêu Phàm trước kia luân hồi tướng chưa đạt đến cảnh giới đại thành, dù coi như biết hóa linh đan đan phương cũng rất khó luyện chế ra tới. Loại đan dược này, không chỉ có riêng là đem dược liệu đặt chung một chỗ luyện chế đơn giản như vậy. Hỏa hầu làm sao nắm giữ, cái kia loại dược liệu trước thêm cái kia loại dược liệu sau thêm, giờ nào thêm vào, đều rất có giảng cứu, luân hồi tướng chưa từng đại thành, cái này canh giờ coi như phải không phải như vậy tinh chuẩn, luyện ra hóa linh đan, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Nhưng là hiện tại, hóa linh đan luyện chế, lại lửa xém lông mày trung thổ thế giới tu chân thời đại liền muốn nặng mới mở ra, không gian thông đạo một khi nặng mới mở, một trận mới thần ma chi chiến tức sẽ triển khai. Làm vô cực môn đương đại trưởng giáo, thủy tổ tàng bảo các người hữu duyên, tiêu phàm rất rõ ràng. Mình là vô luận như thế nào đều tránh không khỏi trận này đại loạn. Tại loại thời khắc mấu chốt này, tiêu phàm hy vọng già nhi có thể cùng với mình, còn giống như trước đồng dạng, kề vai chiến đấu. Tân lâm, nhất định phải đạp lên con đường trường sinh. Không phải, sự tranh lệch giữa bọn họ tất nhiên sẽ càng ngày càng xa, nhất cuối cùng cũng bị ép chia tay. Bây giờ tiêu phàm chẳng những luân hồi tướng đại thành, đồng thời đã bước vào thiên nhân tướng đệ nhất trọng cảnh giới, thấy rõ thiên địa huyền cơ, có thể có hạn độ cướp đoạt sơn tinh thủy quái đạo hạnh phúc khí, luyện vào đan trong dược, làm sức mạnh thay đổi thiên cơ thay cướp chi vật. Dạng này luyện chế ra đến đan dược, hiệu quả chuyện tốt, quả thực không cùng luân so. Từ khi đặt chân thiên nhân tướng cảnh giới về sau, tiêu phàm rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại thời kỳ thượng cổ vô cực môn liền có thể trở thành tu chân giới đại tông vô cực thiên tôn tung hoành thiên hạ hãn hữu địch thủ đây hết thảy đều bắt nguồn từ vô cực môn không giống bình thường con đường tu luyện bình thường môn phái tu chân là không tu tướng thuật xem bói mà con đường trường sinh là thiết thiết thực thực nghịch thiên hành sự người tu chân đạo hạnh càng cao thiên phạt chi lực liền càng nặng trong cõi u minh tựa hồ có một cỗ vô hình trời cơ lực lược sẽ chủ động giữ gìn giữa thiên địa cân bằng. Lịch đại người tu chân, đều phải kinh thụ đại đại nho nhỏ thiên kiếp lôi kiếp, chính là nguyên nhân này. Dù là ngươi cường đại hơn nữa, đến vô địch thiên hạ cảnh giới, không người nào có thể lại đánh bại ngươi, thượng thiên cũng sẽ đích thân xuất thủ, lấy thiên kiếp chi lực lấy tính mạng ngươi. Tinh thông xem bói tướng mệnh chi thuật tu sĩ, tại chống cự thiên kiếp phương diện, có phổ thông người tu đạo không gì sánh được ưu thế, đó chính là thay cướp chi vật. Đặt chân thiên nhân tướng cảnh giới, liền có thể đem cái gọi là sơn tinh thủy quái phúc lộc đạo hạnh lấy ra vì chính mình cản cướp. Có lẽ loại này thay cướp chi pháp, còn không thể hoàn toàn triệt tiêu thiên kiếp chi lực, nhưng chỉ cần có thể triệt tiêu một bộ phân, vô cực môn truyền nhân liền muốn chiếm lợi lớn. Tỷ như nói người ta lịch kiếp là cử tử nhất sinh, sống sót tỷ lệ chỉ có vô cùng một, có thay cướp chi vật về sau, liền có thể làm đến năm chết cả đời, sống sót tỷ lệ đạt tới một nửa. Dân gia, vô cực môn cao giai người tu luyện, tự nhiên mà vậy so môn phái khác phải hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, tinh thông tướng mệnh thuật bói toán người tu chân, còn có thể vì chính mình luyện chế hóa kiếp thế thân, sống chết trước mắt, kịp thời thả ra hóa kiếp thế thân, nói không chừng liền có thể thay đổi mình một cái mạng. Người tu chân ở giữa chém giết, sinh tử thường thường treo ở một tuyến. Có nhiều người ra một cái hóa kiếp thế thân, chẳng khác nào nhiều một cái mạng, cái này tiện nghi chiếm xuống tới, cũng không được. Đương nhiên, thiên đạo cân bằng, dưới gầm trời này, liền không có chỉ chiếm tiện nghi không chuyện có hại. Tinh thông xem bói tướng mệnh chi đạo người tu chân, cần đem thời gian dài tinh lực tiêu vào cái này phía trên, tại chủ tu công pháp phía trên tiến bộ, liền muốn xa xa lạc hậu hơn còn lại mấy cái bên kia chuyên một người tu chân. Thời gian giống nhau bên trong, người ta tiến dài tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Tương đối mà nói, tinh thông xem bói tướng mệnh chi đạo người tu chân, có thể tại đồng bậc tu sĩ bên trong đại chiếm thượng phong, nhưng đối mặt cao hơn chính mình nhất giai hoặc là cao hai giai người tu chân, vậy cũng chỉ có chạy chối chết thậm chí khoanh tay chịu chết phần. Là hoa tốn thời gian tinh lực đi học tập xem bói tướng mệnh chi đạo, hay là chuyên vừa tu luyện một loại nào đó công pháp, nhanh chóng tiến giai, quả nhiên là mỗi người một ý sự tình, cũng không thể nói cái kia loại phương thức là tốt nhất. Bất quá tiêu phàm làm vô cực môn đương đại trưởng giáo, hắn đã không có lựa chọn chi đạo. Tương đối hóa linh đan luyện chế phức tạp, vị huyền thiên thiên luyện chế bồi nguyên đan, liền muốn đơn giản hơn nhiều. Uyển Thiên Thiên không cần cải thiện thể chất, chỉ cần đem thể nội cuối cùng tàn dư âm sát chi lực loại trừ, lại đem cơ sở nền vững chắc, liền có thể mở đầu tu luyện đạo thuật. Vô cực môn phương pháp tu luyện là có thể lột rời đi. Môn hạ đệ tử có thể không tu mệnh tướng xem bói chi đạo, đơn tu lấy pháp lực khắc địch chế thắng công pháp. Tiêu Phàm rất tỉ mỉ vì Uyển Thiên Thiên tuyển một bộ phù hợp công pháp của nàng tu luyện bất quá uyển thiên thiên mình nhất định phải học tướng mệnh xem bói chi đạo tiêu phàm cũng sẽ không phản đối về phần uyển thiên thiên không phải vô cực môn đệ tử phải chăng có thể tu luyện vô cực môn công pháp tiêu phàm cho tới bây giờ đều không có xoắn suýt qua vấn đề này vô cực môn hải nạp bách xuyên cần gì phải dạng này tính toán chi ly huống chi uyển thiên thiên từ trình độ nào đó đến nói kỳ thật chính là tiêu phàm nữ nhân chỉ kém không có hoàn thành một bước cuối cùng trưởng giáo chân nhân nội quyến tu luyện bản môn công pháp, chính là đương nhiên, cho dù ai đều tìm không ra lý tới. Nước ta từ xưa liền có truyền thống tay nghề truyền tức không truyền nữ. Nàng dâu là người trong nhà, về sau sinh sinh tử tử, đều trong nhà mình, nữ nhi lại trung quy là nhà khác. Tiêu phàm tự nhiên không đến mức như vậy nhỏ hẹp, nhưng tương tự, hắn cũng sẽ không phải chịu loại kia nhỏ hẹp môn quy hạn chế. Cho tới nay, Trần Dương kỳ thật cũng không thể xem như vô cực môn chính thức truyền nhân, Tiêu Phàm cũng đã đem Hạo Nhiên chính khí truyền cho nàng. Nguyên nhân ngay tại ở Trần Dương thích hợp nhất tu luyện loại công pháp này, so Tiêu Phàm mình còn càng thêm thích hợp. Về phần về sau Trần Dương có thể hay không cũng trở thành vô cực môn trưởng giáo chân nhân nội quyến, hoặc là không phải sẽ trở thành vô cực môn đệ tử chính thức, Tiêu Phàm không có nghĩ nhiều như vậy. Thời kỳ phi thường, há có thể câu nệ thành pháp. Việc cấp bách là để bên cạnh mình người lấy tốc độ nhanh nhất tiến bộ, trong thời gian ngắn nhất trưởng thành cùng một chỗ ứng đối ngày sau gian nan. Tiêu chân nhân trọn vẹn tại lão quân núi đợi 7 ngày thất dạ, tại thất diệu cung luyện đan thất bên trong đổ mồ hôi như mưa, trước sau đem hóa linh đan cùng bồi nguyên đan luyện chế ra đến, giao cho hai cái nữ hải tử phân biệt ăn vào. Phân phó các nàng gấp rút luyện tập, mình liền rời đi Đông Nam, lần nữa đi tuyết vực cao nguyên. Đài này du lịch xe buýt mục đích là bình phục chùa. Cao nguyên phía trên, bình phục chùa là trọng yếu nhất miếu thờ một trong, chính là là năm đó tông già đại sư chú thích chỗ tông già đại sư trở thành cao nguyên phật giáo lớn nhất danh vọng cao tăng về sau lâu dài tại bình phục chùa chú tích vì vậy bình phục chùa cũng bị tôn kính vì cao nguyên phật giáo tổ miếu trước đó bình phục chùa là không mở ra cho người ngoài trừ chính tông hành hương giả du khách chỉ có thể trông về phía xa quyết không cho phép tiến vào bình phục chùa bất quá theo thời đại phát triển hết thảy lấy phát triển kinh tế làm chủ làm cao nguyên thần thánh nhất đồng thời cũng thần bí nhất tổ miếu bình phục chùa rốt cuộc tại trước đây ít năm chính thức đối du khách mở ra thành vì một cái điểm du lịch tiêu phàm thân phận bây giờ chính là một cái bình thường du khách cùng một đoàn tán khách cùng một chỗ cưỡi du lịch xe buýt tiến về bình phục chùa ngắm cảnh kỳ thật tiêu phàm nếu như sáng ra bản thân quan phương thân phận bình phục chùa nhất định sẽ long trọng tiếp đái phó trưởng phòng chức vụ không cao tông giáo cục lại là chính quản đơn vị bất quá bởi như vậy liền không khỏi quá kiêu căng. Tiêu chân nhân lần này lại phó cao nguyên, vì tìm kiếm kim sĩ đại bằng vương chuyển thế kim thân bản mệnh thần thông tu luyện công pháp, nếu như làm ra gây động tĩnh lớn, còn thế nào tùy cơ ứng biến. chương 619 Tàng Kinh Các Bình phục chùa danh xưng đối du khách mở ra, trên thực tế chỉ mở ra trong đó rất nhỏ một cái bộ phân, cũng chính là chùa miếu đại điện cùng bộ phân thiền điện. Chân chính quan trọng bộ phân, đều dựng thẳng du khách dừng bước hàng hiệu tử một tiến vào chùa miếu, tiêu phàm liền thoát ly lữ khách đoàn đội, trực tiếp đi hậu viện. Lấy hắn tu vi hiện tại, chùa trong miếu các tăng nhân, cơ hồ không người có thể phát giác được hành tung của hắn. Thật giống như mỗi cái đại học đều có thư viện đồng dạng, mỗi một chỗ ngồi quy mô chùa miếu, đều sẽ có tảng kinh các loại hình chỗ. Bình phục chùa hậu viện yên tĩnh, rất ít nhìn thấy có tăng nhân đi lại. Tiêu phàm rất nhanh liền tìm được tàng kinh các, một tòa tường đỏ ngói xanh phòng ở, chỉ có một tên tăng nhân canh giữ ở tầng thứ nhất lối vào ngủ gật. Nơi này thuộc về không mở ra cho người ngoài khu vực, ngày bình thường có thể đến nơi đây, cơ bản đều là trong chùa tăng lữ, vị này trông coi tàng kinh các tăng nhân, kỳ thật chính là cái thư viện nhân viên quản lý tính chất, phụ trách đăng ký một chút mà thôi. Thoáng luyện hóa một chút ngân dược lôi bằng nội đan, tiêu phàm đối phong độn thuật có cơ bản nhất hiểu rõ, hiện giai đoạn liền muốn hòa phong ngây thơ làm như vậy đến theo gió che đậy hình, trên cơ bản thuộc về nói mê sảng. Bất quá đối nhục nhãn phàm thai người bình thường mà nói, tiêu phàm phong độn thuật liền thực tế thật cao minh. Mặc dù còn khó có thể làm được từ trông coi tăng nhân trước mặt đi qua mà đối phương không hề hay biết, nhưng từ một phương hướng khác trực tiếp vọt lên lầu 2, trông coi tăng nhân xác thực ngay cả nửa phân dị dạng đều chưa từng phát giác. Trong tàng kinh các không ai, tựa hồ bình phục chùa tăng nhân cũng không phải là đặc biệt thích học tập. Hiện nay thế đạo này, chùa miếu bên trong tăng nhân từ lâu bị hồng trần lây nhiễm, lại có mấy người là chân chính nguyện ý xuất gia vì tăng. Bất quá là tuần hoàn theo cổ lão truyền thống, tại đặc biệt tuổi tác đoạn bên trong, xuất gia vì tăng thời gian mấy năm, về sau còn muốn hoàn tục, lấy vợ sinh con. Đã chỉ là làm dáng một chút, kia liền không cần thiết quá nghiêm túc. Ngược lại là thuận tiện tiêu phàm làm việc, bình phục chùa tàng kinh các mặc dù so ra kém đại học thư viện, tàng thư cũng coi như phải 10 điểm phong phú, chỉ ít có mấy vạn sách. Bất quá đối những cái kia thiết kế tinh mỹ, lấy hiện đại in ấn kỹ thuật in ấn kinh văn sách vở, tiêu phàm ngay cả chính mắt cũng không nhìn một chút. Tàng kinh các hết thảy ba tầng, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đều là loại này tinh mỹ hiện đại in ấn vốn. Tiêu phàm trực tiếp bên trên tầng ba, trên lầu ba lấy khóa, trên khung cửa tích lấy một tầng thật mỏng cho bụi. Nhìn qua, đã có một đoạn thời gian không có người đặt chân qua nơi này. Dạng này khóa cửa, tự nhiên sẽ không đối tiêu phàm tạo thành bất kỳ trở ngại nào, trong nháy mắt, Tiêu phàm liền tiến vào trong tàng kinh các, bên ngoài cửa phòng vẫn như cũ khóa lại, không có bất kỳ cái gì phá hư. Phòng độn thuật quả nhiên có chút đạo lý. Tiêu phàm mỉm cười, thấp giọng tự nói một câu. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là luyện hóa ngân dược lôi bằng nội đan về sau tự nhiên mà vậy liền có bản lĩnh, rất thô giáp, không có trải qua bất luận cái gì ra công. Trên thực tế, trước mắt tiêu phàm cũng không biết nên như thế nào thông qua cách khác, cường hóa loại này bản lĩnh. Vô cực môn tu luyện công pháp tựa hồ cùng lôi bằng bản thân phong lôi thuộc tính cũng không kiêm dung. Có lẽ như là cơ khinh xa lời nói, khi tìm thấy kim sĩ đại bằng vương tu luyện công pháp về sau, có thể chân chính đem ngân dược lôi bằng chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tầng ba tàng kinh các không gian, so phía dưới hai tầng rõ ràng thì nhỏ hơn nhiều, chỉ có mấy hàng giá sách, giá đỡ không cao. Trên giá sách trưng bày không còn là in ấn vốn, mà là một quyển 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 gia cừu, tiêu chế thuộc ra mùi có chút khó ngửi. Nhìn ra được, nơi này mới là toàn bộ bình phục chùa chân chính có giá trị nhất chỗ. Đối với kim sĩ sí đại bằng vương chuyển thế kim thân tu luyện công pháp, nói thực ra, tiêu phàm không có nửa điểm đầu mối. Trước đó, hắn cũng lên qua quẻ, quẻ tượng mơ hồ cực kỳ, cơ hồ không có chút nào chỉ. Vô cực môn thuật bói toán lại cao minh, cũng rất khó bói toán đến chuyện như vậy. Trong truyền thuyết kim sĩ sí đại bằng vương, chính là gần với Phật tổ cấp bậc một cùng đại yêu. Chỉ sợ sẽ là vô cực thiên tôn, cũng không thể dùng bói toán chi thuật đi tìm kim sí đại bằng vương công pháp a đã như vậy vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật một quyền một quyền tìm xuống dưới nhìn xem có thể hay không có thu hoạch tại cái này trong tàng kinh các tiêu phàm một đợi chính là mấy ngày mấy đêm trong đoạn thời gian này từ đầu đến cuối không có bất kỳ người nào tới quấy rầy hắn ngược lại là có tăng nhân tiến vào lầu một lầu hai tàng kinh các tầng ba lại không ai tới qua không biết là chùa triển có quy định như vậy Tận Lực đem những này quyển gia cừu bảo vệ, không cho phép người tiếp xúc, hay là ép căn bản không hề tăng nhân nguyện ý đến đọc qua loại này thời kỳ thượng cổ quyển gia cừu. Thực tế quá tối nghĩa khó hiểu, cũng chính là Tiêu Phàm có thâm hậu vô so phản văn bản lĩnh, nếu không đối cái này từng loạt từng loạt quyển gia cừu, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chỉ bất quá mấy ngày xuống tới, Tiêu Phàm không thu hoạch được gì. Những này quyển gia cừu ghi lại, đều là cao nguyên Phật giáo cổ lão kinh văn cùng Phật giáo cố sự không ít quyển gia cừu tồn thế thời gian, thậm chí so tông già đại sư còn muốn vượt mức quy định rất nhiều năm, có thể truy tố đến thần ma đại chiến thời điểm. Trong đó mấy cái quyển gia cừu đều kỹ thuật lúc ấy thần ma đại chiến tràng cảnh, tương đương tường tận. Tiêu phàm không khỏi nở nụ cười khổ, kỳ thật thời kỳ thượng cổ thần ma đại chiến, không chỉ bình phục chùa quyển gia cừu có ghi chép, vô cực thuật tàng rất nhiều trong sách cổ cũng có ghi chép. Chỉ là khi đó, ai không phải đem những này xem như truyền thuyết thần thoại đến đối đãi ai cũng có thể tin tưởng những này đều đã từng chân chính phát sinh qua. Ở giữa nhất giá sách tầng cao nhất, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mấy cái làm công tinh Mỹ hình sợi dài gỗ đàn hương hộp. Đây là cả gian tàng kinh các nhất vị trí trung tâm, cũng là duy nhất một tầng không có trực tiếp bày ra quyển gia cừu mà là bày ra gỗ đàn hương hộp giá sách. Tiêu phàm sớm liền phát hiện tầng này không giống bình thường, cũng không có vội vã mở ra những cái kia hộp gỗ. Tại không có đạt được bất luận cái gì nhắc nhở dưới tình hình, Tiêu phàm không có ý định vì tiện phá hư mình nhất quán phong cách hành sự. Bị đặc thù sự vật hấp dẫn, sau đó không chút do so dự đem mặt khác nhìn như phổ thông đồ vật sức bỏ, hướng đặc thù sự vật chạy theo như vịt, chính là rất nhiều người thói quen. Nhưng không thể không nói, cái này kỳ thật cũng không phải là cái thói quen tốt, thường thường chân chính vật hữu dụng là giấu ở phổ thông đồ vật bên trong. Tiêu phàm nếu như vội vã mở ra những cái kia hộp gỗ, kết quả phát hiện cũng không phải mình thứ muốn tìm, thất vọng phía dưới đối chuyến này lòng tin là một cái đả kích rất lớn, chỉ sợ không còn có tâm tư một quyển một quyển đọc qua thừa dư tất cả quyển gia cừu. Nếu hắn muốn tìm công pháp, trùng hợp xấu ở trong đó một quyển không chút nào thu hút quyển gia cừu bên trong, nói không chừng liền sẽ bỏ lỡ. Thanh tất cả cái khác quyển gia cừu đều đọc qua qua đi, tiêu phàm xác định không có bỏ sót, lúc này mới bắt đầu mở ra cái này tầng cuối cùng trên giá sách chỗ gác lại gỗ đàn hương hộp. Trong hộp gỗ vẫn là rất cổ xưa quyển gia cừu, lại là tông già đại sư tự viết. Tiêu Phàm đã từng nghiên cứu qua tông giả đại sư ngộ đạo lúc tự viết kinh văn thượng quyển, đối tông giả đại sư bút tích hết sức quen thuộc. Thời gian lại qua dòng dã một ngày một đêm, Tiêu Phàm đem tất cả chứa ở gỗ đàn hương trong hộp quyển gia cừu đều đọc một lần, chậm rãi khép lại cuối cùng một quyển da dê, trang tiến vào hộp gỗ, thả lại chỗ cũ. Nhắm mắt trầm tư chốc lát, khẽ gật đầu một cái. Hắn vẫn là không có tìm tới kim sĩ đại bằng vương tu luyện công pháp, bất quá chuyến này lại cũng tuyệt không phải không thu hoạch được gì cuối cùng một quyển da dê bên trong, liền ghi lại tông già đại sư cảm mộ tâm đắc. Tông già đại sư tại quyển da cửu bên trên thân bút viết, đại bằng bạo ngược chi khí, ảnh hưởng đến hắn thiền tâm, để hắn huyết mạch sôi sục khó mà tĩnh tâm tu luyện. Cần lấy từ bi Phật Pháp, mới có thể dần dần hóa giải loại này xâm nhập nội tâm ngang ngược. Tiêu phàm cơ hồ có thể khẳng định, tông già đại sư nhất định tu luyện qua có quan hệ kim sĩ đại bằng vương công Pháp, nếu không liền hoàn toàn không cách nào giải thích vì cái gì tại tông giả đại sư tay trong sách, sẽ xuất hiện đại bằng bạo ngược chi khí dạng này miêu tả. Kim sĩ đại bằng điều tại Phật giáo kinh điển bên trong, là địa vị cực cao thần chỉ. Dựa theo gió ngây thơ lời nói, tông giả đại sư chính là kim sĩ đại bằng vương chuyển thế kim thân, nếu như hắn không phải có tự thể nghiệp, tuyệt sẽ không viết ra như vậy ngữ tới. Chỉ là, kim sĩ đại bằng vương công pháp, tông giả đại sư vẫn chưa tay quay xuống. Cái này cũng rất dễ lý giải. Nếu như tông già đại sư thật sự là kim sĩ sí đại bằng vương chuyển thế kim thân, tại hắn thức tỉnh về sau, nhất định sẽ phát giác vị trí hoàn cảnh, cùng chuyển thế trước đó hoàn cảnh, có biến hóa rất lớn, linh khí hầu như không còn, trung thổ tu chân thế giới triệt để sụp đổ. Dù là như thế, tông già đại sư khẳng định sẽ còn tiếp tục tu luyện kim sĩ sí đại bằng vương khắc sâu tại hắn thần hồn trong trí nhớ công pháp, thẳng đến xác định thật không cách nào tiến thêm một bước về sau, mới có thể khai thác cái khác biện pháp. Mặc kệ hắn khai thác loại nào biện pháp, kim sĩ đại bằng vương công pháp, nhất định đều là cao nhất cơ mật, sẽ dùng nhất thích đáng thủ đoạn bảo tồn, sẽ không dễ dàng hiện ra ở thế nhân trước mắt. Thậm chí tông già đại sư căn bản liền sẽ không đem hình ra tại văn tự, mà là tiếp tục khắc họa phong ấn tại thần hồn của mình trong trí nhớ, chờ đợi đời sau chuyển thế kim thân lần nữa thức tỉnh. Loại tình hình này khả năng cũng không thể đánh giá thấp dù sao chuyển thế kim thân là tại tông già đại sư về sau mới dần dần biến thành một loại nào đó định chế. Mà lại, tông già đại sư cũng minh bạch nói qua, từ bi Phật Pháp có thể hóa giải bạo ngược chi khí. Vừa nghĩ đến đây, tiêu phàm không chịu được đưa tay phải ra, hơi một điều động pháp lực, một đầu ngân rực lôi bằng hư ảnh, tại trong lòng bàn tay của hắn sôi nổi mà ra, sắt mỏ móng vuốt thép, ngân rực lập lòe, lôi quang trầm tính, cứ việc chỉ có vài tắc lớn nhỏ, lại tự có một cỗ bác kích tại trên trời cao khí tức bén nhọn, hai mắt hung hăng tiếp cận tiêu phàm, tràn đầy oán độc cùng không cam lòng chi ý. Tiêu phàm cười cười, bỗng nhiên đối lôi bằng hư ảnh nói, người cũng đừng như thế không cam lòng, con đường trường sinh, nguyên bản liền cực kỳ gian nan. Sinh sinh tử tử, tự có định số, người ta bây giờ hợp làm một thể, chưa hẳn chính là chuyện xấu. Có lẽ một ngày kia, người còn có thể lại thấy ánh mặt trời, lần nữa bay lượn tại cửu thiên tri thượng lôi bằng vẫn như cú hung tợn tiếp cận hắn không cảm kích chút nào dáng vẻ tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu bàn tay có chút lắc một cái lôi bằng hư ảnh liền là tan biến không gặp vô cực truyền thừa không thuộc về nho thả nói ba nhà bất luận cái gì một mạch chính là độc lập với cái này tam đại giáo bên ngoài đạo thống bất quá đã từ bi phật pháp có thể hóa giải lệ khí tiêu phàm cũng là cũng không thèm để ý nhiều nghiên cứu một phen phật gia điển tịch mà lại hết thảy việc thiện đều có thể quy nạp vì từ bi phật pháp phạm trù ngay vào lúc này, tiêu phàm điện thoại bỗng nhiên chấn động. vì để tránh cho gây nên trong chùa tăng nhân chú ý, những ngày này tiêu phàm điện thoại đều là điều vì chấn động trạng thái. tiêu phàm lấy điện thoại di động ra xem xét, là một cái số điện thoại lạ hoắc, khu hào biểu hiện, điện thoại này đến từ trung đông nước nào đó. tiêu phàm trong lòng hơi động một chút, thủ lĩnh đại hòa thượng trước mắt ngay tại cái này trong đó đông quốc gia trưởng ở, chẳng lẽ điện thoại này cùng thủ lĩnh đại hòa thượng hoặc là đan tăng đa cát có quan hệ? chương 620, đan tăng đa cát chịu lấy giáo quy xử phạt. Người tốt, tiêu phàm không thế nào do dự, ấn xuống nút trả lời. Người tốt, tiêu trưởng phòng, điện thoại bên kia, vang lên một cái hơi có vẻ già nuôi nam tử trung niên thanh âm, cũng coi là tiêu phàm người quen. Đạt nhĩ giác thượng sư, tiêu phàm sau mi có chút một dương, hơi kinh ngạc. Vị này đạt nhĩ giác thượng sư, chính là thủ lĩnh đại hòa thượng bên người thụ nhất tín nhiệm hồng nhân, một mực đi theo tại thủ lĩnh đại hòa thượng bên người, đã từng làm làm thủ lĩnh đại hòa thượng đặc sứ, đi thăm qua rất nhiều nơi. Hơn hai năm trước, hắn liền từng bí mật đi qua kinh sư, làm tông giáo cục trưởng phòng, tiêu phàm có mặt qua chiêu đãi hắn tiệc rượu. Bất quá dạng này rượu sẽ, tiêu phàm cho tới bây giờ đều là làm bồi người có mặt, chỉ là đi làm cái chứng kiến tác dụng. Ngược lại là không nghĩ tới, đạt nhĩ giác thượng sư sẽ đích thân gọi điện thoại cho hắn. Là ta, tiêu trưởng phòng trí nhớ rất tốt đạt nhĩ giác thượng sư thanh âm, hay là 10 điểm ôn hòa. Người này có thể có được thủ lĩnh đại hòa thượng hoàn toàn tín nhiệm, luôn luôn có chỗ hơn người. Tiêu phàm trầm mặc, lúc này đạt nhĩ giác thượng sư gọi điện thoại cho hắn, tuyệt đối không phải tìm hắn hàn huyên ôn chuyện. Quả nhiên, tiếp xuống đạt nhĩ giác thượng sư liền đi thẳng vào vấn đề, nói tiêu trưởng phòng, có một vật, hy vọng ngươi có thể còn cho chúng ta. Thứ gì, đạt nhĩ giác thượng sư, người xác định không có đánh sai điện thoại A tiêu phàm nhẹ nhàng một nhíu mày, rất là không hiểu. Chẳng lẽ đạt nhĩ giác uống nhiều, đánh sai điện thoại không thành? Có vẻ như mình cùng thủ lĩnh đại hòa thượng ở giữa, vẫn chưa bất luận cái gì tư nhân kết giao, càng không có bắt bọn hắn thứ gì. Tiêu trưởng phòng vừa rồi trí nhớ cũng còn rất tốt, vì cái gì thoáng qua ở giữa, liền quý nhân hay quên sự tình đây. Tiêu trưởng phòng, mấy tháng trước, người có phải hay không từng tiến vào đại tuyết sơn chỗ sâu? Ở nơi đó, Người tự tiện tiến vào tông giả đại sư đã từng khổ tu trong động phủ, lấy đi tông giả đại sư tự viết kinh văn hạ quyển. Còn 10 điểm tàn nhẫn sát hại lớn tuổi Đức Huân là các đại thượng sư. Tiêu trưởng phòng, đối với như người loại này tàn bạo hành vi, chúng ta 10 điểm oán giận, biểu thị nghiêm trọng nhất kháng nghị. Người nhất định phải đối này làm ra giải thích hợp lý. Đạt nhĩ giác trong bất chi bất giác, dùng tới tiêu chuẩn ngôn ngữ ngoại giao. Tiêu phàm lập tức hiểu được, lạnh nhạt hỏi, đạt nhĩ giác thượng sư, đan tăng đa cát thượng sư đã trở lại các ngươi nơi đó a à. mấy tháng trước đại tuyết sơn chỗ sâu một trận chiến tiêu phàm trước sau chém giết ngàn năm tuyết yêu hòa phong ngây thơ vì nhiều ba bộ lạc bỏ đi họa lớn trong lòng đan tăng đa cát sư huynh đệ ba người nhưng cũng tổn thương thảm trọng cam pot cùng đan châu mất mạng đan tăng đa cát trọng thương tiêu phàm cùng cơ khinh sa đem hắn đưa về nhiều ba bộ lạc dưỡng thương tính toán thời gian xem chừng đan tăng đa cát thương thế cũng nên khỏi hẳn hắn là thủ lĩnh đại hòa thượng thiếp thân vệ sĩ đầu mục, không có ngoại phái nhiệm vụ thời điểm, đương nhiên phải trở lại thủ lĩnh đại hòa thượng bên người. Đan Tăng Đa Cát là thủ lĩnh đại hòa thượng thành tín nhất vì tùng, có quan hệ đại tuyết sơn chỗ sâu phát sinh hết thảy. Tự nhiên sẽ chi tiết hướng thủ lĩnh đại hòa thượng bẩm báo. Bất quá tại đạt nhĩ rắc miệng bên trong, chân tướng sự tình liền hoàn toàn thay đổi, thế mà khí thế hùng hổ hướng tiêu phàm hương sư vấn tội. Đúng vậy, tiêu trưởng phòng, Đan Tăng Đa Cát đã hướng thủ lĩnh Đại Thượng Sư Thẳng Thắn Thú nhận cùng với người phạm hết thảy tội ác. Hắn phản bội Phật Tổ, phản bội thủ lĩnh Đại Thượng Sư, tình nguyện tiếp nhận giáo quy nghiêm khắc xử phạt. Tiêu trưởng phòng, người cũng giống như hắn, phạm nghiêm trọng tội ác, mặc dù ngươi không phải chúng ta trong giáo tín đồ. Chúng ta tạm thời không lấy giáo quy xử phạt ngươi, nhưng ngươi đánh cắp tông giả đại sư tự viết kinh văn. Nhất định phải lập tức về còn cho chúng ta. Đạt nhĩ giác nghĩa chính từ nghiêm nói, ngữ khí âm vang hữu lực. Tiêu Phàm liền cười, khóe miệng hiện lên một vòng mỉa mai chi ý. Những này cái gọi là nhân vật chính trị, am hiểu nhất chính là đổi trắng thay đen, chỉ lo lợi ích, không hỏi thị phi. Thế nhưng là một chiêu này, làm tại ngoại giao trường hợp có thể, làm tại hắn tiêu chân nhân trên thân, không khỏi có chút quá trò đùa. Chẳng lẽ đạt nhĩ rắc không biết, hắn cái này phó trưởng phòng vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa mà thôi a. À. Coi như hắn không phải trên danh nghĩa phó trưởng phòng, mà là thực tế người phụ trách lấy tiêu gia đích trưởng tôn thân phận, cũng sẽ không sợ hãi đạt nhĩ giác uy hiếp. Đạt nhĩ giác thượng sư, ta đề nghị các người lập tức thanh đan tăng đa cắt thả, hắn là bằng hữu của ta. Nếu như các người thật dám làm tổn thương hắn, như vậy, ta không ngại hảo hảo cùng các người tính toán sổ sách. Tiêu phàm lãnh đạm nói, tiêu trưởng phòng, ngươi, không đợi đạt nhĩ giác lại nói cái gì, tiêu phàm trực tiếp đánh gãy hắn, nói, đạt nhĩ giác thượng sư, những cái kia dư thừa chính trị đối đáp, liền không cần nhắc lên ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng nghe qua đan tăng đa cát miêu tả, chuyện này, các ngươi tốt nhất là chiếu ta nói làm, không phải, ta sẽ rất tức giận. Điện thoại bên kia, rơi vào trong trầm mặc đạt nhĩ rắc miệng thảo luận phải kiên cường, trên thực tế, chính hắn cũng không tin mình nói những lời này. Bọn hắn bây giờ không có quá nhiều đồ vật có thể uy hiếp được tiêu phàm. Nếu thật là chọc giận vị này tiêu trưởng phòng, hậu quả đoán chừng sẽ không làm người quá vui sướng. Ngôn ngữ ngoại giao cũng có thể nói, nhưng là trông cậy vào lấy ngôn ngữ ngoại giao đi giải quyết vấn đề thực tế, đó chính là ngây thơ. Tiêu trưởng phòng, đan tăng đa cát mình tình nguyện tiếp nhận giáo quy xử phạt. Trầm mặc chốc lát, đạt nhĩ giác nói, ngữ khí trở nên 10 điểm bình tĩnh, liền một câu nói như vậy, lại không có bất kỳ cái gì giải thích. Tiêu phàm chậm rãi hỏi, có thể để ta cùng hắn thông điện thoại A. Chỉ sợ không được, đan tăng đa cát trước mắt ngay tại tuyệt thực sám hối, dựa theo chúng ta giáo nghĩa quy định, đối với một kẻ hấp hối sắp chết, là không thể đi quấy dày hắn. Mà lại, đối đan tăng đa các xử phạt quyết định là thủ lĩnh đại thượng sư tự mình làm được, bất kỳ người nào đều không thể thay đổi quyết định này. Đạt nhĩ rắc nhẹ nói, thoảng qua thở dài, tựa hồ đối với chuyện này cũng rất hao tổn tâm trí, nghe, hắn giống như cũng không nguyện ý nhìn xem đan tăng đa cát tiếp nhận dạng này cái gọi là xử phạt. Thật bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi quyết định của hắn A. À. Tiêu phàm hỏi ngược một câu, chỉ ít cho tới bây giờ, đúng thế, ta biết, ta sẽ đích thân đi qua một chuyến đạt nhĩ giác thượng sư ta hy vọng chuyện này tại ta đến trước khi đến các ngươi đừng tự tiện xử lý ta lập lại một lần đan tăng đa cát là bằng hữu của ta cuối cùng bằng hữu hai chữ tiêu phàm cắn đến rất nặng đạt nhĩ giác không nói gì nữa cúp điện thoại tiêu phàm chậm rãi đưa điện thoại di động thu vào làm bằng gỗ hành lang bên trên vang lên tiếng bước chân rất hiển nhiên tiêu phàm mới vừa rồi cùng đạt nhĩ giác trò chuyện kinh động tàng kinh các trông coi tăng nhân, muốn đi lên xem rõ ngọn ngành. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, trông coi tăng người cẩn thận từng ly từng tí mở ra tàng kinh các tầng ba cửa phòng, thò đầu ra nhìn tiến đến, tại hắn con mắt nhìn qua có thể nhìn thấy phương hướng, một cánh cửa sổ cửa mở ra, bóng đen lé lên, một đầu ngân rực hùng ưng phóng lên tận trời. Trông coi tăng nhân giật nảy cả mình, vội vàng nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, lại mở choàng mắt đến xem, nơi nào còn có ngân dực hùng ưng bóng dáng. Trong tàng kinh các yên tĩnh, quỷ ảnh đều không nhìn thấy một cái. Trông coi tăng nhân sướng sờ nửa ngày, tráng lên lá gan, nơm nấp lo sợ đi tới, đem kia phiến mở ra cửa sổ đóng lại, liền vội vã rời đi cái này không có một ai tàng kinh các, vội vã chạy xuống lầu. Trông coi tăng nhân kỳ thật cũng không có hoa mắt, ngân rực lôi bằng đúng là tiêu phàm thi triển phong độn thuật thời điểm, người bình thường nhìn thấy huyễn tượng. Bước vào thiên nhân tướng tầng thứ nhất cảnh giới về sau, Tăng thêm luyện hóa một chút ngân dược lôi bằng nội đan, Tiêu Phàm đã nắm giữ cơ bản nhất phi độn thuật. Cự ly ngắn bên trong Ngự Phong phi hành không thành vấn đề, chỉ bất quá độn thuật còn không quá nhanh, bay cũng không thể quá cao, tiêu hao pháp lực lại hết sức kinh người. Dưới tình huống bình thường, Tiêu Phàm cũng không nguyện ý giữa ban ngày thi triển loại này nhập môn giai đoạn phi độn thuật, miễn cho gây nên đoàn người kinh quái. Ngược lại là tại không người hoang dã, hoặc là ban đêm so sánh là hắc ám thời điểm. Tiêu Phàm sẽ thường xuyên luyện tập một phen. Đạo lý này, ngược lại là cùng tu luyện những công pháp khác là đồng dạng. Vừa mới nhập môn thời điểm, luôn luôn sẽ đặc biệt gian nan một chút, cũng đặc biệt tốn sức, làm nhiều công ít. Theo công lực làm sâu sắc, luyện tập số lần tăng nhiều, dần dần cũng liền quen tay hay việc. Tiêu Phàm thoát ra tàng kinh các, tại không trung hơi một bàn xoáy, ngay tại một cái thông đạo bên trong hạ xuống thân hình, đi bộ nhàn nhã, đi ra bình phục chùa. Bình phục chùa cách cao nguyên thủ phủ cũng không quá xa, làm du lịch thắng địa, nơi này giao thông 10 điểm tiện lợi, có không ít xe taxi kéo công việc. Rất nhanh, tiêu phàm liền leo lên một đài xe taxi, chạy về phía thủ phủ sân bay. Thủ phủ sân bay cũng không có bay thẳng kia trong đó Đông Quốc nhà thủ đô chuyến bay. Tiêu phàm nhất định phải trước bay đến tới gần kia trong đó Đông Quốc nhà một cái quốc tế thành phố lớn, lại đổi xe trước phi cơ hướng mục đích. Mặc dù tương đối rông dài, nhưng trước mắt còn không có biện pháp tốt hơn có lẽ cùng tiêu phàm công lực tiếp tục tinh tiến vào, luyện hóa càng nhiều lôi bằng nội đan về sau, hắn có thể không cần lại ỉ lại máy bay phản lực, mình bay thẳng hướng kia trong đó đông quốc nhà thủ đô nạp thẻ thành phố. Chọn vẹn ba mười mấy giờ trôi qua, tiêu phàm cưỡi phun khí thức máy bay hành khách, mới chậm rãi đáp xuống nạp thẻ phi trường quốc tế. Thủ lĩnh đại thượng sư trường kỳ ở lại cái này trong đó đông quốc nhà, mặc dù cũng không phải là một cái chính giáo hợp một quốc gia, nhưng tông giáo thế lực cực kỳ cường đại, tông giáo lãnh tụ đối quốc gia sự vụ có rất lớn ngữ quyền. Chính phủ thủ lĩnh nhiều khi đối đại chủ giáo đều nói gì nghe nấy. Thủ lĩnh đại hòa thượng cùng quốc gia này đại chủ giáo giao hảo, cho tới nay, đều chiếm được quốc gia này chính phủ che chở, có thể trường kỳ ở đây đặt chân, dần dần thời kỳ phát triển sản nghiệp của mình, có được nhất định thế lực. Đương nhiên, trừ chính trị suy tính bên ngoài, đây hết thảy đều xây dựng ở vị đại chủ kia giáo cùng thủ lĩnh đại hòa thượng giao tình thâm hậu phía trên. Một ngày kia, đại chủ giáo quy thiên hoặc là không còn ủng hộ thủ lĩnh đại hòa thượng như vậy trước mắt thủ lĩnh đại hòa thượng làm toàn bộ cố gắng trên cơ bản đều uổng phí cũng may đại chủ giáo tuổi tác tuy cao nghe nói thân thể còn rất khỏe mạnh ba trong vòng 5 năm thủ lĩnh đại thượng sư không cần lo lắng mình sẽ bị người trục xuất năm gần đây theo châu á kinh tế tiếp tục cao tốc phát triển hàng năm đều có không ít hoa hạ du khách đến đây nạp thẻ thành phố du lịch tiêu phàm như thế một cái da vàng mắt đen người hoa xuất hiện tại nạp thẻ phi trường quốc tế mảy may cũng không làm người khác chú ý. Tiêu phàm mới vừa đi ra phòng chờ máy bay, liền có một tên tóc vàng mắt xanh cô gái xinh đẹp chủ động tiến lên đâu đáp sinh ý. Cho đến từ viễn đông ra và người hoa làm người dẫn đường, đã trở thành nơi đó rất nhiều soái ca mỹ nhân con đường phát tài. Tên này nữ lang tóc vàng hán ngữ cứ việc bốn tiếng biến điệu, tiêu phàm miễn cưỡng cũng có thể nghe được rõ ràng. Lập tức đơn giản cùng nữ lang tóc vàng giao lưu vài câu, liền là nắm tay thành giao. Nhìn ra được, Nữ lang tóc vàng rất là vui vẻ. Mặc dù những năm này đến Nạp Thẻ thành phố đến du lịch hoa hạ khách không ít người, nhưng còn trẻ như vậy xoái khí lại có phong độ, mà lại không mặc cả thân sĩ, hay là vô cùng hiếm thấy, có thể vì đẹp trai như vậy ca thân sĩ phục vụ, bất kỳ cái gì nữ hài tử đều sẽ rất vui sướng. Chương 621, ngạo mạn chủ giáo. Thủ lĩnh đại thượng sư phủ đệ, tại Nạp Thẻ thành phố Tây Ngoại Ô, dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, phong cảnh cực kỳ tú lệ chiếm diện tích 10 điểm rộng lớn, biệt thự hậu hoa viên, thậm chí có một cái không nhỏ sân đánh gôn. Chợt nhìn đi lên, thực tế không giống như là một vị tông giáo lãnh tụ trụ sở, ngược lại khắp nơi hiển lộ ra xa hoa thế tục khí tức. Cho nên, khi tóc vàng mắt xanh hướng dẫn du lịch tiểu thư biết được tiêu phàm muốn đi Tây Ngoại Ô, lúc ấy liền hù sợ, gương mặt xinh đẹp biến sắc, luôn miệng nói cho tiêu phàm, nơi đó không phải du lịch khu, kia là tư nhân khu vực. Dựa theo nước nọ pháp luật, nếu như chưa chủ nhân cho phép, tự tiện xông vào tư nhân lãnh địa, chủ nhân có thể làm dùng vũ lực tự vệ. Nói một cách khác, người ta mở súng giết ngươi là pháp luật cho phép, không lại bởi vậy gánh chịu bất luận cái gì hình sự cùng kinh tế bồi thường trách nhiệm. Dạng này nguy cơ tứ phía hung hiểm chi địa, ai dám lung tung đi nhìn trộm. Bất quá xem ở Tiêu Phàm xuất gia lớn đem tiền mặt phương diện tình cảm, cuối cùng vẫn là có một tên gan lớn taxi lái xe đáp ứng đi một chuyến. Chỉ cần cơ cảnh một điểm nhìn thấy tình huống không đúng lập tức dừng xe, cũng chưa chắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủ lĩnh đại thượng sư tại nạp thẻ thành phố rất nhiều hoạt động đều 10 điểm cao điệu, chưa từng kiềm chế, tiêu phàm biết hắn tại nạp thẻ thành phố trụ sở, chính là đương nhiên. Đừng bảo là vị trí chỗ ở, coi như tiêu phàm muốn biết hắn trong biệt thự có bao nhiêu cái người hầu, đều không phải việc khó gì. Taxi lái xe cố nhiên tráng lên lá gan, nhưng là cùng tiêu phàm vừa xuống xe, lập tức liền quay ngược đầu xe, nhanh như chấp chạy mất, tuyệt không chịu tại chỗ thị phi này không ở lâu. Nhìn qua vội vã chuồn đi xe taxi, nhìn nhìn lại trước mắt xa hoa phải không tưởng nổi biệt thự, tiêu phàm không chịu được nhẹ nhàng lắc đầu. Một vị tông giáo nhân sĩ, tại tha hương nơi đất khách thổ địa bên trên, cần phải cao điệu như vậy xa hoa ha. Thế mà ngay cả người ta bổn quốc người đều không thể trêu vào lẫn mất lên. Sự thật chứng minh, tài xế xe taxi khẩn trương là có đạo lý. Tiêu phàm vừa mới tới gần biệt thự cửa sắt lớn, lập tức liền bị hai chi hỏng súng đen ngòm chỉ vào. Hai tên võ trang đầy đủ bảo an nhân viên, ánh mắt lấp lánh tiếp cận tiêu phàm, nhìn từ trên xuống dưới vị này người mặc xanh nhạt đường trang. Rõ ràng đến từ viễn đông nam tử ra vàng, ánh mắt lạnh lùng, mang theo 10 phần đề phòng chỉ ý, miệng bên trong huyên tuyên nói một đại thông. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, ta là tiêu phàm, ta muốn gặp thủ lĩnh đại thượng sư. Rõ ràng, nói tiêu chuẩn tiếng phổ thông, có hẹn trước không, trong đó một tên cũng là da vàng nam tử, đổi dùng tiếng Anh hỏi ngược lại, trong mắt địch ý càng sâu. Không có hẹn trước, nhưng là các ngươi tất phải lập tức thông báo. Thật xin lỗi, chúng ta sẽ không vì ngươi thông báo. Không có hẹn trước, bất kỳ người nào đều không thể đi vào quấy giày đại thượng sư Thanh Tu. Mời ngươi lập tức rời đi nơi này, nếu không hết thảy hậu quả từ chính ngươi phụ trách. Tên kia ra vàng bảo an nhân viên, lập tức lạnh như băng nói, mặc dù dùng từ rất quy phạm, nhưng kia cỗ tránh xa người ngàn dặm ngạo khí, lại sôi nổi mà ra. Tiêu phàm sau nghi một dương, không cần phải nhiều lời nữa, cất bước liền đi thẳng về phía trước. soạt hai tên bảo an viên đồng thời kéo ra thương xuyên. Lui ra phía sau, ra vàng bảo an nhân viên ngón tay khoác lên công kích tay súng cỏ súng phía trên. Nghiêm nghị quát, cho dù ai đều không nghi ngờ, chỉ cần tiêu phàm lại tiến lên một bước, hắn liền sẽ không chút do dự bóp cò. Nơi này là địa phương tư nhân, Người dám xông loạn lời nói, chúng ta có quyền mở súng đưa người đánh chết. Đây là pháp luật cho phép, tiêu phàm lạnh hừ một tiếng, thanh âm không lớn, nghe vào hai tên bảo an trong tai, lại giống như kinh lôi cuồn cuộn. Hai người đồng thời kêu thảm, bịt lấy lỗ tai, hai đầu gối mềm nhún, quỳ xuống, tiêu phàm nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, chậm rãi hướng về phía trước, không gặp hắn có bất kỳ động tác gì khác, hai phiến nặng nề cửa sắt lớn, lập tức vặn vẹo biến hình, oanh một tiếng, đồng thời bay lên, Chọn vẹn bay ra xa 7, 8 mét, mới đột nhiên rơi đập, đem trứng ngỗng thạch phô thành tinh mỹ đại đạo nện đến tia lửa tung tóe, cuối cùng ở bên cạnh trên đồng cỏ ném ra một cái hố to, mới cuối cùng yên tĩnh xuống. Hai tên bảo an nhân viên miệng há lớn, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Tiêu phàm cất bước hướng về phía trước, sau một khắc, trong biệt thự vang lên còi báo động chói tai. Đếm không hết cầm súng bảo an, nhao nhao từ các nơi xông ra, vội vã hướng bên này chạy tới, mọi người đều không hẹn mà cùng đem họng súng nhắm ngay cửa chính cái kia trường thân ngọc lập thanh tú nam tử trẻ tuổi. Thủ lĩnh đại thượng sư, mời hiện thân gặp mặt, tiêu phàm không ngừng bước, tiếp tục không chậm không nhanh đi thẳng về phía trước, lạnh nhạt nói. Tất cả vội vã chạy về đằng này bảo an nhân viên, bỗng nhiên từng cái che lỗ tai, quỳ dạp xuống đất, miệng há lớn, lộ ra cực kỳ thần tình thống khổ. Tựa hồ đột nhiên, có đồ vật cổ quái gì, chui vào đầu óc của bọn hắn. Ngay tại bên hồ nhỏ ngồi nói chuyện hai tên trung lão niên nam tử, kinh ngạc nhìn thấy mình ly trà trước mặt bỗng nhiên chấn động, trà nước trong chén tựa như đun sôi, ủng ục ủng ục ra bên ngoài bốc lên bọt khí, sau đó chén trà vô thanh vô tức vỡ ra, nước trà trôi đầy đất. Sắc mặt hai người đồng thời đại biến, vội vã đứng dậy. Tiêu tiên sinh, ngươi, ngài làm cái gì vậy? Cùng đạt nhĩ giác thượng sư vội vội vàng vàng từ bên hồ đuổi tới biệt thự cửa chính thời điểm, dõi mắt chỗ đến, trừ tiêu phàm mà bên ngoài, liền không có một cái chạm lấy người. Tất cả bảo an nhân viên, tất cả đều hai tay ôm đầu, trên đồng cỏ lăn qua lăn lại, rên rỉ không ngừng. Đạt nhĩ giác trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đạt nhĩ giác thượng sư, đây hỏi chính ngươi, biết rõ ta sẽ đến, người bảo an nhân viên lại dạng này thô bạo vô lễ, đạt nhĩ giác thượng sư, ta rất hoài nghi, đây là người cố ý để bọn hắn làm như vậy chẳng lẽ ngươi liền muốn dùng loại thái độ này đến cùng ta đàm phán sao? Tiêu phàm lãnh đạm mà nhìn xem có chút kinh hoàng đạt nhĩ giác, chậm rãi nói, ngữ khí so ánh mắt càng lãnh đạm. Rõ ràng, đối đạt nhĩ giác, tiêu phàm cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Biết mình muốn tới, người này thế mà ngu xuẩn đến muốn cho mình một hạ mã uy, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Đan tăng đa cắt rõ ràng nói cho bọn hắn, mình đã từng chém giết quá ngàn năm tuyết yêu hòa phong bên trong yêu linh, đoán chừng những người này không có tận mắt nhìn thấy, đều coi là đan tăng đa cát đang nói mê sảng, tuyệt không tin. Tiêu phàm mảy may cũng không muốn cùng bọn hắn vòng quanh, sóng tốn thời gian. Đạt nhĩ giác trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn mặc dù cùng tiêu phàm chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng tiêu phàm cho hắn ấn tượng, một mực là ôn tồn lễ độ, khí độ ung dung người. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, lại cực khác bình thường, tiêu phàm lãnh đạm ánh mắt cùng ngữ khí, làm hắn từng đợt tim đập nhanh tiêu tiên sinh đây là một cái hiểu lầm ta không nghĩ tới người tới được nhanh như vậy mà lại ta không có tiếp vào quan phương thông chi đạt nghĩ Rắc dù sao không phải thường nhân lập tức liền nghĩ đến một cái rất tốt lấy cớ về phần quan phương thông chi thì là hướng về phía tiêu phàm tiêu gia đích trưởng tôn thân phận đi tông giáo cục một cái nhàn rỗi phó trưởng phòng tự nhiên không đảm đương nổi quan phương trịnh trọng kỳ sự đối đãi thế nhưng là tiêu gia đích trưởng tôn tuyệt đối là một ngoại lệ Tiêu gia đích trưởng tôn bỗng nhiên đi tới nạp thẻ thành phố, cùng thủ lĩnh đại thượng sư gặp mặt, cũng không phải làm việc nhỏ, tất nhiên sẽ gây nên quan phương chú ý, bị người giải đọc ra vô số tin tức đến, có khả năng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Tiêu phàm từ tốn nói, đạt nhĩ giác thượng sư rất hy vọng lần này gặp mặt bị quan phương biết được A. À. Nếu như đạt nhĩ giác thượng sư muốn dùng cái này đến làm văn chương, đạt thành cái gì mục đích, chỉ sợ phải thất vọng. Ta phi thường phản cảm người khác cho ta thiết cái bẫy thật phát sinh tình huống như vậy, ta không ngại làm cho tất cả mọi người tự động ngậm miệng. Nói, ánh mắt tại toàn trường ngổn ngang lộn xộn nằm bảo an trên người nhân viên quét tới. Thời gian trôi qua một hồi lâu, những người này lại vẫn tại ôm đầu lăn lộn, không có chút nào muốn đứng dậy ý tứ. Đạt nhĩ giác trong lòng một hàn, mồ hôi lạnh giò rỉ sông ra. Tiêu tiên sinh, nơi này là nạp thẻ thành phố, không phải châu Á. Ngay vào lúc này, một tên hơn 40 tuổi nam tử trung niên, mặc quốc gia này truyền thống dân tộc trang phục, khoan bào đại tụ, chậm rãi đi tới, đứng tại đạt nhĩ giác bên người, nhìn về phía tiêu phàm, lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng định ý. Cái này người đàn ông tuổi trung niên nói một ngụm rõ ràng trải qua tân trang Newton tân tiếng Anh, mang theo một bộ cực kỳ đắt đỏ đỗ ra banner kính mát, tràn đầy đen mau trên cổ tay, thì mang theo một cái càng thêm đắt đỏ Patek Philippe loại cực lớn đơn nút bấm tính theo thời gian cổ tay đồng hồ, thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, xem xét chính là loại kia chân chính tay cầm quyền cao đại nhân vật, quen thuộc người trên người cảm giác. Loại này ngạo khí, người bình thường là rất khó giả vờ. Ở nơi nào đều giống nhau, tiêu phàm không để ý chút nào liếc mắt nhìn hắn, lấy càng thêm không thèm để ý ngữ điệu từ tốn nói. Thậm chí, ngay cả cái này người đàn ông tuổi trung niên danh tự đều không có hỏi thăm. Đối với những này loạn mạo sừng lão sói với đuôi ra hỏa, lại là đạt nhĩ giác bằng hiếu, tiêu phàm đồng dạng không ưa, cũng liền lười nhác cùng hắn nói cái gì lễ tiết. Mình đường xa mà đến, bọn gia hỏa này thủ hạ không hỏi xanh đỏ đen trắng liền dám nhổ súng tương hướng, tiêu chân nhân cho tới nay không có chân chính đả thương người, đã rất khắc chế. Nếu như Tân Lâm hoặc là Uyển Thiên Thiên đi theo ở bên, lúc này coi như không người chết, tối thiểu cũng không ít người dập màu. Chỉ sợ không giống, nam tử trung niên lập tức liền hỏa tướng, hung hăng tiếp cận tiêu phàm, tức giận nói. Ở đây, tại nạp thẻ thành phố, qua nhiều năm như vậy, thật đúng là không có người nào có can đảm cùng hắn nói như vậy. Phàm là như thế không biết trời cao đất rộng ra hỏa, trên cơ bản đều đã từ trên thế giới này biến mất. Hiển nhiên nam tử trung niên sinh khí, đạt nhĩ giác trong mắt cực nhanh hiện lên một tia đắc ý, miệng bên trong lại khách khí nói, tiêu tiên sinh, ta vì ngươi giới thiệu, vị này là A Bốc Đỗ Kéo Chủ Giáo, Raman Đại Chủ Giáo Môn Sinh Đắc Ý, Minh Định Người Thừa Kế, Tương Lai Đại Chủ Giáo, tại cái này tông giáo thế lực cực lớn quốc gia a à bốc đỗ kéo cái thân phận này đã cơ bản đồng đẳng với hoàng thái tử khó trách hắn biết rõ tiêu phàm tại châu á thân phận địa vị cũng vẫn như cũng như thế cao ngạo bất kể nói thế nào nơi này cùng châu á cách xa nghìn dặm là hắn a à bốc đỗ kéo sân nhà ở đây tiêu phàm bất quá là một vị độc thân dì quốc nam tử thôi nếu như khách khí một chút hắn có thể đem tiêu phàm xem như tiêu ra con cháu đối đãi nếu là không khách khí cũng chính là cái phổ thông du khách thậm chí tại chọc giận A bốc đỗ kéo tình huống dưới, ngay cả phổ thông du khách đãi ngộ, cũng chưa chắc có thể có được. Đạt nhĩ giác đợi đến tiêu phàm cùng A bốc đỗ kéo cây kim so với cọng dâu, mới giới thiệu A bốc đỗ kéo thân phận, hoàn toàn chính là cố ý hành động. chương 622, Cố chấp Tiêu phàm ánh mắt lạnh lùng quét tới, A bốc đỗ lập đốn lúc chính là trì trệ, chỉ cảm thấy bỗng nhiên có một đạo băng xuyên, vào đầu chân áp mà xuống, quanh người rõ ràng ánh nắng tươi sáng, chủ giáo tiên sinh lại toàn thân rét run, tựa như rơi vào trong hầm băng, vừa lời đến khóe miệng, lại sinh sinh nuốt trở vào. Đạt nhĩ giác thượng sư, dẫn ta đi gặp đan tăng đa cát. Tiêu phàm không còn để ý không hỏi A à bốc đỗ rồi, chuyển hướng đạt nhĩ giác, lạnh nhạt nói. Đạt nhĩ giác lập tức cũng cảm nhận được một cỗ tuyệt đại áp lực, không thể không nhẹ gật đầu, nói, được rồi, tiêu tiên sinh mời đi theo ta. Tại cái này dị vực tha hương, tiêu phàm lại là lấy cá nhân thân phận chạy tới nơi này, xác thực không hợp thích lắm lại xưng hô tiêu phàm quan hàm. Đạt nhĩ giác thượng sư, hiển nhiên đạt nhĩ giác dẫn tiêu phàm hướng trong biệt thự vừa đi đi, trợn tròn mắt A à bốc đỗ kéo cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút thẹn quá thành giận kêu lên đạt nhĩ giác người có lầm hay không, nơi này là nạp thẻ thành phố, không phải châu Á. Đạt nhĩ giác nghiêng đầu đi, rất bất đắc dĩ nở nụ cười. Nói đến, đạt nhĩ giác không hổ là cái nhân vật chính trị, cứ như vậy một chút cười khổ, lập tức đem trong lòng ủy khuất biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn, một câu đều khỏi phải lại nói, liền đem A Bốc Đỗ Kéo trong lòng anh hùng tình kết hoàn toàn kích phát ra tới. A Bốc Đỗ Kéo hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bóng lưng một chút, cắn răng, xoay người rời đi, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Tại nạp thẻ thành phố, ở quốc gia này, A Bốc Đỗ Kéo từ từ lúc còn nhỏ về sau, liền chưa từng nhận qua ủy khuất như vậy. Mặc kệ người hoa này có lai lịch gì, cũng mặc kệ gia tộc của hắn tại châu Á ảnh hưởng lớn bao nhiêu, A bốc đỗ kéo đều tuyệt không có ý định bỏ qua hắn. Nhất định phải làm cho hắn hiểu được, ở đây, đến cùng là người đó định đoạt, về phần kia cho tới nay còn ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ bảo an nhân viên. A bốc đỗ kéo thoáng như chưa gặp, tại vũ khí nóng thời đại, bất kỳ cái gì ma pháp đều là giả. Suy nghĩ như vậy xu hướng tâm lý bình thường. Sớm đã thật sâu cắm dễ tại A bốc đỗ kéo trong óc, không gì phá nổi. Tuyệt không phải trước mắt mấy cái này bảo an bị đánh bại, liền có thể để chủ giáo tiên sinh cải biến quan niệm. Tại nạp thẻ thành phố, A Bốc Đỗ kéo chủ giáo chẳng những có thể lấy điều động cảnh sát, thậm chí còn có thể điều động quân đội. Coi như người Hoa này sẽ ma pháp, có chút khó tin bản sự. Chẳng lẽ còn thật có thể cùng nguyên một chi võ trang đầy đủ quân đội đối nghịch. Đối với A Bốc Đỗ kéo suy nghĩ, tiêu phàm không chút phật lòng. Hắn lần này đến đây nạp thẻ thành phố, chẳng những là vì đan tăng đa cát, còn vì tiếp tục tìm kiếm kim sĩ đại bằng vương tu luyện công pháp bình phục chùa không có tìm được có lẽ đã sớm bị thủ lĩnh đại thượng sư đưa đến nơi này khả năng này cũng là không tiểu nhà này nhìn qua xa hoa về phần cực điểm biệt thự xây dựng một cái to lớn tầng hầm hoặc là nói là một cái địa lao âm trầm khủng bố cùng bên ngoài ánh nắng tươi sáng cỏ xanh như tấm đệm hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau vừa đi tiến vào cái phòng dưới đất này tiêu phàm lập tức liền rất không thoải mái chỉ thủy xem cũng có dưới mặt đất kiến trúc nhưng cùng trước mắt cái này âm trầm kinh khủng địa lao, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đan tăng đa cắt một đời hào kiệt, thế mà bị giam giữ tại dạng này địa lao bên trong, làm cho tiêu phàm 10 điểm khó chịu. Hào kiệt nên đạt được hào kiệt lễ ngộ, dạng này địa lao, chỉ có thể dùng để giam giữ tội ác tài trời hung đồ. Đạt nhĩ giác dẫn tiêu phàm, ở phòng hầm chuyển mấy cái cong, rốt cục đi tới một gian đơn độc nhà tù rừng đứng lại. Quay đầu nói, tiêu tiên sinh, đến, mở cửa phòng, Tiêu phàm lãnh đạm nói, đạt nhĩ rắc lắc đầu, nói tiêu tiên sinh, cửa phòng cũng không có khóa lại. Đan tăng đa cát nếu như muốn rời đi, tùy thời đều có thể đi, không có người sẽ cản trở hắn. Tiêu tiên sinh, ta đã nói với người rồi, tiếp nhận xử phạt, là đan tăng đa cát tự nguyện. Hiệp trợ ngoại nhân, sát hại là các đại thượng sư, còn đem khai phái tổ sư giải phẫu chân kinh giao cho một ngoại nhân mang đi, đan tăng đa cát nghiệp chướng nặng nề. Tiêu phàm sau nghi có chút nhân lại, rất nghiêm nghị nhìn xem đạt nhĩ giác lạnh lùng nói đạt nhĩ giác thượng sư lần này ta là lấy tư nhân thân phận mà đến những này lật ngược phải trái ngôn ngữ ngoại giao xin ngươi đừng lại ở trước mặt ta nhắc lên đạt nhĩ giác cười khổ một tiếng nói tiêu tiên sinh ta bây giờ nói cũng không phải là ngôn ngữ ngoại giao ngươi không phải chúng ta giáo phái giáo chúng cho nên ngươi không có thể hiểu được chúng ta giáo chúng nội tâm đan tăng đa cắt mình quả thật chính là nghĩ như vậy nếu như không tin tiêu tiên sinh có thể tự mình đi hỏi hắn. Ta đương nhiên sẽ hỏi, tiêu phàm không khách khí chút nào nói, cất bước hướng về phía trước. Quả nhiên như là đạt nhĩ rắc lời nói, địa lao nặng nề cửa sắt vẫn chưa khóa lại, tiêu phàm hướng phía trước vừa cất bước, cửa sắt liền kéo kẹt kéo kẹt hướng một bên mở ra. Một cỗ mốc mèo khí tức, đập vào mặt, trong địa lao, ánh đèn u ám, một đầu lớn lên hán tử, khoanh chân ngồi tại băng lãnh trên sàn nhà, dâu ria xồm xoàm, hình dung tiêu tụy, chính là Đan Tăng Đa Cát. Thấy tiêu phàm vào cửa, Đan Tăng Đa Cát ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, môi khô khốc hấp bỗng nhúc nhích, khàn giọng nói tiêu chân nhân. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới tiêu phàm sẽ chuyên đuổi tới nơi này, đồng thời đi thẳng tới trong địa lao cùng gặp mặt hắn. Tiêu phàm chậm rãi đi tới hắn đối diện, cũng khoanh chân ngồi xuống, không có chút nào do dự cùng miễn cưỡng chi ý, thật giống như hai cái lão bằng hữu ngồi đối diện nhau, uống rượu nói chuyện phiếm. Nhiều các thượng sư, vì sao lại dạng này? Đan Tăng Đa cát thở dài, nói Tiêu Chân Nhân, mặc dù chân tướng của sự thật chúng ta đều rất rõ ràng, là một cái yêu ma chiếm cứ Lạc Cát Đại thượng sư thân thể, người kia tuyệt đối không thể xem là Lạc Cát Đại thượng sư. Bất quá, kia quyển kinh văn đúng là tông giả đại sư lưu lại. Nhiều cát thân là tông giả đại sư tín đồ, không có ngăn cản Tiêu Chân Nhân lấy đi kia quyển kinh văn, xác thực rất không nên. Thủ lĩnh đại thượng sư dạng này phán quyết, cũng không có sai ta cam nguyện tiếp bị trừng phạt. Tiêu phàm nhíu mày nói, nhiều các thượng sư, chẳng lẽ ta không có nói cho người biết, kia quyển kinh văn nội dung, nhưng thật ra là chúng ta vô cực môn tu luyện công pháp, cũng không phải là quý giáo giáo nghĩa. Đan tăng đa cắt nhẹ gật đầu, nói ta hướng thủ lĩnh đại thượng sư báo cáo qua tình huống này, nhưng bất kể nói thế nào, kia đúng là tông giả đại sư tự viết kinh văn. Tiêu phàm nghĩ nghĩ, nói nhiều các thượng sư, ngươi là bằng hữu của ta, ta không hy vọng ngươi bởi vì dạng này có lẽ có tội danh mà nhận cái gì xử phạt. Chúng ta tiêu diệt yêu ma, vì tuyết người trên núi nhóm tiêu trừ tai nạn, có thể khẳng định cũng không có làm sai. Liền xem như tông già đại sư phục sinh, cũng sẽ khẳng định chúng ta sở tác sở vi. Tiêu diệt yêu ma ngược lại phải bị xử phạt, đó chính là không phải là không phân, đổi trắng thay đen. Chuyện này, ta sẽ cùng thủ lĩnh đại thượng sư phân nói rõ ràng. Đan tăng đa Cát cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói tiêu chân nhân, có rất ít người có thể thuyết phục thủ lĩnh đại thượng sư. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, ta biết hắn rất cố chấp, nhưng việc quan hệ nhân mạng, hắn lại cố chấp, lần này cũng nhất định phải thay đổi chủ ý. Có đôi khi, ta cũng rất cố chấp, đan tăng đa các thân thể nhẹ nhàng chấn động, nhìn về phía tiêu phàm trong ánh mắt, hiện lên một vòng kinh hãi chi ý. Câu nói này nói đến mặc dù bình thản, nhưng trong đó thấu lộ ra ngoài ý tứ, lại làm cho đan tăng đa cát kinh hãi không thôi không có người so hắn càng hiểu hơn tiêu phàm cường đại, cường đại như vậy người, một khi nổi giận, nơi này không ai có thể chịu đựng nổi lửa giận của hắn. Tiêu phàm nói xong, phiêu nhiên nhi khởi, quay người đi ra ngoài, mắt cũng không nhìn thẳng đạt nhĩ rắc một chút. Đạt nhĩ giác 10 điểm phiền muộn, nhưng lại không thể không theo sau, ở một bên nói, tiêu tiên sinh, thủ lĩnh đại thượng sư đang lúc bế quan, khoảng thời gian này, lão nhân ra ông ta không gặp bất luận cái gì khách nhân. Cho nên, ta không thể dẫn người đi gặp hắn ta nói qua để ngươi dẫn ta đi sao? Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Tại như thế một ngôi biệt thự bên trong, Tiêu Phàm nghĩ muốn tìm ai tìm không thấy. Còn cần người dẫn đường. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đã ngoặt vào khác một cái thông đạo, đây là một đầu dần dần hướng lên thông đạo. Đạt nhĩ giác kinh hãi, cái thông đạo này chính thông hướng thủ lĩnh đại thượng sư thanh tu chỗ. Tiêu Phàm nhưng lại là làm sao biết, chẳng lẽ hắn đã sớm đối tình huống trong biệt thự hiểu nhất thanh nhị sở. Trong lúc này, đạt nhĩ giác không kịp nghĩ đến quá nhiều, vội vàng bước nhanh hơn, cướp được tiêu phàm phía trước, ngăn lại đường đi của hắn, thở hồng hộc nói tiêu tiên sinh, thật xin lỗi, không có đại thượng sư cho phép, bất kỳ người nào không. Một câu nói còn chưa dứt lời, đạt nhĩ giác chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực vào đầu chân áp mà xuống, đạt nhĩ giác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kháng cự chi lực, hai đầu gối mềm nhún, kìm lòng không được liền quỳ xuống, một gương mặt lập tức biến thành màu trắng bệch. Tiêu phàm nhìn không chớp mắt, từ bên cạnh hắn đi tới, tiếp tục hướng bên trên. Sau một khắc, đạt nhĩ rắc sắc mặt tái nhợt trở nên đỏ thắm như máu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ muốn chết thần sắc. Cả đời này, còn không có như thế khuất nhục qua. Nhưng mà lúc này để hắn nhảy dựng lên đi ngăn cản tiêu phàm, lại càng thêm không có dạng này đảm lược. Tiêu phàm này bằng với là rõ ràng đang cảnh cáo hắn, nếu như hắn lại không thức thời, coi như không chỉ là chỉ làm cho hắn quỷ đi xuống đơn giản như vậy tâm động lực đến, đây là gì chờ đại thần thông, đạt nhĩ rắc rốt cuộc biết, vì cái gì những cái kia bảo an đến bây giờ đều không đứng dậy được, tuyệt đối không phải giả vờ. Chỉ để bọn họ tạm thời đánh mất sức chiến đấu, tiêu phàm đã tính được là phi thường nhân tư. Nếu không, nơi này chỉ sợ sớm đã đã máu chảy thành sông, thì tích như sơn. Không có cùng đạt nhĩ rắc nghĩ đến sẵn sàng, tiêu phàm đã rời đi tầng hầm, trực tiếp đi tới biệt thự hậu viện. Tại như đệm cỏ sườn núi bên trên, một gốc tươi tốt dưới đại thụ một vị lão giả đứng ở nơi đó thần sắc nghiêm nghị nhìn qua tiêu phàm vị lão giả này thân mang tăng bào trên mặt đường cong cực kỳ cương nghị tóc trắng tiêu tiêu ánh mắt lạnh lùng chính là thủ lĩnh đại thượng sư tiêu phàm chậm rãi đi tới dưới đại thụ một bên tại thủ lĩnh đại thượng sư trước người cách đó không xa đứng vững lãnh đạm mà đối diện hai người cứ như vậy nhìn nhau ai cũng không trước tiên mở miệng nói chuyện đạt nhĩ rác từ dưới đất thất ra nhìn xa xa bên này cũng không tới gần, trên mặt thần sắc lại là lo nghĩ lại là hổ thẹn. Tiêu tiên sinh, ta nghe nói qua ngươi, ta cũng biết ngươi rất có bản lĩnh. Nhưng đối với đan tăng đa cắt xử phạt, tuyệt sẽ không bởi vì ngươi đến mà thay đổi. Ngươi có thể đại khai sát giới, huyết tẩy nơi này. Nhưng giết ta dễ dàng, muốn cải biến ta ý nghĩ, tuyệt không có khả năng. Chốc lát, đại thượng sư chậm rãi nói, ngữ khí lãnh đạm, chém đinh chặt sắt. Thật sao, vậy nhưng chưa hẳn thấy tiêu phàm khóe miệng hơi vỉnh lên, hiện lên một vòng mỉa mai ý cười. chương 623, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đại thượng sư lại nhìn tiêu phàm một chút, liền là xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía phương xa, không còn cùng tiêu phàm nói chuyện. Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự bên cạnh vang lên từng đợt thê lương còi cảnh sát vang lên thanh âm, mấy chục đài xe cảnh sát, đèn báo hiệu lấp lánh, nhao nhao hướng bên này lái tới, phía trước nhất mở đường, lại là một đài phong cách vô so đại bôn. Đạt nhĩ giác biến sắc, thấp giọng nói tiêu tiên sinh, là A à bốc đỗ lạp. Tính tình của người này phi thường táo bạo, bị làm hư. Dạng này lời bình, thực tế không cao lắm. Liên tưởng tới vừa mới đạt nhĩ giác cùng A à bốc đỗ kéo là cùng một chỗ, liền có thể biết, đây mới là đạt nhĩ giác cảm nhận đúng A à bốc đỗ kéo chân thực đánh giá. Đúng A à bốc đỗ kéo khuôn mặt tươi cười đón lấy, đó là bởi vì bất đắc dĩ đạt nhĩ giác làm làm thủ lĩnh đại thượng sư tín nhiệm nhất trợ thủ, tại nạp thẻ thành phố, là khả năng không lớn đắc tội A à bốc đỗ kéo. Nhưng mặt ngoài tiếu dung, tuyệt không biểu hiện nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Tiêu phàm sau nghi nhẹ nhàng dương lên, đạt nhĩ giác rõ ràng cảm giác được một cỗ bạo ngược chi khí, phóng lên tận trời. Tiêu phàm động sát cơ, đừng nhìn đạt nhĩ giác một mực tại tiêu phàm trước mặt biểu hiện tương đối mạnh cứng rắn, lại cũng không đại biểu hắn thật không sợ tiêu phàm, dù sao tại đan tăng đa cát miêu tả chi, tiêu phàm đã không phải là người bình thường, mà là thần minh đại năng giả. Liên vừa rồi, đạt nhĩ giác cũng tận mắt chứng kiến đến. Tiêu tiên sinh, tin tưởng lấy năng lực của ngươi, giết chết bọn hắn không muốn phí quá lớn khí lực. Nhưng ở đây đại khai sát giới, khẳng định sẽ tạo thành cực ảnh hưởng xấu, đối tiêu tiên sinh lệnh tôn đại nhân chính là toàn cả gia tộc, chỉ sợ đều không phải như vậy có lợi. Mời tiêu tiên sinh nghĩ lại, đạt nhĩ giác tráng lấy gan nói tiêu phàm nâng lên song mi, lại dần dần bình phục lại đi. Xoay người, chậm rãi đi đến dưới đại thụ, tại trong ghế ngồi xuống, an vị tại thủ lĩnh đại thượng sư một bên. Thủ lĩnh đại thượng sư vẫn như cũ trông về phía xa phía trước, đối này chẳng quan tâm, biết bao gió nhạt mây nhẹ. Đạt nhĩ rắc thở dài một tiếng, quay người liền hướng ngoại vừa đi đi. Đừng nhìn A à bốc đỗ kéo đã năm hơn chứng chặt, mà lại thân là chủ giáo, lẽ ra rất có tính dưỡng rất có phong độ, nhưng chính như đạt nhĩ giác lời nói, người này bị làm hư là cái làm việc không quan tâm đại hoàn khố. Nếu như không vội mà đi ngăn cản, gia hỏa này tuyệt đối có khả năng đem nơi này hủy đi. Sự thật chứng minh, A à bốc đỗ kéo tính cách, chỉ có vi đan giác đánh giá càng hỏng bét, chân chính bạo giận lên, tuyệt đối thân không nhận. Đạt nhĩ giác mới vừa tới đến đại bôn trước đó, còn chưa kịp mở miệng, liền bị từ đại bôn bên trong nhảy xuống A à bốc đỗ kéo lay qua một bên. A à, bốc đỗ kéo mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút, lông sù cánh tay không ngừng vung vẩy, miệng bên trong hoa hoa kêu to, mấy chục đài trong xe cảnh sát nhảy xuống hơn 100 tên súng ống đầy đủ cảnh sát. Không ít người mặc áo chống đạn, tay cầm công kích súng, hỏa lực cường đại, rõ ràng là cảnh sát chống bạo động. Những cảnh sát này vừa xuống xe, liền tản ra thành một nửa hình tròn hình. Hướng về tiêu phàm cùng đại thượng sư chỗ đại thụ súng lại tới, vô số họng súng đen ngòm trực chỉ mà trước lóng lánh tử vong hàn quang, không được nhúc nhích, ai dám kháng cự, giết chết bất luận tội. Một tên hơn 40 tuổi mập mạp cảnh sát, đứng tại một bọn cảnh sát đằng trước, dùng anh quát lớn, ưỡn ngực lồi bụng, cũng là uy phong lẫm liệt. Hẳn là một cái quan chỉ huy, đây là bởi vì, trong vòng vây hai người, đều là tay không tất sắt, nhìn qua bây giờ không có mặc cho hạ uy uy hiếp. Nếu như là đối mặt hai cái phần tử có súng, quan chỉ huy là tuyệt đối không chịu đứng tại phía trước nhất, nhất định phải trốn ở một đống thuộc hạ sau lưng. Không có bất cứ động tĩnh gì, tiêu phàm cùng đại thượng sư thật giống như căn bản không nhìn thấy bọn hắn, một tòa một chạm, an tĩnh kinh người. Quan chỉ huy xứng sờ ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời, không biết nên làm thế nào cho phải. Hai người kia, cùng hắn dĩ vãng thấy qua bất luận cái gì người hiềm nghi phạm tội đều không giống nhau, làm cảnh sát nhiều năm, quan chỉ huy hay là lần đầu nhìn thấy tình hình như vậy. Ha ha, ta bốc đỗ kéo tách ra một bọn cảnh sát, chậm rãi đi tới trong vòng vây. Thận trọng loại vật này, là A à Bốc Đỗ kéo tại người đông phương nơi đó học được vì số không nhiều đồ vật một trong, cũng là tương đương áp dụng, chỉ ít bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp. Nếu như A à Bốc Đỗ kéo nhìn qua châu Á cổ đại thể trương hồi tiểu thuyết, liền có thể biết, mỗi một vị đại gian rác ra sân trước đó, đều muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Tiêu phàm tiên sinh, người tốt, không nghĩ tới đi, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. A à Bốc Đỗ kéo mắt nhìn tiêu phàm, Cười ha hả nói, trên mặt rõ ràng mang theo mèo bắt hao tổn thần sắc. Bây giờ cục diện hoàn toàn nằm trong tay hắn, A à Bốc Đỗ kéo đương nhiên phải hảo hảo khoe khoang một phen, đem cái này không biết trời cao đất rộng người đông phương hung hăng nhục nhã dừng lại, mới có thể trở ra trong lòng ngụm kia ác khí. Tiêu Phàm liếc hắn đồng dạng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Tiêu Phàm ép căn bản không hề đem A à Bốc Đỗ kéo để vào mắt, cũng không có đem bên người kia hơn 100 tên súng ống đầy đủ cảnh sát để vào mắt thậm chí Tiêu Phàm vừa rồi cái nhìn kia có phải là thật hay không đang nhìn hướng A Bốc Đỗ rồi, đều không nhất định. Phần chấn định này thậm chí khinh miệt, thực tế không giống lắm là giả vờ. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì dựa vào, nhưng Tiêu Phàm loại này cực độ miệt thị thái độ, triệt để chọc giận A Bốc Đỗ lạp. Bắt lại, chủ giáo tiên sinh vung tay lên, giận dữ hét, "Vâng, đám cảnh sát bạo lôi cũng như đáp ứng một tiếng, lúc này liền có hai người lộ ra còng tay, lắc lư đi ra phía trước." nhìn hắn hai thần sắc, trên mặt đều mang cực kỳ dễ dàng tiếu dung, thậm chí liên thủ súng đều thu vào. Thực tế cũng không nhìn ra, tiêu phàm có cái gì đáng sợ chỗ. Vì bắt như thế một cái gầy yếu đông phương thanh niên, vận dụng đến hơn 100 tên cảnh sát, nó thậm chí còn bao quát mấy chục tên cảnh sát chống bạo động, về phần sao. Xem chừng người này hung hăng đắc tội chủ giáo tiên sinh, chủ giáo tiên sinh muốn giáo huấn hắn. Đây cũng là giải thích duy nhất, chú ý, người này biết ma pháp. A à bốc đỗ kéo miệng bên trong bỗng nhiên toát ra một câu như vậy tới biết ma pháp hai tên tiến lên còng tay người cảnh sát liếc nhau đều không hẹn mà cùng cười lên ha hả. chủ giáo tiên sinh thật biết nói đùa sau một khắc cười vang thanh âm im bặt mà dừng tiêu phạm ánh mắt quét tới không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hai tên cảnh sát liền đằng không mà lên hoa hoa kêu to khoa tay múa chân hướng phương xa quảng đi a à, cái gì lần này một bọn cảnh sát lập tức đại loạn nguyên vốn đã có chút không yên lòng lại lại nhao nhao dơ lên tay súng ống thẳng tắp chỉ hướng tiêu phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu thần sắc còn không có cùng đoàn người hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thân hình cao lớn a à bốc đỗ qua loa nhưng cũng bay lên như là nhận một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt thẳng tắp bay đến tiêu phàm trước mặt phù phù một tiếng quỳ một gối xuống trong khoảnh khắc a à bốc đỗ kéo trên cổ gân xanh nổi lên con mắt kém chút chừng ra hốc mắt bên ngoài nhưng vô luận hắn như thế nào dùng sức, nhưng thủy chung đều là phí công, thân thể bị một cỗ vô hình chi lực một mực ngăn chặn, liên động một cái ngón tay đều rất khó khăn. Ngươi, ngươi thả ta ra, ta à bốc đỗ kéo cắn răng nghiến lợi kêu lên, khàn cả giọng. Tiêu phàm lại liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt băng lãnh. Ta à bốc đỗ kéo hé miệng, tiếng thứ hai gọi ngạnh sinh sinh bị chắn trở về, thấy lạnh cả người, bỗng nhiên từ đuôi xương cụt chỗ bay lên. Hắn rõ ràng tại tiêu phàm trong mắt nhìn thấy một vòng sát cơ mãnh liệt thậm chí, hắn còn có thể cảm thụ được, mình sở dĩ còn có thể sống được. Là bởi vì tiêu phàm mình tại rất cố gắng áp chế loại này sát khí. liền bản năng mà nói, tiêu phàm kỳ thật rất muốn một đao kết liễu hắn, lại bị lý trí của mình bóp chặt chuôi này sát nhân chi đao. Trên thực tế, cho tới nay, tiêu phàm đều còn không có đại khai sát giới. Cũng là bởi vì lý trí của hắn một mực tại cùng ngược bạo ngược chi khí vật lộn. Phật cùng ma ở giữa, vốn cũng chỉ có cách nhau một đường nhất niệm thành phật nhất niệm thành ma tiêu tiên sinh lầm hội loại này mãnh liệt ức chế sát cơ lại hoàn toàn hù sợ a à bốc đỗ rồi hắn con mắt một trận loạn chuyển ngay cả nuốt hai ngụm nước bọt thần tình trên mặt bỗng nhiên biến đổi lộ ra lấy lòng nịnh nọt chi ý cười rạng rỡ nói thật là lớn gan ngươi làm cái gì uy mau buông ra chủ giáo tiên sinh bên ngoài những cảnh sát kia lại từng cái gấp mắt loạn ấm ức la to Nhao nhao kéo động thương xuyên muốn hù dọa tiêu phàm Tiêu Phàm cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là nhàn nhạt đối chắp tay đứng ở một bên, bình tĩnh như trước như nước thủ lĩnh đại thượng sư nói, đại thượng sư, thứ nhất, cho đan tăng đa cắt tự do, giải trừ hắn lúc trước lời thề, thứ hai, đem tất cả tông giả đại sư tự viết trải qua giao cho ta đọc qua một lần. Chuyện này, tự tính kết liễu, ta sẽ không truy cứu tiếp nữa. Thủ lĩnh đại thượng sư thân, khẽ run lên, lập tức lạnh nhạt nói, vẫn là câu nói kia, người có thể giết ta, nhưng mơ tưởng ta thay đổi chủ ý. Tiêu phàm gật gật đầu, không tiếp tục nói. Tiêu tiên sinh, tiêu tiên sinh, người có yêu cầu gì, cứ nói với ta, ta đều đáp ứng. Đại thượng sư không đồng ý, ta giúp người thuyết phục hắn, hắn nhất định sẽ đồng ý. A bốc đỗ kéo lập tức nói, tựa hồ rốt cuộc tìm được kế thoát thân. Liền ngươi, kém đến quá xa, A bốc đỗ kéo tiên sinh, ngươi thực tế quá cao đoán chừng năng lực của mình cùng lực ảnh hưởng. ngươi nhất định phải ghi nhớ, ngươi không phải Raman đại chủ giáo. Tiêu Phàm rốt cục mắt nhìn thẳng hắn một chút, Từ Tốn nói, ngữ khí chi mang theo rõ ràng khinh thường chi ý. Ta Bốc đỗ kéo nuốt nước, nước miếng một cái, nói Tiêu tiên sinh, ta mặc dù không phải đại chủ giáo, nhưng là có thể thuyết phục đại chủ giáo người, chỉ có ta. Tiêu Phàm liền cười, trong mắt vẻ châm chọc càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, một cái cỡ nhỏ đội xe, chạy nhanh mà tới. Dẫn đầu chính là một đài phi thường cổ lão xe cố kỹ, treo giáo hội cờ xí vừa thấy được đài này xe nhỏ cùng kia mặt giáo hội cờ xí, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thậm chí ngay cả một mực gió nhạt mây nhẹ đại thượng sư, hai mắt cũng bỗng nhiên bắt đầu híp mắt, hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc. Trừ tiêu phàm, đài này treo giáo hội cờ xí xe cố kỹ, ở đây tất cả mọi người nhận biết. Đây là Raman đại chủ giáo chuyến đặc biệt, theo sát xe cố kỹ về sau, là một đài phiên bản dài phen tầm huyễn ảnh, đen nhánh bóng lưỡng cổ điển xe sang, Mercedes-Benz tại phong cảnh như vẽ rừng rậm trên đường, kia cỗ không ai bị nổi phú quý khí hơi thở, đập vào mặt. Cuối cùng, thì là một đài cảnh vệ xe, đội xe quy mô dù nhỏ, nhưng quy cách chi cao, nhưng lại làm kẻ khác trợn mắt hốc mồm. Đại chủ giáo xe hơi, thế mà không tại chính vị đưa, mà là đảm nhiệm dẫn đường, như vậy, phen tầm huyễn ảnh trong xe ngồi, là người thế nào? Không hề nghi ngờ, vị này thân phận địa vị, càng tại Raman đại chủ giáo phía trên. Tại nạp thẻ thành phố, thậm chí tại cả quốc gia, đây tuyệt đối là chân chính địa vị trí cao vô thượng. Là ai? chương 624, Công chúa Điện Hạ. Không có người ngăn cản. Tại nạp thẻ thành phố, làm sao có thể có cảnh sát có can đảm ngăn cản Raman đại chủ giáo chuyến đặc biệt. Cỡ nhỏ đội xe chậm rãi mở đến phụ cận, ngừng lại. Xe cố kỹ cửa xe mở ra, một tên trẻ tuổi tùy hành nhân viên nhảy xuống, kéo ra ghế sau cửa xe, đi xuống một vị người mặc dân tộc trang phục người già, tuyết trắng sợi dâu thoảng qua quan xoắn, niên kỷ dù lão, lại tinh thần quắc thước. Chính là nạp thẻ thành phố người người quen thuộc tông giáo lãnh tụ, Brahman đại chủ giáo. Đại chủ giáo đẩy ra chuẩn bị tiến lên nâng tuổi của hắn nhẹ tùy hành nhân viên, bước nhanh hướng về sau bên cạnh phen tầm Nguyễn Ảnh đi đến, tự tay kéo ra phen tầm cửa xe. Công chúa Điện Hạ, mời. Raman đại chủ giáo có chút xoay người, đối toa xe bên trong, cung cung kính kính nói làn gió thơm phun trào, trắng loá như tuyết váy áo, từ phen tầm trong xe ra. Ngay sau đó, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, một vị thiên kiều bách mỹ cô nương xinh đẹp chậm rãi có tiếng quý xe con, công chúa điện hạ vẻ đẹp, không cùng luân so, giờ khắc này, phảng phất chân trời nắng gắt đều ảm đạm phai mờ. Không ít người giận xem líu lưỡi, hôi dầu nhịn không được liền chảy xuôi xuống tới. Chẳng lẽ trên thế giới này, thật có tiên nữ a? À? thậm chí ngay cả quỳ gối tiêu phàm trước mặt A bốc đỗ rồi, cũng há to miệng không khép lại được tới. Công chúa điện hạ như biển cả thâm thúy xanh lam đôi mắt đẹp, vượt qua Raman đại chủ giáo, vượt qua những cái kia súng ống đầy đủ cảnh sát, vượt qua quỳ ở nơi đó A bốc đỗ rồi, rơi thẳng vào tiêu phàm trên mặt. Công chúa điện hạ so tiên nữ còn mỹ lệ hơn còn muốn kiểu diễm dung mạo phía trên, bỗng nhiên tỏa ra như mộng ảo mê ly quang trạch, thâm thúy xanh lam đôi mắt đẹp chi. Nước mắt óng ánh, tựa như hai viên đại đại lam bảo thạch. Đang không ngừng đào quanh, làm cho tất cả mọi người đều kìm lòng không đặng tại mắt đồng dạng tục đầy nước mắt. Công chúa Điện Hạ thật giống như có đặc thù ma lực, chăm chú chiếm lấy mọi người trái tim. Vì nàng cười, vì nàng khóc, nhưng là tất cả những người này, tại công chúa Điện Hạ trong mắt, đều như là không khí, hoàn toàn trong suốt. Giờ khắc này, công chúa Điện Hạ vô luận trong mắt hay là tâm, đều chỉ có một người. Chỉ có tiêu phàm, công chúa điện hạ nhấc lên tuyết trắng váy áo, chậm rãi đi thẳng về phía trước, ngay từ đầu, còn có thể miễn cưỡng khống chế bước tiến của mình, lập tức liền càng chạy càng nhanh, càng về sau, quả thực chính là chạy vội hướng về phía trước. Tiêu phàm, tiêu phàm, công chúa điện hạ miệng bên trong phát ra tựa như ảo mộng thì thầm thanh âm. Tiêu phàm khóe miệng cũng hiện lên một tia vui vẻ tiếu dung, đứng dậy, giang hai cánh tay ra. Công chúa một đầu nhào tiến vào ngực của hắn chi, chăm chú vòng lấy hắn eo, nằm ở lồng ngực của hắn, nước mắt rốt cục chút xuống. Nháy mắt liền đem tiêu phàm đường trang ướt nhẹp một mảng lớn. Azelena, tiêu phàm nhẹ nhàng ôm cái này thiên kiều bách mị tiểu vư vật, mỉm cười hôn một chút nàng lóng lánh kim quang chạy tóc dài. Vị này mê người tóc vàng mắt xanh dị quốc công chúa, chính là năm đó rời đi kinh sư trở về Đông Âu tìm thân Azelena. Chỉ là rốt cuộc không nghĩ tới, ban đầu ở kinh sư bị người khi dễ con cừu nhỏ, vậy mà là nước là công chúa điện hạ. Một hai năm không gặp, Azelena so với lúc trước càng thêm thành thục càng xinh đẹp hơn, cả mị lực cá nhân bắn ra bốn phía. Cao quý phải như là tiên nữ hạ phàm, nhưng lại kiều mị phải như là khuynh quốc khuynh thành gợi cảm vưu vật. Nữ nhân dụ hoặc, đến tận đây vì cực, tiêu phàm, ta không phải đang nằm mơ chứ. Ta biết, ngươi nhất định sẽ tới xem ta, nhất định sẽ, ta vẫn luôn chờ ngươi. Azelena nước mắt trong suốt, tựa như diều bị đứt dây, thẳng rơi xuống, đem tiêu phàm càng ôm càng chặt, tựa hồ sợ mình hơi buông lỏng tay, trước mắt vị này làm chính mình hồn khiên mộng nhiễu nam, cứ thế biến mất không gặp. Thực tế, Azelena trải qua quá nhiều dạng này mộng cảnh, mỗi lần tại mộng cùng tiêu phàm gặp gỡ, đều là như vậy ngọt ngào, một khi mộng tình, nhưng lại luôn luôn thống khổ như vậy thất vọng. Yêu càng sâu, thống khổ càng sâu, tiêu phàm đem Azelena ôm phải chặt hơn chút nữa. Cái này một hai năm, hắn mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Azelena trò chuyện, lại từ đầu đến cuối không có đáp ứng Azelena hồi kinh sư đến xem hắn, càng không có cho Azelena bất luận cái gì minh xác tín hiệu, chính là sợ Azelena càng lún càng sâu. Hôm nay nhìn thấy Azelena hình dáng này, Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch, dù coi như mình như thế nào đi nữa cường đại, cũng vô pháp chặt đứt một nữ hải quấn quanh ở trên người hắn tơ tình. Tình yêu cùng tất cả những nhân tố khác không quan hệ, chỉ cùng cảm giác có quan hệ. Giờ khắc này, Tiêu Phàm rất áy náy là hẳn là đối cái này si tình dị tộc cô nương tốt một chút mới được. Các người đều đang làm gì? Bên này sầu triền nguyên anh anh em em, bên kia toa, Raman đại chủ giáo bắt đầu bão nổi, mắt nhìn bốn phía hoàn toàn nhìn ngốc một đống lớn cảnh sát, trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị quát. Ừm, còn không mau thanh súng đều thu lại, dám đối xử với chúng ta như thế khách nhân tôn quý nhất, quả thực lẽ nào lại như vậy? Đại chủ giáo nổi trận lôi đình, dâu trắng cơ hồ từng cây dựng lên, hai mắt phun ra lửa giận. Nhìn cái này tư thế, đồ ngốc cũng biết kia cái trẻ tuổi hoa hạ nam, cùng công chúa điện hạ quan hệ không tầm thường. Dạng này một vị khách nhân tôn quý nhất, lại bị hắn chỉ hạ hơn 100 cảnh sát cầm súng chỉ vào, lại gọi Raman lần sau gặp được vương phi thời điểm, một gương mặt mo hướng nơi nào đặt. Đám cảnh sát lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, luống cuống tay chân đem súng ống thu vào. Nguyên bản một mực đứng chắp tay thủ lĩnh đại thượng sư, từ lâu thu hồi gió nhạt mây nhẹ tiếu dung, sải bước đi đến Raman đại chủ giáo bên người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhìn qua Raman, hy vọng có thể đạt được một ít nhắc nhở. Raman nhìn về phía ánh mắt của hắn chi, lại bao hàm bất mãn mãnh liệt. Cho dù ai đắc tội công chúa Điện Hạ khách quý, đều là cùng hắn Raman cố ý đối nghịch. Vương Phi, công chúa Điện Hạ cùng trước mắt vị này đại thượng sư, cái nào nặng cái nào nhẹ, Raman đại chủ giáo tâm ước lượng phải nhất thanh nhị sở. Đại thượng sư cùng đạt nhĩ giác tâm, thẳng chìm xuống dưới. Bọn hắn sở dĩ có thể tại nạp thẻ thành phố An cư lạc nghiệp, thậm chí phát triển ra to lớn sản nghiệp, cùng Raman đại chủ giáo đối ủng hộ của bọn hắn là mật không thể phân. Một khi Raman đại chủ giáo cải biến thái độ, tất cả đây hết thảy đều chỉ là xem qua Vân Yên, nửa điểm đều mang không đi. "Tốt, Azelena, đừng khóc, chúng ta trước xử lý một chút trước mắt sự tình." Tiêu Phàm nhẹ nhàng đem Azelena thân thể mềm mại đỡ lên, đưa tay cho nàng lau đi trên gương mặt nước mắt, mỉm cười nói: Ừm, Azelena ngoan ngoãn gật gật đầu, giống như tại kinh sư thời điểm, đối Tiêu Phàm nói mỗi một câu đều phụng như luân âm, tuyệt không phản bác. Công chúa Điện hạ, phi thường thật có lỗi, ta không biết bằng hữu của ngài đến nạp thẻ thành phố, không có từ xa tiếp đón, mời công chúa Điện hạ cùng quý khách thứ tội. raman lập tức hướng Azelena cùng Tiêu Phàm cúi người chào thật sâu, tao nhã lễ phép nói, ánh mắt dư quang, từ vẫn như cú quỵ ở nơi đó a à, bốc đố kéo trên mặt đảo qua, âm trầm A bốc đỗ kéo chỉ cảm thấy tâm một chút trở nên vắng vẻ, không có một điểm lực lượng. Azelena nhẹ nhàng hừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp tấm xuống dưới. Mặc dù mặc kệ Azelena như thế nào tức giận, cũng luôn luôn xinh đẹp như vậy mê người, thế nhưng là chỉ cần nàng biểu hiện sinh khí ý tứ, vậy liền đầy đủ. Đủ để cho rất nhiều người gan chiến tâm kinh, Raman lập tức liền rất là xấu hổ, nhẹ nhàng tăng hắng một cái, nhìn về phía tiêu phàm. Hắn biết rõ, muốn để công chúa Điện Hạ không tức giận, tiêu phàm mới là mấu chốt, cứ việc nhất thời bán hội còn không rõ ràng lắm công chúa Điện Hạ cùng vị này Đông Phương Nam ở giữa cụ thể quan hệ, nhưng công chúa Điện Hạ đối tiêu phàm ngưỡng vọng thần sắc, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Đối tất cả mọi người mà nói đều cao không thể chạm công chúa Điện Hạ đã hoàn toàn bị tiêu phàm tin phục, đây là xác định không thể nghi ngờ. Tiêu tiên sinh, Brahman đại chủ giáo lúng túng mở miệng, tiêu phàm khoát tay áo, quét a à bốc đỗ kéo một chút, lạnh nhạt nói, đại chủ giáo các hạ, nghe nói vị này a à, bốc đỗ kéo tiên sinh là của ngài đệ không tiêu tiên sinh hắn chỉ lúc trước là ta đệ raman lập tức đáp không chút do so dự vị đại chủ giáo này hiển nhiên là người thông minh nháy mắt liền tìm được làm rõ trước mắt cái này một đoàn đai dối đầu sợi a à, bốc đỗ kéo sắc mặt một chút trở nên tái nhợt vô so không còn có nửa phân huyết sắc toàn thân cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên nói như vậy a à, bốc đỗ kéo tiên sinh cũng liền không lại có tư cách gánh nhâm giáo chủ chức vụ rồi kia là đương nhiên hắn mạo phạm tiêu tiên sinh chúng ta sẽ vĩnh viễn đem hắn thanh lý ra ngoài hắn là chúng ta giáo phái tội nhân raman lập tức nói ngữ khí kiên định vô so a à, bốc đỗ kéo quát to một tiếng chớp mắt đã hôn mê không có người so hắn rõ ràng hơn raman đại chủ giáo cái này phán quyết ý vị như thế nào chẳng những đã từng cùng hắn gần trong gang tất đại chủ giáo bảo tọa từ đây cùng hắn rốt cuộc vô duyên, chỉ sợ tính mạng của hắn đều chưa hẳn có thể lan tràn đến ngày mai mặt trời mọc lúc phân. Giáo phái xử trí tội nhân phương thức, cực kỳ tàn khốc. A à, bốc đỗ kéo qua nhiều năm như vậy, cũng không biết dùng loại này tàn khốc phương thức xử tử qua bao nhiêu cái gọi là tội nhân. Ở quốc gia này, tông giáo xử phạt là không cần trải qua thẩm phán, đại chủ giáo một câu liền có thể quyết định bất kỳ một cái nào giáo chúng sinh tử. Vì vãn hồi tại tiêu phàm cảm nhận ác liệt hình tượng, Raman đại chủ giáo hào không tiếc rẻ đầu của hắn. Muốn tìm một cái thích hợp người thừa kế, cũng không làm khó dễ. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, kia cỗ lạnh thấu xương sát cơ lại lại thu liễm mấy phân, nhìn về phía Raman ánh mắt, cũng biến thành tương đối thân mật. Raman đại chủ giáo âm thầm thở vào một cái, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, tiêu tiên sinh, đại giá quang lâm nạp thẻ thành phố, không biết có cái gì là chúng ta có thể ra sức. Vẹn vẹn xử trí A à, bốc đỗ rồi, khẳng định còn không thể hoàn toàn lắng lại tiêu phàm lửa giận. Tiêu phàm cười cười, nhìn về phía đại thượng sư, đại thượng sư sắc mặt thoảng qua biến đổi, lập tức thể hiện ra tiếu dung, ôn hòa nói, nghe nói tiêu tiên sinh là đạo giáo đại sư, thả nói vốn là một nhà. Chúng ta tận tụy hoan nghênh tiêu tiên sinh đến nơi đây làm khách, không biết tiêu tiên sinh có thời gian hay không, tại hàn xá ở mấy ngày. Có một ít trải qua bên trên đáng nghi, muốn hướng tiêu tiên sinh thỉnh giáo. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, nhìn về phía đại thượng sư hai mắt, vẫn như cụ ánh mắt sáng ngời. Hiển nhiên, đại thượng sư cái này trả lời chắc chắn, còn không thể để cho tiêu tiên sinh hoàn toàn hài lòng. Đại thượng sư âm thầm cắn răng một cái, chậm rãi nói tiêu tiên sinh, nghe nói ngài cùng ta một vị tùy tùng đan tăng đa cắt là bằng hiếu, chúng ta rất hy vọng loại này hiếu nghị có thể tiếp tục kéo dài. Nếu như tiêu tiên sinh không chê, ta hy vọng đan tăng đa cắt sau này có thể đi theo tiêu tiên sinh chương 625, Azelena thân thế. Nguyên bản dương cung bạt kiếm, loạn cả một đoàn biệt thự, rốt cục khôi phục bình tĩnh, bất quá như trước vẫn là bao phủ một loại khí tức quỷ dị. Bởi vì, tiêu tiên sinh cùng công chúa Điện Hạ còn lưu tại biệt thự. Đại chủ giáo Raman cũng không có đi, biệt thự này, chiếm diện tích rộng lớn chi cực, hậu hoa viên có một cái chuyên môn thư viện, có lẽ quy mô không lớn, nhưng là một tòa tư nhân biệt thự, có xây chuyên môn thư viện, bản thân liền đã rất kinh người. Tại thư viện lầu một gian nào đó yên lặng phòng đọc sách bên ngoài, đan tăng đa cát khoanh tay tứ lập, tinh thần phấn chấn. Bất quá, hắn đã đem tăng bào đổi xuống dưới, thay đổi người bình thường trang phục. Từ trước đây không lâu bắt đầu, hắn mặc dù vẫn như cũ là cao nguyên Phật giáo tăng lữ, đồng thời cũng đã là tiêu phàm thị vệ. Thủ lĩnh đại thượng sư chính miệng đặc xá hắn tội ác, đồng thời nói cho hắn, làm hữu nghị sứ giả, hắn bị đưa cho tiêu tiên sinh. Từ nay về sau, hắn đem đại biểu cao nguyên Phật giáo, thời thời khắc khắc bảo vệ tiêu tiên sinh an toàn đối với trước kia đã từng lập trọng thể đan tăng đa cát đến nói thủ lĩnh đại thượng sư cái này chỉ lệnh là không thể vi phạm nói theo một ý nghĩa nào đó hắn không có ham muốn nhân cách chỉ là thủ lĩnh đại thượng sư phụ thuộc phẩm một cái nô lệ thủ lĩnh đại thượng sư muốn đem hắn đưa cho ai liền có thể đưa cho ai đan tăng đa cát không có chất vấn yên lặng tiếp nhận thân phận mới cũng tiếp nhận mới vận mệnh rửa mặt sạch sẽ Quải điệu hồ, thay đổi khô giáo ấm áp quần áo mới, yên lặng đứng tại phòng đọc sách bên ngoài, vì Tiêu Phàm đứng gác canh gác. Căn này tiểu phòng đọc sách là toàn bộ thư viện trọng yếu nhất chỗ, thủ lĩnh đại thượng sư chân quý nhất tàng thư, đều lưu giữ ở đây. Ngày bình thường trừ thủ lĩnh đại thượng sư cùng mấy vị địa vị cao nhất thượng sư, người bình thường căn bản liền không cho phép đặt chân khu vực này. Nhưng bây giờ, căn này trọng yếu nhất phòng đọc sách, đối một cái từ châu á nhìn dặm xa xôi chạy tới tuổi trẻ nam mở ra, bị ép mở ra, phòng đọc sách bên trong yên tĩnh. Tiêu phàm ngồi tại một trường gỗ tử đàn điêu thành cổ lão bàn trà trước đó, chậm rãi duyệt nhìn xem một quyển quyển ra dê. Không chỉ là tông già đại sư tử viết trải qua, còn có rất nhiều thời kỳ thượng cổ trải qua, là tông già đại sư hàng thế trước đó cái khác đại đức cao tăng sáng tác. Thủ lĩnh đại thượng sư nơi này cất giữ, tự nhiên là chân quý nhất quyển gia cừu. Azelena An vì tại tiêu phàm bên người, đem thịnh trang lễ phục màu trắng đổi xuống dưới, đổi cô gái trẻ tuổi thanh xuân bay dương trang phục thật dài kim tóc dùng hai đầu màu hồng phấn dây lụa ghim mềm mại mà khoác lên vẩy vào tuyết trắng trên cổ tại căn phòng này bên trong không có công chúa điện hạ chỉ có tiêu tiên sinh tiểu nha đầu ngài là ta nhất chủ nhân tôn quý đây là azelena nguyên thoại tiểu nha đầu dính lấy tiêu phàm cười hì hì nói tiêu phàm đọc quyển ra cừu thời điểm azelena liền pha trà cho hắn cực phẩm trà xanh động tác nhu hòa Kiều Mị vô song chỉ cần Tiêu phàm ngẫu nhiên có thể đem ánh mắt từ quyển gia cừu bên trên rời đến Ôn Nhu nhìn qua nàng một chút vậy liền đầy đủ. Azelena trong lòng sau so uống mật đường còn ngọt trừ dính lấy Tiêu Phàm Azelena cũng sẽ đọc những này quyển gia cừu bên trên nội dung như thế để Tiêu phàm hơi có chút kỳ quái buông xuống quyển gia cừu mỉm cười hỏi Azelena những này Phạm người học qua a à? có thể đọc hiểu cổ đại Phạm người phóng nhãn toàn thế giới cũng không có mấy cái. Tiêu phàm dạng này, đã coi như là dị loại. Ai ngờ Azelena một cái tuổi quá trẻ tóc vàng nữ hài, thế mà cũng có thể nhìn hiểu phạm. Azelena nở nụ cười xinh đẹp, nói, nhìn hiểu một chút xíu, ta khi còn bé học qua, hai năm này lại ôn tập một chút. Người khi còn bé học qua, tiêu phàm càng thêm hơi kinh ngạc. Tại tiêu phàm ấn tượng chi, Azelena lúc còn rất nhỏ, liền bị viễn đông chi hổ thi đấu vũ xã hội đen đội bắt đi, chẳng lẽ những cái kia tập đoàn tội phạm thành viên sẽ còn giáo một cái tiểu cô nương học phạm không thành. Liền coi như bọn họ nguyện ý giáo, cũng được sẽ mới được. Azelena mỉm cười nói, mẹ ta khi còn bé để ta học qua rất nhiều loại khác biệt chữ cùng ngôn ngữ, nàng hy vọng ta tương lai có thể đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, làm một cái có học vấn người. Nói như vậy, Vương Phi Điện Hạ cũng là một vị tri thức uyên bác người. Tiêu phàm càng thêm kinh ngạc, Azelena vận mệnh chuyển biến cũng không tránh khỏi quá trầm bổng chập trùng, có thể xưng truyền kỳ. Lúc trước Azelena rời đi kinh sư trở về Đông Âu tìm thân, Tiêu Phàm đã từng cho nàng suy tính qua, nàng mẫu thân còn sống ở nhân thế, hơn nữa là một vị quý nhân. Chỉ bất quá ngay cả Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, Azelena mẫu thân, thế mà quý làm vương phi. Đương nhiên, vị vương phi này cũng không phải là đương nhiệm đông cái nào đó vương thất vương phi, mà là một cái truyền thừa xuống cổ lão đầu ngậm. Nhưng Vương phi điện hạ khống chế cái kia khổng lồ đế quốc tài chính, chẳng những thực lực kinh tế kinh thế hãi tục, trong chính trị thực lực cũng siêu ra dự liệu của tất cả mọi người. Vương phi gia tộc là một cái cực kỳ cổ lão mà thần bí gia tộc. Tại đông các quốc gia có địa vị siêu nhiên, ngay cả Raman là cao quý đại chủ giáo cũng không dám đối Vương phi gia tộc có chút bất kính. Một khi chọc giận Vương phi gia tộc, chỉ sợ Raman đại chủ giáo bảo tỏa cũng ngồi không vững khi. Hai năm này ở giữa Azelena cùng tiêu phàm thông điện thoại, ngẫu nhiên cũng sẽ nâng lên mình gia tộc ly hôn kỳ thân thế. Nghe nói, Vương Phi lúc tuổi còn trẻ, đã từng 10 điểm phản nghịch, cùng mình một vị bạn học thời đại học yêu nhau, không có đạt được gia tộc tán thành, liền là cùng vị bạn học kia bỏ trốn, tại Đông Âu nước nào đó sinh hạ Azelena. Về sau Azelena vô ý bị phạm tội phân buộc đi, Vương Phi trưởng phu lại chết bởi phòng ốc cháy, Vương Phi nản lòng thoái chí, cuối cùng trở về gia tộc, tiếp trưởng gia tộc đại quyền lại cũng không nghĩ ra, nhiều năm về sau, thất lạc ái nữ thế mà lại từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt nàng, một khắc này, vương phi quả thực là tâm hoa nộ phóng, đối cái này mất mà được lại độc nữ sủng ái có phải hay không? Đúng vậy a à, mẹ ta đối với ta rất tốt, chính là, ta sẽ không còn được gặp lại ba ba. Nhắc lên chết bởi đại hỏa phụ thân, Azelena có chút thương tâm. Azelena, có lẽ tình huống không hề giống người biết như thế. Tiêu phàm lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra một câu để Azelena giật nảy cả mình lời nói tới. Tiêu phàm, người đây là ý gì? Azelena vội vàng hỏi, màu lam thâm thúy trong mắt, lóng lánh nghi ngờ quang trạch. Nàng biết tiêu phàm tính cách, cho tới bây giờ đều không phải một cái thích nói lung tung, lè người người. Đã nói như vậy, nhất định có nguyên nhân. Tiêu phàm nhìn chằm chằm Azelena gương mặt nhìn kỹ một chút, lại lấy thêm lên nàng trắng noãn non mềm tay nhỏ, nhiều lần xem một phen, cuối cùng vung lên nàng kim hoàng mái tóc, nhéo nhéo nàng mềm mại vành tay, trầm ngâm nói, Azelena, rất kỳ quái, ta không cách nào từ trên người của ngươi nhìn thấy có liên quan đến người phụ thân bất kỳ tin tức gì. Tiêu phàm, ta không rõ. Azelena mê hoặc lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không hiểu, lại là mỹ lệ lại là đáng yêu. Tiêu phàm cũng biết nàng không rõ, tướng thuật bên trên sự tình, tuyệt đại bộ phân châu Á nữ hài đều làm không rõ ràng. Chớ đừng nói chi là Azelena cái này dị vực tha hương ngoại tộc cô nương các nàng mặc dù tin tưởng vận mệnh cũng không tin vận mệnh có thể dự báo tại các nàng mà nói kia là thuộc về thần lĩnh vực. bất quá tiêu phàm xác thực cảm thấy có mấy phân kinh ngạc. hắn rất dễ dàng liền có thể từ Azelena khôn cung vị trí nhìn ra mẫu thân của nàng còn tại thế hơn nữa là cái quý nhân. lại không cách nào từ Azelena càn cung vị trí phải đến bất kỳ liên quan tới phụ thân nàng tin tức. nếu như Azelena phụ thân thật chết bởi nhiều năm trước một trận hỏa hoạt như vậy azelena càn cung cùng cái khác mấy cái đặc thù bộ vị đều sẽ có biểu hiện cái này một tin tức từ một người tướng mạo thân tướng tướng tay ăn ảnh phụ mẫu huynh đệ tình huống tuyệt không phải bình thường thầy tướng có thể làm được nhưng đối với tu luyện luân hồi tướng đại thành tiêu phàm mà nói cũng không quá khó khăn nhất là hiện tại hắn đã đặt chân thiên nhân cảnh mặc dù còn chỉ là tầng cảnh giới thứ nhất vừa mới nhập môn mà thôi cũng đã là thời thế hiện nay đứng đầu nhất tướng thuật thiên nhân tướng tướng thiên hạ vạn vật Azelena phụ thân tin tức, nhưng như cũng bị trời cơ chi lực một mực che đậy, ngay cả tiêu phàm dạng này đỉnh tiêm đại tướng sư, đều khó mà tìm hiểu ngọn ngành. Đây là một loại phi thường kỳ quái tình hình, tuyệt không phải là bởi vì Azelena phụ thân đã nguyên nhân cái chết. Bình thường đến nói, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Azelena phụ thân, là một vị kinh thiên động địa đại nhân vật, tướng mệnh của hắn bị trời cơ chi lực chủ động che đậy, không cho phép người khác điều tra. Thứ hai, Azelena phổ thân cuốn vào đến nào đó cùng một chỗ kinh thiên động địa đại sự kiện chi, bị trời cơ chi lực che đậy. Cả hai tất cư nó một, Azelena mẫu thân là một vị vương phi, đã 10 điểm ngoài dự liệu. Chẳng lẽ phổ thân của nàng, vậy mà là so mẫu thân của nàng còn muốn không tầm thường đại nhân vật. Bất quá những này tướng thuật bên trên đồ vật, nhất thời bán hội cùng Azelena giải thích không rõ ràng, Tiêu Phàm vuốt vuốt nàng tóc vàng, khẽ cười nói, không sao, ta cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Mặc kệ ba ba của ngươi bây giờ ở nơi nào, biết ngươi sống rất tốt, hắn đều sẽ rất vui vẻ. Ừm, Azelena nhu thuận gật gật đầu, lập tức lại trở nên bắt đầu vui vẻ. Bỗng nhiên ở đây cùng Tiêu Phàm gặp nhau, Azelena một trái tim quả thực vui vẻ phải vỡ ra tới. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, bỗng nhiên duỗi ra ngón tay, khoác lên Azelena trắng noãn bóng loáng mạch trên cổ tay. Azelena xanh lam mắt nháy nháy, tựa hồ cảm thấy phi thường thú vị. Cùng Tiêu Phàm bất luận cái gì tiếp xúc trên thân thể, đều để Azelena trong lòng TT, tê tê, có một loại nói không nên lời cảm giác khác thường. Azelena lòng tràn đầy yêu thích lấy cái này cái nam nhân, nguyện ý vì hắn dâng ra hết thảy. Nhưng là, Tiêu Phàm song nghi lại nhẹ nhàng nhào lên, tựa hồ tại Azelena thể nội phát hiện cái gì không ổn. "Tiêu Phàm, có cái gì không đúng sao?" Azelena nguyên bản không có cảm thấy, lúc này cũng không nhịn được nghi thần nghi quỷ. Tiêu Phàm năng lực nàng thế nhưng là biết được rất rõ ràng. Hai năm trước, ngay cả nàng cũng còn không có một lần nữa nhìn thấy mẹ của mình, tiêu phàm liền kết luận mẹ của nàng còn sống, mà lại là một vị quý nhân. Từ đó về sau, Azelena đối tiêu phàm thần kỳ dự ngôn thuật liền càng thêm bội phục sát đất. Tiêu phàm không đáp, lại thay đổi Azelena tay trái, chọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, mới nhẹ nhàng thở vào một cái, nói Azelena, có lẽ là cảm giác của ta ra sai đi, không sao, ngươi đừng lo lắng. chương 626, Hóa kiếp xá lợi. Một ngày sau đó, tiêu phàm hay là ngồi tại phòng đọc sách bên trong, bất quá trước mặt trên bàn trà không tiếp tục trưng bày mở ra quyển gia cừu, mà là một cái chế tác phải 10 điểm tinh mỹ kim sơn hộp gỗ nhỏ. Đạt nhĩ rắc đứng tại mấy bước có hơn, mang trên mặt lấy lòng thiếu dung, đầy mắt đều là lo được lo mất thần sắc. Tiêu tiên sinh, đây là tông già đại sư di vật, nghe nói, tông già đại sư khi còn sống rất thích thưởng thức, Xem như đại sư vật vì thân đi Cùng tông giả đại sư có liên quan Chỉ còn lại có vật này Đạt nhĩ giác thấp giải thích rõ nói Ánh mắt tại tiêu phàm cùng Azelena Trên thân ngắm tới ngắm lui Thật không biết tiêu phàm đến cùng lớn Bao nhiêu mị lực công chúa điện hạ Thế mà ở đây một bồi chính là một hai ngày Đây cũng là hắn cùng đại thượng sư Sau khi thương nghị Cuối cùng quyết định đem tông giả đại sư Khi còn sống thích nhất thưởng thức di vật Cũng lấy ra giao cho tiêu phàm xem qua nguyên nhân Tiêu phàm nói được rõ ràng hắn muốn duyệt nhìn tông già đại sư tự viết tất cả trải qua. Ngay từ đầu, đại thượng sư cùng đạt nhĩ giác cũng không có cảm thấy yêu cầu này đến cỡ nào quan trọng, theo bọn hắn biết, tiêu phàm cũng là một vị tông giáo nhân sĩ, muốn đọc qua tông già đại sư tự viết trải qua, hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng là, có Azelena làm bạn, tiêu phàm thế mà cũng không phải là ngay lập tức bồi tiếp Azelena đi phong hoa tuyết nguyệt, mà là lưu tại nơi này đọc qua những cái kia buồn tẻ vô vị quyển gia cừu, Azelena còn cam tâm tình nguyện ở đây bồi tiếp, không chút nào coi là khổ. Bởi vậy có thể thấy được, tiêu phàm đối tông già đại sư tử viết trải qua coi trọng trình độ. Chỉ bất quá, tông già đại sư tử viết trải qua đã toàn bộ đọc qua hoàn tất, tiêu phàm lại lộ ra cực kỳ thần sắc thất vọng, nhất thời làm phải đại thượng sư cùng đạt nhĩ giác đều lo lắng bất an. Không hề nghi ngờ, tiêu phàm không có ở đây đạt được hắn nghĩ muốn có được đồ vật. Đây chính là cái đại phiền toái. Tiêu phàm nếu như không có đạt được ước muốn, bọn hắn phải chăng có thể lại ở quốc gia này tiếp tục chờ đợi. Nhưng sẽ rất khó nói. Có vẻ như Raman đại chủ giáo tuyệt không nguyện đắc tội công chúa Điện Hạ, chỉ cần tiêu phàm cùng công chúa Điện Hạ nói một tiếng, ngày mai, bọn hắn khả năng liền không thể không dọn nhà. Cho nên, đạt nhĩ giác phí rất lắm lời lưỡi, thuyết phục đại thượng sư đem cái này kim sơn hộp gỗ nhỏ giao cho tiêu phàm. Kỳ thật cái này kim sơn hộp gỗ nhỏ đồ vật đến cùng có làm được cái gì, đạt nhĩ giác không có chút nào biết, không có ai biết. Cái này nhiều nhất chính là tông già đại sư khi còn sống thích nhất thưởng thức một đồ vật nhỏ thôi, hình dạng cổ quái. Đại thượng sư sở dĩ do dự không chịu giao, mấu chốt còn tại ở cái mặt vấn đề. Điểm này, đạt nhĩ giác cũng có thể hiểu được, coi như cái này là hoàn toàn phế vật vô dụng, đó cũng là ta đồ vật, dựa vào cái gì cho ngươi. Quá khuất nhục, bất quá đạt nhĩ giác ý nghĩ, cùng đại thượng sư khác biệt. Đạt nhĩ giác là cái chính khách, tại chính khách trong mắt, chỉ có lợi ích, sao là tình cảm chỉ cần thứ này có thể làm cho tiêu phàm hài lòng, để đoàn người tránh thoát trước mắt cái này một kiếp nạn, vậy thì có cái gì không nỡ. Về phần mặt không mặt, đạt nhĩ giác căn bản liền không đi cân nhắc. Chờ sau này mạnh lớn, cơ hội phù hợp thời điểm, lại thuận tay cầm về chính là. Đạt nhĩ giác lo lắng chính là, không biết tiêu phàm có nhìn hay không được cái đồ chơi này. Hắn thực tế không biết, tiêu phàm đến cùng đang tìm cái gì. Nghe đạt nhĩ giác giải thích, tiêu phàm nhẹ gật đầu một mực không có tìm được cùng kim sĩ sí đại bằng vương công pháp ghi chép liên quan tiêu phàm là có hơi thất vọng bất quá còn lâu mới có được đến thẹn quá hóa giận tình trạng kim sĩ sí đại bằng vương kia là gì cùng cao minh cường đại thần minh công pháp của hắn nếu là tốt như vậy tìm ngược lại kỳ quái nguyên bản tới nơi này cũng chỉ là ôm một tia cực kỳ hy vọng mong manh mà thôi có thể tìm tới một chút đoan nghê kia là niềm vui ngoài ý muốn tìm không thấy thì là đương nhiên Đạt nhĩ giác cẩn thận từng ly từng tí phụng đi lên cái này kim sơn hộp gỗ nhỏ, nhìn qua là rất quý giá, bất quá tiêu phàm cũng không phải để ý như vậy, bởi vì hắn vẫn chưa tại cái hộp gỗ cảm ứng được cái gì khí tức đặc biệt. Nhưng là, khi tiêu phàm sao cũng được tiện tay mở ra kim sơn hộp gỗ nhỏ một cái chớp mắt, hai mắt liền bỗng nhiên híp mắt khâu lại, còn người bỗng nhiên co vào. Một cỗ khí tức kỳ lạ, đập vào mặt, cái này kim sơn hộp gỗ nhỏ chi chứa đồ vật, không thể coi thường. Trước đó, Tiêu Phàm lại chưa có thể cảm nhận được mảy may dị dạng khí tức, bởi vậy có thể thấy được, cái này Kim Sơn hộp gỗ nhỏ bản thân cũng là kiện rất không tệ bảo vật, có thể hoàn toàn ngăn cách khí tức, ngăn cách thần niệm điều tra. Bất quá dưới mắt, Tiêu Phàm tự nhiên không có có tâm tư đi chú ý cái này Kim Sơn hộp gỗ nhỏ, lấy gùi bỏ ngọc dạng này sự tình, không phải Tiêu Phàm làm. Ánh mắt của hắn, một chút liền bị Kim Sơn hộp gỗ nhỏ bên trong đồ vật hấp dẫn lấy. Liền ngoại hình mà nói, hộp gỗ nhỏ bên trong đồ vật không chút nào thu hút, là một viên cùng loại hạch đào đồng dạng, mặt ngoài ổ gà lởm chởm tròn vật thể hình cầu, bóng loáng tỏa sáng. Làm một vị tư thâm đồ cổ phân biệt chuyên gia, tiêu phàm một chút liền có thể nhìn ra được, loại trình độ này bao tương, đủ để chứng minh vật này, chủ nhân trước kia đối với nó yêu thích không buông tay trình độ, cơ hồ là không giờ khác nào không giữ tại tay thưởng thức, bao tương mới có thể như vậy nồng hậu dày đặc. Đạt nhĩ giác vừa rồi giới thiệu nói, đây là tông già đại sư khi còn sống thích nhất thưởng thức tiểu vật kiện xem ra cũng không có nói láo nhưng chân chính hấp dẫn tiêu phàm là cái này vật thể hình cầu tản ra kỳ lạ khí tức nhìn qua đây tuyệt đối là một cái tử vật thế nhưng là tiêu phàm lại tại trên người nó cảm nhận được cường đại sinh cơ thật giống như thành thục sau xích viêm thảo đồng dạng sinh cơ như biển chỉ bất quá xích viêm thảo sinh cơ không bị cản trở lộ ra ngoài thứ này sinh cơ lại hàm xúc nội liếm nếu như không phải tiêu phàm đã đặt chân thiên nhân cảnh, có thể sơ bộ tướng thiên địa vạn vật, khách quan lúc trước, thần niệm lực cảm giác có to lớn vượt qua, đối mặt dạng này một cái viên cầu, cũng mảy may phát giác không ra dị thường của nó. Xích viêm thảo trồng tại cực nhiệt chi quốc cực âm chi địa, liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, ẩn chứa cường đại sinh cơ, tiêu phàm hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng trước mắt kim sơn hộp gỗ nhỏ bên trong viên này hạch đào, không có dễ vô cuống, rõ ràng không thể nào là cái vật sống, làm sao cũng sẽ chất chứa cường đại như vậy sinh cơ đâu tiêu phàm vươn tay ra chậm rãi đem kia hạch đào cầm lên đặt ở tay quan sát tỉ mỉ hai mắt chi ẩn ẩn có lục mang lấp lánh không có tác dụng thiên nhãn thần thông đối thứ này vô hiệu hoàn toàn nhìn không thấu chỉ có thể xuyên thấu qua tầng kia thật dày bao tương nhìn ra thứ này hình dáng xác thực giống như là một viên hạch đào trừ cái đó ra liền không có cái gì cái khác thu hoạch tiêu phàm hai mắt khép hờ rất cẩn thận phân ra một tia thần niệm, hướng cái này hạch đào bên trong tìm kiếm. Thứ này rất đặc dị, tiêu phàm không thể không chú ý cẩn thận, không dám đem quá nhiều thần niệm tham tiến vào. Vạn nhất có dị biến, liều mạng chặt đứt cái này một sợi thần niệm chính là không đến mức nguy hại đến bản nguyên. Sự thật chứng minh, tiêu phàm lo lắng là có đạo lý. Không bao lâu, tiêu phàm liền nhẹ nhàng một tiếng buồn bực hừ, sắc mặt thoảng qua tái đi, tựa hồ nhận một loại nào đó tổn thương. Tiêu phàm, một mực tại không chớp mắt nhìn chăm chú lên hắn nhất cử nhất động Azelena, lập tức liền lo âu kêu lên. Nhìn xem tình hình này, đạt nhĩ rắc âm thầm thở dài. Vị này ngay cả Raman đại chủ giáo đều khẩn trương không thôi công chúa điện hạ, xem ra là hoàn toàn bị tiêu phàm câu đi tam hồn thất phách, một viên phương tâm triệt để quấn ở tiêu phàm trên thân. Đạt nhĩ rắc thậm chí hoài nghi, coi như tiêu phàm để nàng đi chết, công chúa điện hạ chỉ sợ cũng sẽ không chút do dự về phần tiêu phàm cùng công chúa điện hạ nói một tiếng để raman đại chủ giáo đem bọn hắn toàn bộ trục xuất quả thực liền là trò trẻ con quá dễ như trở bàn tay tiêu phàm hướng azelena khoát tay áo ra hiệu mình không sao hít một hơi thật sâu ánh mắt lóe lên một vòng cực kỳ vui sướng thần sắc mặc dù hắn kia sợi thần niệm quả thật bị cái này hạch đào thôn phệ hết tiêu phàm lại cũng đã làm rõ ràng cái này rốt cuộc là thứ gì hóa kiếp xá lợi viên này nhìn qua giống hạch đào mặt ngoài ổ gà lởm chởm tròn vật thể hình cầu là một viên phật cốt xá lợi mà lại là phật cốt xá lợi chi cực kỳ hiếm thấy hóa kiếp xá lợi cái gọi là hóa kiếp xá lợi là đại đức cao tăng tại viên tịch và hóa thời điểm đem bản thân tinh khí thần tùy thông qua một loại đặc thù pháp môn cưỡng ép quán chú đến thân thể cái nào đó bộ vị phong tồn nhục thân hỏa táng về sau liền sẽ lưu lại như thế một viên phật cốt xá lợi bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh cơ truyền thuyết chi đây là luyện chế hóa kiếp thế thân tốt nhất bảo vật. Loại này ẩn chứa đại đức cao tăng tinh khí thần tủy xá lợi, nó tinh khí thần tủy là rất khó lại luyện hóa cho mình sử dụng. Trên thế giới này, bình thường đến nói, không có loại này không làm mà hưởng chuyện tốt. Nhưng mà, hóa kiếp xá lợi vẫn như cũ là bảo vật vô giá. Chỉ cần đem viên này hóa kiếp xá lợi lấy chân nguyên tinh khí luyện hóa, cùng tự thân hòa làm một thể, liền có thể luyện chế ra hóa kiếp thế thân. Nói đến, cùng loại công pháp, là vô cực môn lịch đại truyền nhân sở trường trò hay. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, kỳ thật chính là xuyên tạc trời cơ, đem vốn nên từ người nào đó tiếp nhận thiên phạt chi lực, chuyển rời đến một người khác hoặc là vật thể phía trên, từ đó tránh đi ngập đầu đại kiếp. Chỉ bất quá nghịch thiên cải mệnh xác suất thành công, cùng cải mệnh trình độ, đều xem hồ thi thuật giả vốn công lực của người ta sâu cạn mà định ra. Cũng xem người xuyên tạc trời cơ độ khó lớn tiểu cùng thay cướp chi vật phúc duyên phải trăng thâm hậu tương quan. Đơn giản đến nói, tiêu lão ra như thế tướng mệnh, muốn nghịch thiên cải mệnh, liền muốn hắn tiêu phàm lấy thiên mệnh đến ứng kiếp, người bình thường phúc lộc, là đảm đương không nổi dạng này kiếp số. Hóa kiếp xá lợi, chính là đại đức cao tăng còn sót lại Phật cốt xá lợi. Bên trong ẩn chứa cao tăng khi còn sống tinh khí thần tủy, sinh cơ tràn đầy vô so, dùng để làm thay cướp hóa thân, kia là không có gì thích hợp bằng, cường đại hơn nữa ngập đầu chi kiếp, cũng có thể ngăn cản quá khứ. Chỉ bất quá muốn hình thành dạng này hóa kiếp xá lợi, đối điều kiện yêu cầu cực kỳ hà khắc, tuyệt không phải mỗi vị cao tăng viên tịch về sau, đều có thể tìm tới hóa kiếp xá lợi. Thứ này hình thành, cần cơ duyên cực lớn cùng vận khí, cho dù có cao tăng hoàn thành phía trước tất cả trình tự, tại hỏa táng nhục thân thời điểm, điều kiện không thích hợp, cũng giống vậy không chiếm được hóa kiếp xá lợi. Đồng dạng, có thể phát hiện loại này hóa kiếp xá lợi, đồng thời có biện pháp lấy về mình dùng người, vậy thì càng là phượng mau lân giác, ít càng thêm ít. Viên này xá lợi, từ tông già đại sư về sau, không biết truyền bao nhiêu đời đại thượng sư, xứng sở không ai phát giác nó ẩn chứa ảo diệu, chính là chứng cứ rõ ràng. Tiêu phàm mình, nếu không phải tu luyện thiên nhân tướng, đối cái này hy thế chi bảo, chỉ sợ cũng đối diện không quen biết, như vậy bỏ lỡ. Có thể thấy được thế gian vạn sự, đều đều xem hồ duyên phận. Đối viên này hóa kiếp xá lợi mà nói, tiêu phàm chính là người hữu duyên. chương 627, Điềm giữ Tiêu phàm thần sắc biến hóa, xem ở đạt nhĩ giác trong mắt, rốt cục âm thầm thở phào một cái. Xem ra thứ này, nhập tiêu phàm mắt, bất quá sau một khắc, đạt nhĩ giác lập tức liền tò mò, nhịn không được hỏi, tiêu tiên sinh, cái này rốt cuộc là thứ gì? Vừa mới hỏi một chút xong, đạt nhĩ giác liền hối hận. Hỏi như vậy, không phải là tại thừa nhận mình căn bản cũng không biết thứ này lai lịch a à? Bị tiêu phàm cho rằng vô tri cũng không bị gì, mấu chốt là, người cầm một cái chính mình cũng không hiểu đồ vật, đến lắc lư người ta tiêu tiên sinh sao. Thành ý này lớn có vấn đề, tiêu phàm liếc hắn một cái, cười nhạt một tiếng, không nói gì, lại cầm lấy kia kim sơn hộp gỗ nhỏ từ mảnh quan sát. Đạt nhĩ giác không khỏi rất là phiền muộn, trong đầu đối tiêu phàm hận thấu xương. Tiêu phàm đương nhiên sẽ không đi để ý tới đạt nhĩ giác đối với hắn thống hận. Chỉ cần tự thân đủ cường đại, ai sẽ đi quan tâm một cái chính khách đối với mình cảm nhận. Dù sao loại này cảm nhận sẽ theo lợi ích quan hệ biến hóa mà biến hóa dùng hai con ngón tay cái một vuốt, tiêu phàm sau nghi lần nữa có chút nhíu lên. Hắn dĩ vãng nhận ra vật phẩm khác, đều đều là dùng thần niệm phương thức cảm giác, lần này, thần niệm chi lực căn bản liền vào không được, cái này kim sơn hộp gỗ nhỏ không biết là loại nào chất liệu chế thành, đối thần niệm chi lực có trời sinh ngăn cách tác dụng. Đạt nhĩ giác thượng sư, cái này thư viện, còn có thể cho ta mượn sử dụng hai ngày a Tiêu phàm không có tiếp tục điều tra kim sơn hộp gỗ nhỏ chất liệu, lập tức đem hóa kiếp xá lợi thả lại trong hộp gỗ, ngẩng đầu nhìn về phía đạt nhĩ giác, hỏi. Không có vấn đề, không có vấn đề. Đạt nhĩ giác bận biểu tức đáp. Đạt nhĩ giác thượng sư, ta muốn mượn dùng chính là toàn bộ thư viện, không chỉ là gian này phòng đọc sách. Tại ta mượn dùng trong khoảng thời gian này, ta không hy vọng có bất kỳ người tiến vào tới quấy giày ta. Nếu không rất dễ dàng xảy ra bất chắc, tiêu phàm lập tức nói. Đạt nhĩ giác không chút do dự đáp, tiêu tiên sinh yên tâm, không có người sẽ tới quấy dày ngài. Đừng bảo là tiêu phàm chỉ là muốn mượn dùng một chút cái này thư viện. Coi như hắn muốn trưng dụng cả ngôi biệt thự, đạt nhĩ giác cũng chỉ có thể lập tức đáp ứng. Không thể có nửa phân trần chờ Về phần quấy dày, trừ hắn đạt nhĩ giác là không thể không cả gan lại tới đây. Trong biệt thự những người khác đối tiêu phàm là tránh chi duy sợ không kịp, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Azelena, à, không, ta muốn đi cùng với ngươi. Tiêu phàm lời còn chưa nói hết, Azelena xinh đẹp cái đầu nhỏ liền lắc cùng phát lan trống, đem tiêu phàm phía sau lời nói đều chắn trở về. Tốt a, à, tiêu phàm rất bất đắc dĩ lắc đầu. Azelena hé miệng cười một tiếng, vui vẻ vô hạn dáng vẻ. Thấy đạt nhĩ rác từng đợt choáng. Sau đó, cả tòa thư viện liền thành biệt thự cấm địa. Trừ đan tăng đa cắt cầm đao ở ngoài cửa đứng hầu, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, biệt thự chung quanh trong vòng mười thước, không nhìn thấy những người khác ảnh. Tiêu phàm rời đi phòng đọc sách, đi phòng nghỉ, nhìn xem tiêu phàm bước cương đạp đấu, ở phòng nghỉ bên trong không ngừng cách làm, Azelena đại đại mắt xanh bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Trước kia cùng tiêu phàm cùng một chỗ thời điểm, nàng chưa hề nhìn thấy tiêu phàm cách làm lúc tình hình, tiêu phàm cố ý tránh đi nàng. Lần này, lại cũng không tị húy, tiêu phàm, đây là làm cái gì? Thật không cho dịch đẳng tiêu phàm ngừng lại, Azelena lập tức nhích tới gần, cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng cho tiêu phàm lau sạch lấy mồ hôi trên trán thấp giọng hỏi, trong đầu càng thêm kỳ quái, làm sao nhìn qua, tiêu phàm rất phí sức dáng vẻ. Tiêu phàm cười cười, nói ta tại bố chế một cái pháp trận, thanh nơi này khí tức che đậy. Không để ngoại giới biết, ta không hiểu, cái gì gọi là pháp trận. Azelena nháy mắt xanh, rất nghi hoặc mà hỏi thăm, những vật này, liền xem như đối một cái đông phương cô nương để giải thích, cũng đủ chật vật. Chớ đừng nói chi là Azelena dạng này tóc vàng mắt xanh tây phương nữ hài tiêu phàm ôn nhu vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng mỉm cười nói người bây giờ không hiểu không quan hệ về sau ngươi sẽ hiểu azelena cực kỳ thông minh lập tức liền bắt lấy câu nói này trọng điểm nhìn chằm chằm hỏi tiêu phàm ngươi nói là về sau ta có thể thường xuyên cùng với ngươi sao con mắt lớn không chấp lấy một cái tiếp cận tiêu phàm thậm chí liền hô hấp đều chăm chú ngừng lại thấp thỏm cực kỳ ngươi cứ nói đi tiêu phàm ôm nàng non mềm eo nhỏ tại nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút cười hỏi ngược lại. Azelena lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ôm thật chặt ở tiêu phàm, cả người đều mềm. Hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên, tiêu phàm ôm lấy nàng xinh xắn thân thể, mang trên mặt yêu thương ý cười, trong mắt lại hiện lên một vòng u buồn chi sắc. Tướng nhân không sai tiêu chân nhân, lại duy nguyện mình lần này cảm giác là sai. Trạng vạng tối lúc phân, tiêu phàm ở phòng nghỉ trung ương ngồi xếp bằng, vẻ mặt nghiêm túc. Mấy giờ trôi qua, chẳng những căn này phòng nghỉ, chính là toàn bộ thư viện đều đã bố trí tốt phòng hộ pháp trận, cấm chế chi lực đem nhà này tương đối độc lập công trình kiến trúc hoàn toàn che đậy, cách làm thời điểm, chỉ cần không làm cho đặc biệt kịch liệt thiên tượng, bình thường thuật sư rất khó phát hiện nơi này dị thường. Lấy Tiêu Phàm tu vi hiện tại, trừ những cái kia không biết giấu ở nơi nào, có khả năng tỉnh lại thượng cổ yêu ma, cũng rất khó có người lại có thể uy hiếp được hắn. Tiêu Phàm quyết định ngay ở chỗ này luyện hóa hóa kiếp xá lợi. Loại này cực kỳ hiếm thấy bảo vật, một khi gặp gỡ chỉ cần điều kiện miễn cưỡng cho phép, vậy sẽ phải lập tức luyện hóa, kéo thêm một ngày đều không nên. Bất quá để người kỳ quái là, Azelena cũng ngốc ở phòng nghỉ, lặng lặng mà ngồi tại chỗ không xa, hiếu kỳ mà lại chú ý mà nhìn xem tiêu phàm. Azelena đợi vị trí kia, là toàn bộ pháp trận sinh môn chỗ, mà kẻ tiêu phàm đợi chút nữa cách làm dẫn phát ra gì cùng khó lường thiên tượng, chỉ cần tại tiêu phàm khả khống phạm vi bên trong, liền sẽ không đối Azelena tạo thành tổn thương gì. Chỉ là, tiêu phàm cách làm thời điểm, tại sao phải để Azelena đứng ngoài quan sát, vậy liền không được biết. Có thể khẳng định là, tiêu phàm đối Azelena thái độ, lên biến hóa rất lớn, chẳng những so trước kia càng thêm thân mật, mà lại càng thêm coi trọng. Cái này coi trọng, là có chỉ, tỉ như nói một chút nghiên cứu học vấn giáo sư chuyên gia, ngày bình thường cùng người yêu của mình rất thân mật, giữa phu thê, cầm sắt hài hòa. Nhưng cái này vẻn vẹn giới hạn trong gia đình phạm trù, hắn ngay tại làm học vấn, chỗ nghiên cứu đầu đề, tuyệt đối sẽ không cùng thê tử đề cập. Tại mình nghiên cứu lĩnh vực, dù coi như thân mật như người yêu, cũng là không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Trước đó, tiêu phàm chính là như vậy đối đãi Azelena. Hắn đối Azelena rất tốt, rất quan tâm, vì Azelena thậm chí không tiếc quả quyết xuất thủ, diệt sát rất nhiều cái quốc tế phần tử phạm tội, cùng viễn đông chi hổ thi đấu vũ phạm tội đội toàn diện trở mặt. Nhưng có quan hệ thuật pháp hết thảy, cho tới bây giờ đều không đối Azelena nhắc lên, càng sẽ không ở trước mặt nàng biểu thị. Hiện tại, hắn muốn luyện hóa phật cốt xá lợi, lại làm cho Azelena ở một bên quan sát, nhưng lại không biết Tiêu Phàm trong đầu đến cùng là thế nào nghĩ. Tiêu Phàm tay trái đưa ngang ngực, tay phải bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Azelena song mi, bỗng nhiên nhẹ nhàng dương lên, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Rất rõ ràng Nàng cảm giác đi vào trong phòng Thiên Địa Nguyên Khí biến hóa, chỉ là không rõ loại biến hóa này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đây hết thảy đều bị Tiêu Phàm nhìn ở trong mắt, không khỏi âm thầm gật đầu. Azelena thể nội, xác thực bắt đầu phát sinh một loại nào đó thần bí biến hóa, đây là hắn hôm qua cho Azelena bắt mạch thời điểm phát giác được. Tựa hồ một loại lực lượng thần bí, tại Azelena thể nội thức tỉnh, ngay tại một chút xíu cải biến Azelena thể chất. Hoặc là nói, trước đó Loại này lực lượng thần bí vẫn đều tồn tại Azelena thể nội, chỉ là khi đó Tiêu Phàm chưa từng tu luyện thiên nhân tướng, không phát hiện được. Cảm giác bên trên, Azelena thể chất phi thường đặc dị, thể nội cất giấu kia cỗ lực lượng thần bí, cực kỳ cường đại. Chỉ là còn giống như thiếu khuyết một cái đưa tới thời cơ, cho nên một mực không có chân chính phóng xuất ra. Đối Azelena thể chất chậm chạp cải biến, chỉ là loại này lực lượng thần bí vô ý tiết lộ mà thôi. Nếu như loại này lực lượng thần bí chân chính bộc phát, chân chính phóng thích, tuyệt đối không chỉ một tí tẹo như thế uy lực. Nói một cách khác, hoàn toàn nở rộ Azelena sẽ có được cực kỳ đáng sợ tiềm năng. Loại này tiềm năng cường đại, thậm chí ngay cả bước vào thiên nhân cảnh tiêu phàm, đều cảm thấy khó mà dự đoán. Nhưng cùng lúc đó, tiêu phàm nhưng cũng từ Azelena thể nội phát giác được một loại điểm giữ. Điểm giữ cùng loại này lực lượng thần bí cùng một nhịp thở, tựa hồ chính là bởi vì Azelena thể bên trong ẩn chứa lấy lực lượng thần bí, mới dẫn phát loại kia điềm giữ. Chân chính để tiêu phàm u buồn chính là, cái này điềm giữ là tử kiếp, không thể giải cái chủng loại kia. Làm một vị đại tướng sư, tiêu phàm rất rõ ràng, muốn hóa giải tử kiếp, biện pháp duy nhất chính là nghịch thiên cải mệnh. Lẽ ra, tiêu phàm bây giờ đã đặt chân thiên nhân cảnh, mặc dù vẫn chỉ là tại tầng thứ nhất, sơ bộ lĩnh ngộ được tướng thiên địa vạn vật quyết khiếu, lại cũng đã có luyện chế cùng loại thiên vương đan đan dược, làm người thay cướp năng lực. Chỉ bất quá, Azelena thể nội kia cố cường đại tới cực điểm lực lượng thần bí, để tiêu phàm đối với cho Azelena hóa kiếp không có có mấy phần chắc chắn. Tướng thuật bên trên nguyên lý chính là như vậy, Azelena năng lực càng mạnh, cần thay cướp chi vật liền nhất định phải càng hiếm thấy. Bình thường sơn tinh thủy quái phúc lộc đạo hạnh, có thể thay thế không được. Tông già đại sư còn sót lại viên này hóa kiếp xá lợi, ngược lại là cái rất tốt thay cướp chi vật. Từ góc độ này đến nói, Azelena cũng là người hữu duyên. Có lẽ, may mắn thế nào ở đây tìm tới hóa kiếp xá lợi, vốn là xuất từ thượng thiên chỉ dẫn. Chỉ là, cái này thay cướp chi vật, có thể hay không tại thời khắc mấu chốt dùng tới, kia còn rất khó nói. Dù sao hiện tại Azelena, tại thuật pháp chi đạo, là hoàn toàn ngoài nghề, khi nào sử dụng thay cướp chi vật, Azelena là không biết, cần hắn tiêu phàm tự mình thi triển. Tại hóa giải đại kiếp trước đó, Azelena nhất định phải đi theo bên cạnh hắn. Đây cũng là tiêu phàm tại luyện hóa hóa kiếp xá lợi thời điểm, tận lực để Azelena đợi tại một nguyên nhân khác. Luyện hóa thời điểm, để hóa kiếp xá lợi trước làm quen một chút Azelena khí tức cũng là tốt. Hô một tiếng, viên kia hạch đào trạng hóa kiếp xá lợi bay lên, tại tiêu phàm trước ngực cách đó không xa chậm rãi xoay tròn. Ảm đạm vô quang, không chút nào thu hút. chương 628, Huyết Hải. Thời gian chậm rãi trôi qua, bóng đêm dần sâu. Phòng nghỉ trên cửa sổ treo thật dày lông nhung thiên nga màn cửa, từ gian ngoài căn bản là không có biện pháp quan sát được tình hình bên trong. Trong phòng nghỉ, thiên địa nguyên khí lăn lộn phun trào, tiêu phàm trước ngực cách đó không xa, hóa kiếp xá lợi theo thiên địa nguyên khí cuồn cuộn dâng lên chìm xuống phủ, sớm đã không là lúc trước đen nhánh hảo không bóng sáng quê mùa bộ dáng, mà là kim chói, lóa mắt sinh huy. Azelena không chấp mắt nhìn chằm chằm viên kia tựa như long châu đồng dạng hóa kiếp xá lợi, mặt mũi tràn đầy đều là say mê thần sắc. Quá đẹp, Azelena quả thực không cách nào tưởng tượng, cái này ảo thuật, đến cùng là thế nào biến. Hạt châu kia, cho Azelena ấn tượng, phảng phất đã có sự sống, liền muốn sống tới như. Thật sự là thần kỳ, bất quá thời khắc này tiêu phàm, liền không có Azelena nhẹ nhàng như vậy lãng mạn, trên trán sớm đã chảy ra điểm điểm mồ hôi. Liên tục mấy giờ không ngừng thi pháp, dù coi như tiêu chân nhân pháp lực hùng hậu, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Viên này hóa kiếp xá lợi đã bị hoàn toàn kích phát, một lúc bắt đầu, tả sung hữu đột, muốn tránh thoát tiêu phàm pháp lực trói buộc, lại bị tiêu phàm một mực khống chế lại. Trải qua mấy lần đọ sức, rốt cục trở nên 10 điểm trung thực. Tiêu phàm hai mắt một mực tiếp cận hóa kiếp xá lợi, hai tay xòe ra, hùng hồn hạo nhiên chính khí, đem kim sắc xá lợi tử chăm chú bao lấy, bắt đầu luyện hóa. Lại là mấy giờ trôi qua, xá lợi tử quang mang, dần dần trở nên trở nên ảm đạm. Tầng kia lòe lòe kim quang, bị áp chế tại xá lợi tử mặt ngoài, lộ ra xa so lúc trước muốn ngốc trệ được nhiều, tựa hồ mất đi linh tính. Tiêu phàm tay trái bấm quyết, tiếp tục khống chế pháp lực hình thành bích trướng, một mực trói buộc chặt đã bị luyện hóa không sai biệt lắm xá lợi tử. Tay phải nhẹ nhàng bắn ra, một viên ngân quang trầm tính liễu diệp phi đao bay nhanh mà ra. Đi tới hóa kiếp xá lợi trên không, đầu đao hướng xuống. Đứng im bất động, một sợi tiên giếm vết máu, đang phi đao bên trên chậm rãi nổi lên, tại đầu đao chỗ hình thành một giọt nho nhỏ huyết trâu giọt máu này trâu, là từ Azelena trên thân lấy được. Đốt, tiêu phàm một tiếng gào to, kia một giọt tại liễu diệp phi đau đầu đau không ngừng rung động huyết trâu, bỗng nhiên nhỏ xuống đi, không có chút nào chỉ trệ xuyên thấu pháp lực hóa thành ngũ thải bích trướng, nhỏ xuống tại hóa kiếp xá lợi phía trên. Xoẹt một tiếng bạo hưởng. Như là một viên giọt nước bỗng nhiên nhỏ xuống tại sôi dầu bên trong, huyết châu hóa thành vô số càng thêm mảnh tiểu nhân huyết điểm, tứ tán vẩy ra lái đi. Tiêu phàm không khỏi hơi sững sờ. Phật cốt Xá Lợi thế mà kháng cự Azelena máu tươi, không nguyện ý cùng giọt máu này châu dung hợp, cái này kỳ thật đã là luyện hóa hóa kiếp Xá Lợi một bước cuối cùng, chỉ cần Xá Lợi cùng Azelena máu tươi dung hợp, luyện hóa coi như hoàn thành, hóa kiếp Xá Lợi nhiễm Azelena khí tức, quan trọng trước mắt, tự nhiên sẽ vì Azelena hóa kiếp. Chỉ là Tiêu Phàm nhưng chưa từng nghĩ đến, tối hậu quan đầu, Phật cốt Xá Lợi vậy mà cự tuyệt. Còn không có cùng Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hóa kiếp Xá Lợi bỗng nhiên kim quang đại phóng một đạo phai mở bóng người màu vàng óng, tại không trung hiển hiện ra. Đạo nhân ảnh này chỉ có cao mấy tấc thấp, lại ngũ quan tất hiện, rõ ràng dị thường. Chính là một vị người mặc tăng bào tăng nhân. A, à, một mực đang nhìn chăm chú giữa sân tình hình Azelena, nhìn thấy như vậy thần kỳ biến hóa, không chịu được đưa tay che lại cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lên tiếng kinh hô, tật, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích bỗng nhiên hướng na cái cao mấy tấc thấp người tí hon màu vàng chỉ đi, lập tức lại hướng Azelena một chỉ. Muốn thúc đẩy người tí hon màu vàng cùng Azelena cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Trong phòng nghỉ nguyên bản thoảng qua lắng lại mấy phần thiên địa nguyên khí, bỗng nhiên lăn lộn như sôi, cuồng bạo hỗn loạn, bộc phát ra khí tức kinh người. Một chỉ này chi lực, không sai biệt lắm kích phát tiêu phàm tất cả pháp lực, uy lực mạnh, không cùng luân so. Ngoài dữ liệu chính là, người tí hon màu vàng đối cái này khai thiên liệt địa một chỉ hào lờ đi, tại không trung thoảng qua ngưng lại, liền là phiêu nhiên mà trước, không tốn sức chút nào đột phá tiêu phàm pháp lực biến thành ngũ sắc bích trướng, trong nháy mắt, liền đi tới tiêu phàm trước mặt, bỗng nhiên nhào tới trước một cái, lập tức liền chui vào đến tiêu phàm ở trong thiên đình, không thấy bóng dáng. Tiêu phàm toàn thân giật mình, cảm giác được một cỗ cực độ thoải mái ấm áp chi ý, nháy mắt liền trải rộng của mình tứ chi bách hải, ấm áp, thư sướng vô so, vừa mới bởi vì luyện hóa xá lợi tử mà hao phí không ít pháp lực đảo mắt liền trở nên cực kỳ tràn đầy cả người thần thái sáng láng tinh thần tỏa sáng pháp lực tạo thành ngũ thải bích trướng bên trong trở nên rỗng tuếch cái gì cũng không có vốn nên nên ở vị trí kia phật cốt xá lợi sớm đã chẳng biết đi đâu bóng dáng hoàn toàn không có tiêu phàm chố mắt chốc lát không khỏi nở nụ cười khổ phí hết tâm huyết muốn vì azelena luyện chế một cái thay cướp hóa thân hóa giải kia ẩn tàng thể nội điềm giữ, không nghĩ kết quả là, vị này không biết tính danh thượng cổ cao tăng, lại như vậy cố chấp, nhất định chính mình. Cũng coi là cố ý trồng hoa hoa không phát, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Tiêu phàm, một mực đứng ngoài quan sát Azelena cũng nhịn không được nữa, nhảy ca tương tới, giữ chặt tiêu phàm tay, cười hì hì, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Vừa rồi một màn này ảo thuật, diễn suốt thời gian mặc dù dài một chút, nhưng xác thực đẹp mắt. Tên tiểu nhân kia đâu? Đi đâu rồi? Ta nhìn thấy hắn giống như chui tiến vào trong cơ thể của ngươi đi. Không sao a, à, cứ việc Azelena phi thường quan tâm Tiêu Phàm an nguy, lần này cũng không có quá lo lắng, người tí hon màu vàng chui tiến vào Tiêu Phàm thể nội về sau, Tiêu Phàm biến hóa nàng thế nhưng là nhìn ra được, thần thái bay dương, tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Ta cũng không quan trọng, đáng tiếc, Tiêu Phàm rũi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Azelena khuôn mặt nhỏ, thở dài lắc đầu nguyên bản kế hoạch tốt hết thảy, bỗng nhiên bị hoàn toàn cải biến, trong lúc nhất thời, tiêu phàm cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đã thượng cổ cao tăng như thế cố chấp, xem ra chỉ có thể lại nghĩ biện pháp vì Azelena tìm kiếm mặt khác thay cướp chi vật. Chỉ là như vậy thần kỳ đồ vật, thật đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, phải xem vận khí. Người không sao liền tốt, vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra ha? Hảo hảo chơi, Azelena giống đứa bé, cười hét lên, nơi nào có nửa điểm công chúa điện hạ thận trọng cùng ung dung tiêu phàm cười cười lập tức nói azelena qua bên kia ngồi xuống ta còn muốn làm một chuyện nha azelena rất khéo léo lập tức liền gật đầu trở lại pháp trận sinh môn chỗ ngồi xuống chấp lấy mắt to màu xanh lam con ngươi cười hì hì nhìn xem bên này không biết tiêu phàm lại muốn biến cái dạng gì ma pháp tiêu phàm lần nữa khoanh chân ngồi xuống tay phải vừa nhấc trừ màu đỏ càn khôn đỉnh chậm rãi bay ra tại trước ngực hắn chậm rãi xoay tròn. Tiêu phàm bắt đầu bấm quyết cách làm, càn khôn đỉnh bên trên hỗn độn đồ án dần dần tránh sáng lên, tựa như vật sống, vòng quanh tiểu đỉnh cấp tốc lưu chuyển. Azelena rứt khoát trống lên cái cằm, thấy say sưa ngon lành. Tiêu phàm tay vừa nhấc, lại một viên liễu diệp phi đao nổi lên. Bay đến càn khôn đỉnh trên không, lần nữa ngưng kết ra một viên nho nhỏ huyết châu, tại tiêu phàm pháp lực thúc ép phía dưới, chậm rãi nhỏ vào tiểu đỉnh bên trong gian phòng bên trong thiên địa nguyên khí bỗng nhiên sôi trào đem azelena giật nảy mình không chịu được ngồi thẳng người kinh ngạc nhìn hướng bốn phía mặc dù không nhìn thấy azelena lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng lần này thiên địa nguyên khí cuồn cuộn thậm chí so vừa rồi luyện hóa phật cốt xá lợi thời điểm còn muốn càng thêm lợi hại càng thêm cuồng bạo mấy phân so sánh với azelena tiêu phàm giật mình càng sâu sắc mặt trở nên ngưng trọng vô so hắn chính đang thi triển vô cực môn máu tướng chi thuật, vì Azelena thôi diễn tướng mệnh. Máu tướng chi thuật là vô cực môn cao thâm nhất ý tưởng. Lấy tiêu phàm dưới mắt tu vi, vẻn vẹn chỉ vì một cái người thôi diễn máu tướng, mà lại trước mắt mà nói. Azelena cùng hắn không có đặc biệt thân cận quan hệ, trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Hoàn toàn trong lòng bàn tay của hắn, đừng bảo là vừa mới cùng hóa kiếp xá lợi huyễn hóa ra người tí hon màu vàng hợp thể, Khiến hắn pháp lực nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, liền xem như pháp lực tiêu hao tương đối nghiêm trọng, Tiêu Phàm cũng không thấy phải thôi diễn một người máu tướng, sẽ xuất hiện lực có chưa đến tình huống. Ai ngờ Azelena máu tươi vừa mới một giọt nhập trong đỉnh, vậy mà lập tức liền dẫn phát cực kỳ cuồng bạo thiên địa nguyên khí biến hóa, tựa hồ trong minh minh trời xanh, đối Tiêu Phàm cử động lần này đại vi sinh khí. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, trắng noãn đường trang phòng lên mà lên, hạo nhiên chính khí hướng bốn phương tám hướng tuôn ra lập tức đúc thành một cái vòng phòng ngự tử, đem nổi giận trời cơ chi lực cản tại bên ngoài. Theo tiêu phàm tu vi tinh tiến vào, bình thường trời cơ phản vệ muốn làm bị thương hắn, càng ngày càng không dễ dàng. Tiêu phàm không để ý tới tại vòng phòng ngự tử bên ngoài bốc lên gào thét thiên địa nguyên khí, ngưng thần tĩnh khí, đem thần niệm chi lực dần dần dò xét tiến vào càn khôn đỉnh. Mặc dù hắn đã xác thực biết nói, càn khôn đỉnh là không gian bảo vật, lại cũng không ảnh hưởng hắn giống như kiểu trước đây, tiếp tục sử dụng càn khôn đỉnh đến thôi diễn máu tướng. Bảo vật thần kỳ, hoàn toàn không phải hiện tại tu vi của hắn như thế có thể hoàn toàn hiểu rõ ràng. Không thể biết nó vì sao, vậy liền trước biết nó như thế đi. Tiêu Phàm thần niệm vừa tìm tòi nhập càn khôn đỉnh, một cỗ ngập trời sóng máu bỗng nhiên hướng hắn mãnh liệt mà tới. Cỗ này sóng máu to lớn, uyển giống như là biển gầm. Cảm giác bên trên, Tiêu Phàm giờ phút này đang đứng tại một chỗ vũng máu biển cả trước đó mình mông vô bờ, sóng máu ngập trời. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh, càng đem hắn hoàn toàn bao khỏa trong đó, cơ hồ giống như là vật hữu hình, đậm đến tan không ra. Lấy tiêu phàm kiến thức rộng rãi cùng tâm trí chi kiên, cũng thiếu chút tại chỗ nôn mửa. Sau một khắc, huyết tinh chi khí bỗng nhiên tiêu tán, ngập trời sóng máu, cũng chậm rãi lui về phía sau, vũng máu biển cả lộ ra hỏa yên tĩnh. Chốc lát, một đóa nho nhỏ máu tươi bắn tung tóe chậm rãi từ trong biển máu, hiện ra một cái uyển chuyển dáng người xinh đẹp vô so khiết bạch vô hà toàn thân trên dưới không được mảnh vải chính là azelena azelena một chút liền trông thấy bờ biển tiêu phàm lập tức tách ra nụ cười mừng rỡ rang hai cánh tay hướng tiêu phàm chạy tới dưới chân máu bắn tung tóe lại một chút cũng sẽ không nhiễm đến nàng trơn bóng làn ra phía trên chạy nhanh azelena tuyệt mỹ không gì sánh được biết rõ chỉ là huyến tượng tiêu phàm hay là kìm lòng không đặng rang hai cánh tay ra muốn ôm chặt cỗ này tuyệt mỹ thân thể mềm mại. Đúng lúc này, huyết hải lại một lần nữa gầm hét lên, sóng lớn ngập trời mà lên, một người nam tử mặt người, tại sóng lớn bên trên hiển hiện ra, hung tận tiếp cận Azelena, há miệng máu, thử ra bốn khỏa màu trắng răng nanh, tại tiêu phàm sắp tiếp vào Azelena nháy mắt, bỗng nhiên bên trong đem Azelena một ngụm nuốt xuống. Không, tiêu phàm quát to một tiếng, trước mắt huyết hải tình cảnh bỗng nhiên biến mất, thần niệm chi lực đã từ càn khôn đỉnh bên trong lui ra. Giờ khắc này, tiêu phàm mồ hôi lạnh gợn sóng mà xuống, trong nháy mắt liền ướt đẫm quần áo. Tiêu phàm, tiêu phàm, người thế nào? Azelena nhảy lên một cái, vội vã chạy tới, liên thanh hỏi. Tiêu phàm bỗng nhiên giang hai cánh tay, ôm nàng kiều nộn thân thể, ôm thật chặt ở, tựa hồ sợ buông lỏng tay, máu tướng huyễn cảnh lập tức thành thật, Azelena liền sẽ từ trước mắt hắn biến mất. Azelena rõ ràng cảm nhận được tiêu phàm đối nàng kia cỗ thật sâu không bỏ chi ý, cứ việc nàng không biết vừa rồi tiêu phàm kinh lịch cái gì, lại 10 điểm hưởng thụ loại cảm giác này. Đối Azelena mà nói, trên thế giới lại không có bất kỳ cái gì một loại cảm giác, so loại cảm giác này càng càng tươi đẹp, càng thêm khiến người say mê. Azelena, đừng sợ, ta sẽ không để cho hắn thương hại ngươi. Tiêu phàm thấp giọng nói, ngữ khí lại kiên định dị thường. Ta biết ta biết, tiêu phàm, ta thật vui vẻ. Azelena liên tục gật đầu, cũng đem tiêu phàm ôm càng chặt hơn về phần tiêu phàm miệng thảo luận cái kia hắn đến cùng là ai, Azelena mới sẽ không đi quan tâm. Nàng chỉ để ý tiêu phàm. chương 629, Tây Mét Ân gia tộc chi chủ. Một cái hùng vĩ cổ bảo, lẳng lặng đứng sừng sướng ở nửa bên dốc đứng trên vách đá. Vách núi một bên, là không lường được vực sâu, cả ngày mây mù lượn lờ, thần bí khó lường. Đứng dưới chân núi ngưỡng vọng tòa này cổ bảo, vô luận là ai, đều sẽ sinh ra nhìn mà than thở tâm tình cổ bảo khoảng cách nạp thẻ nội thành 30 mấy cây em, là cái này Đông Âu quốc gia bảo chỉ phải hoàn chỉnh nhất một cái thời trung cổ cổ bảo. Cho tới nay, tòa này cổ bảo là thuộc về Tây Mét Ân gia tộc tất cả. Tòa này cổ bảo chủ nhân, liền đại biểu cho cả quốc gia người có quyền thế nhất. Thế hệ này cổ bảo chủ nhân, là Tây Mét Ân Vương Phi hoặc là nói là Tây Mét Ân Thân Vương Phu Nhân. Cũng chính là Azelena mẹ đẻ, ngày xưa trầm tĩnh uy nghiêm cổ bảo. Một ngày này đang đứng ở cực độ bận rộn bên trong, bởi vì hôm nay, đến một vị khách nhân tôn quý nhất. Để hoan nghênh vị khách nhân này đến, cổ bảo bọn người hầu, trọn vẹn làm ba ngày ba đêm công tác chuẩn bị. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là, vị khách nhân này rất ngạo kiều. Bởi vì hoan nghênh yến hội thời gian chính xác, đổi ba lần. Azelena công chúa điện hạ một mực tại bên ngoài bồi tiếp vị này tôn quý khách nhân, cũng chưa có xác định vị quý khách kia cụ thể đến đạt cổ bảo chuẩn xác thời gian. Cổ bảo đại quản gia, có huyết thống quý tộc tát khắc kém tiên sinh, không thể không mỗi ngày làm tốt tiệc tối chuẩn bị. Sau đó, công chúa Điện Hạ gọi điện thoại đến nói, hôm nay tiêu tiên sinh khả năng không có thời gian, đến không được, ngày mai đi. Tát khắc kém tiên sinh không biết vị này tiêu tiên sinh đến cùng trọng yếu bực nào, chỉ biết hắn đến từ Đông Phương, là công chúa Điện Hạ thích nhất người. Cái này liền đầy đủ, có lẽ, truyền thừa ngàn năm về sau, Tây Mét Ân gia tộc sẽ nghênh đón một vị đến từ Đông Phương quốc gia gia vàng chủ nhân từ nay về sau, Tây Mét Ân gia tộc gần khiết nhất huyết thống. Sẽ bị cải biến, đời sau Tây Mét Ân thân vương. Đem có thể là một vị đông Tây phương con lai. Nghĩ đến đây, tát khắc kém đã cảm thấy vô so với hoang đường. Cái này làm sao có thể? Tây Mét Ân gia tộc huyết thống là trọng yếu nhất. Tát khắc kém cho rằng, vương phi tuyệt sẽ không đồng ý công chúa dạng này hồ nháo. Đây là trái phải rõ ràng vấn đề nguyên tắc. Người tuổi trẻ bây giờ, tư tưởng mở ra, kết giao bằng hữu kia không có gì. Nhưng kết giao bằng hữu cùng kết hôn, tuyệt đối là hai việc khác nhau. Tây Mét Ân gia tộc huyết thống, không thể bị một cái người đông phương phá hư. Trừ phi, công chúa Điện Hạ từ bỏ Tây Mét Ân gia tộc quyền kế thừa. Nhưng cái này càng không khả năng. Azelena công chúa Điện Hạ là vương phi Điện Hạ nữ nhi duy nhất, cũng là Tây Mét Ân gia tộc duy nhất hợp pháp người thừa kế. Vương phi tuyệt sẽ không đem gia tộc truyền cho nữ nhi bên ngoài những người khác. Cho nên, duy nhất có thể thực hiện chi đạo, chính là ngăn cản công chúa Điện Hạ cùng vị kia đến từ Đông Phương Tiêu Tiên sinh tiếp tục kết giao. Cứ việc, tát khắc kém cũng cảm thấy, có thể có được công chúa Điện Hạ như thế yêu ái nam nhân, nhất định phi thường ưu tú phi thường kiệt xuất. Nhưng mà, đây không phải Tây Mét Ân nhà tộc huyết thống bị làm bẩn lý do. Thế nhưng là, Vương Phi phản ứng, vượt quá tát khắc kém dự kiến. Vương Phi vậy mà cũng không phản đối công chúa Điện Hạ tác pháp, ngược lại yêu cầu tát khắc kém làm tốt nhất tỉ mỉ chuẩn bị, nhất định không thể lãnh đạm vị này đến từ đông phương con rể. Tát khắc kém đành phải một bên lắc đầu, một bên than thở, một bên dựa theo tối cao quy cách chuẩn bị tiệc tối. Dưới mắt, yên tĩnh uy nghiêm cổ bảo, đã sáng lên ánh đèn dịu dịu, to lớn trong phòng yến hội. Tiệc tối đang tiến hành, trận này trọn vẹn chuẩn bị 3 ngày 3 đêm tiệc tối, chỉ có 3 người có mặt. Tây Mét Ân Vương Phi, Azelena Công Chúa Điện Hạ, tiêu phàm tiên sinh, tiêu phàm không phải lần đầu đi tới châu Âu thời trung cổ cổ bảo, trước đây ít năm, hắn thành tài về sau, du lịch giang hồ, từng tới châu Âu, du lãm qua không ít cổ bảo. Nhưng ở cổ bảo to lớn trong phòng yến hội hưởng thụ tỉ mỉ chuẩn bị tiệc tối, xác thực còn là lần đầu tiên. Cổ lão gỗ hồ đào bàn ăn rất dài, đủ để dung nạp 40 người đồng thời đi ăn cơm, cao cao mái vòm bên trên, treo to lớn đèn treo, ánh nến ôn nhu, lập loe tỏa sáng bằng bạc bộ đồ ăn bên trên khảm nạm lấy lớn khỏa bảo thạch lộ ra cực kỳ tinh mỹ lộng lẫy mỗi một món ăn đồ ăn đều trải qua vừa đúng gia công thịnh trang người hầu đem những này dùng tinh mỹ bằng bạc bộ đồ ăn thịnh trang thức ăn tao nhã lễ phép đưa đến khách nhân trước mặt tát khắc kém cung cung kính kính đứng tại tây mét ân vương phi sau lưng nhiều hứng thú quan sát vị này đến từ cách xa đông phương khách nhân tựa hồ đang đợi hắn bởi vì không hiểu được tây phương dùng cơm lễ nghi mà làm trò cười cho thiên hạ bất quá rất hiển nhiên tát khắc kém tiên sinh thất vọng từ đầu đến cuối tiêu phàm đều biểu hiện được phi thường bình tĩnh đều đâu vào đấy thưởng thức cổ bảo đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng đồ ăn không có chút nào chỗ thất lễ cùng tát khắc kém khác biệt tiêu phàm lực chú ý đều tập trung ở cách đó không xa tây mét ân vương phi trên thân tây mét ân vương phi mỹ lệ phi thường thành thục mỹ lực của nữ nhân ung dung hoa quý khí độ lại thêm mỹ lệ tinh xảo về phần cực điểm dung nhan làm cho vương phi điện hạ diễm quang tứ xạ huynh quốc huynh thành. Cũng phải như vậy nữ nhân mới có thể ngày thường ra Azelena nữ nhi như vậy. Cơ hồ không muốn bất luận cái gì tiêu ký, chỉ cần hai nàng đứng chung một chỗ, cho dù ai đều có thể nhìn ra được, các nàng là hai mẹ con. Nhưng mà chân chính khiến tiêu phàm như thế chú ý, không phải tây mét ân vương phi bề ngoài, cũng không phải nàng mọi cử động yêu nhã vô so khí độ, mà là trên người nàng che giấu rất khá sóng linh khí. Tây mét ân vương phi là một vị cực mạnh cao thủ, điểm này đãi không thể nghi ngờ hỏi tiêu phàm khẳng định mình sẽ không nhìn lầm thần niệm cảm ứng càng sẽ không xảy ra vấn đề mà lại tây mét ân vương phi không phải thế tục võ công cao thủ rất rõ ràng nàng là một vị người tu chân chỉ là vương phi trên thân linh lực ba động cùng đông phương người tu đạo thân bên trên tán phát linh lực ba động có chỗ khác biệt có lẽ tây mét ân vương phi chính là thanh dương tổ sư nói cái chủng loại kia tây phương giáo sĩ người thừa kế tại càn khôn đỉnh tu di trong không gian, thanh dương tổ sư cùng tiêu phàm nói tới qua, đông phương người tu đạo cùng tây phương giáo sĩ khác biệt. Về phần cụ thể khác nhau ở chỗ nào, thanh dương tổ sư không nói, tiêu phàm lúc ấy cũng không có truy hỏi. Thực tại thời điểm này, sau cái này quan trọng nghi vấn hơn rất nhiều, nhất thời bán hội không tới phiên vấn đề như vậy. Vương Phi nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, cũng là nhiều hứng thú, khóe miệng mỉm cười, tựa hồ đối với tiêu phàm có chút hài lòng. Hiển nhiên mẫu thân là vẻ mặt như thế, Azelena hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng trước kia lo lắng nhất, liền là mẫu thân phản đối nàng cùng tiêu phàm cùng một chỗ, đây là Azelena không thể nhất tiếp nhận. Nếu như mẫu thân thật phản đối, Azelena đem không chút do dự từ bỏ Tây Mét Ân ra tộc quyền kế thừa, một mình trở về châu Á. Đi phụ thuộc tiêu phàm, tại Azelena trong lòng, tiêu phàm chính là thế giới của nàng. Tuyệt không phải một cái Tây Mét Ân gia tộc quyền kế thừa có thể tới đánh đồng. Mà bây giờ, trọng yếu nhất một quan, thế mà cứ như vậy qua, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Xem ra, tiêu phạm ưu tú có thể chinh phục bất luận kẻ nào, ngay cả trọng yếu nhất huyết thống đều không thể trở thành chướng ngại. Toàn bộ tiệc tối, vui vẻ nhất chính là Azelena. Tiệc tối tiến hành thời gian cũng không quá dài, trong bữa tiệc, tất cả mọi người tuân thủ nghiêm ngặt lấy hiến hội lễ nghi, cũng không mở miệng nói chuyện trò chuyện, chỉ là lặng yên dùng cơm. Dùng cơm xong sau điểm tâm ngọt, Tây Mét Ân Vương Phi liền là đứng dậy. Tiêu Phàm cùng Azelena ngay cả bận biểu đứng dậy theo, nhìn chăm chú lên Vương Phi. Vương Phi mỉm cười nói, Tiêu Tiên Sinh, hoan nghênh ngươi đến ta thành bảo làm khách. Ta chân thành hy vọng, tại tương lai một ngày nào đó, ngài có thể trở thành tòa thành này bảo chủ nhân. Đương nhiên, chỉ cần Tiêu Tiên Sinh nguyện ý, ngài tùy thời đều có thể trở thành tòa thành này bảo chủ nhân. Ta cùng gia tộc của ta, đều tận tụy hoan nghênh Tiêu Tiên Sinh thành vì nhà chúng ta tộc một viên. Azelena khuôn mặt đỏ lên, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ tỏa ra ánh sáng lung linh. Hưng phấn không thôi, nàng rốt cuộc không nghĩ tới, mẫu thân sẽ ở trước mặt nàng, ngay lúc này hướng tiêu phàm hứa hôn. Tây Mét Ân Vương Phi Minh Bạch nói cho tiêu phàm, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn chính là Tây Mét Ân gia tộc tương lai trưởng khống giả. Tiêu phàm thoảng qua hạ thấp người, mỉm cười đáp tôn kính phu nhân, Azelena công chúa điện hạ là bằng hữu của ta. Nàng là cô nương tốt, Tây Mét Ân Vương Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Azelena kìm lòng không đặng cầm tiêu phàm tay, kiều nộn lòng bàn tay, thậm chí có chút chảy ra một điểm đổ mồ hôi. Rời đi yến hội đại sảnh, trở lại gian phòng của mình, Vương Phi chậm rãi ngồi xuống, bưng lên một chén thanh hương nước trà, nhàn nhạt nhấp một miếng, xanh thẳm hai con ngươi, nhìn hướng ban công bên ngoài, kia đen nhánh mà lại thâm thúy bầu trời đêm, tinh xảo song nghi, có chút nhau. Cổ lão trên ban công, tựa hồ có một đạo thẳng tắp bóng lưng đứng thẳng. Gian phòng bên trong yên tĩnh, chỉ có gió núi quét thanh âm. Phu nhân, ngài thật đã quyết định rồi sao? Cũng không biết trôi qua bao lâu, ban công bên kia, vang lên một cái phi thường yêu nhã nam bên trong âm, tràn đầy từ tính mị lực. Theo thanh âm này, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi từ trên ban công đi tiến gian phòng, dáng người cao, mọi cử động phong độ nhẹ nhàng. Mikhail bá tước, vị này đứng tại Tây Mét Ân Vương Phi gian phòng trên ban công, tướng mạo anh tuấn, cử chỉ yêu nhã thân sĩ, chính là lần thụ cơ khinh sa tôn sùng Mikhail tiên sinh. Nhìn ra được, hắn cùng Tây Mét Ân Vương Phi hết sức quen thuộc, đến mức lẫn nhau ở giữa, tựa hồ hoàn toàn khỏi phải tị húy. Tây Mét Ân Vương Phi câu hồn đoạt phách ánh mắt, tại Mikhail trên mặt nhẹ nhàng đảo qua, than nhẹ một tiếng, nói thế nào, chẳng lẽ hắn không phải người thưởng thức nhất đông phương thân sĩ sao? Người tự mình đề cử cho ta. Mikhail cũng nhẹ nhàng thở dài một cái, nói, bất kể nói thế nào, chúng ta làm như vậy, cũng coi là ly kinh phản đạo. Tiêu phàm tiên sinh là ưu tú, trung quy là cái người đông phương, đồng thời hắn không có chúng ta dạng này gen. Ta thực tế cũng không dám khẳng định, hắn cùng Azelena hậu đại, nhất định sẽ so chúng ta bây giờ càng thêm xuất sắc. Vương Phi song mi nhẹ trao lại, nói, bá tước tiên sinh, người hay là ta biết vị kia Mikhail sao? Làm cho chúng ta tộc đàn kiệt xuất nhất tinh anh một trong, người chừng nào thì dạng này do dự qua. Mikhail, ngươi hẳn phải biết, dưới mắt thế cục có bao nhiêu hiểm ác. Thật sung không được chúng ta lại trần chờ do dự. Nếu không, không nhưng chúng ta cái này tộc đàn, toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Mikhail cười khổ một tiếng, nói ta thật không nghĩ tới, một ngày kia, ta sẽ muốn trở thành chúa cứu thế, muốn cứu vất toàn thế giới. Hơi có chút tự diễu, bất kể như thế nào, liền trước mắt mà nói, tiêu phàm là đáng giá nhất chúng ta đầu nhập đối tượng ít nhất ta có thể xác định, hắn đối Azelena bảo vệ là chân tâm thật ý. Hắn đã từng có rất nhiều cơ hội khi dễ Azelena, nhưng hắn không có, từ đầu đến cuối, biểu hiện của hắn đều không phải thường phi thường thân sĩ. Một người như vậy, giá trị cho chúng ta thanh tiền đặt cược ép ở trên người hắn. Vương Phi nhưng không có Mikhail như thế đa sầu đa cảm, bình tĩnh nói, ngữ khí kiên định vô so. Liên tính chúng ta bây giờ nghĩ không thanh tiền đặt cược ép ở trên người hắn, chỉ sợ đều đã không có thay đổi chủ ý thời gian. Mikhail thở dài, tán đồng nói. chương 630, thân vương tẩm điện. Tát khắc kém tự thân vì tiêu phàm cùng Azelena dẫn đường, chậm rãi đi xuyên qua cổ bảo mê cung trong thông đạo, xoay quanh hướng lên. Tây mét ân gia tộc tòa này truyền thừa nhiều năm cổ bảo, kích thước to lớn, không cùng luân so. Chẳng những chiếm diện tích rộng lớn, mà lại hết thảy có 9 tầng chi cao. Hiện tại, tát khác kém chính là dẫn lĩnh tiêu phàm cùng Azelena hướng tầng cao nhất đi đến. Cổ bảo tầng cao nhất, có một cái vườn treo, hoa trong viên, đứng sừng sững lấy một cái nho nhỏ cung điện thức kiến trúc. Kia là toàn bộ cổ bảo điểm cao, cũng là thần thánh nhất chỗ, bị tại cổ bảo sinh hoạt người, xưng là vương miện bên trên Minh Châu. Tòa này tầng chót nhất vườn treo cùng vương miện Minh Châu cung điện, đối với Tây Mét Ân gia tộc mà nói, có đặc thù ý nghĩa chính là lịch đại Tây Mét Ân thân vương nơi ở chỉ có chính thức bị giáo đình lên ngôi Tây Mét Ân Thân Vương, mới có tư cách đem tòa cung điện này làm nơi ở, thậm chí, Tây Mét Ân Vương Phi đều không có dạng này tư cách. Trước mắt, Azelena mẫu thân mặc dù là gia tộc thực tế chúa tể giả, nhưng thân là nữ nhân, nàng không thể bị lên ngôi vì Tây Mét Ân Thân Vương. Tây Mét Ân gia tộc, không thừa nhận nữ tính thân vương. Một nhóm ba người tới tầng thứ tám, tát khắc kém tiếp tục dẫn hai người đi lên, Azelena không khỏi kinh nghi bất định. Cái này tầng thứ 9 vườn treo và thân vương tẩm cung, nàng không phải không đi chơi qua, nhưng ngẫu nhiên du ngoạn cùng đem nó xem như thường ngày sinh hoạt thường ngày nơi ở, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Thế nhưng là căn này tẩm cung, chưa hề mời những người khác đi lên qua. Đi tới một cái nặng nề tượng mộc trước cổng chính, Tát Khắc kém từ bên hông móc ra thật dài đồ cổ như chìa khóa, Azelena rốt cục nhịn không được, thấp giọng hỏi, đại quản gia, đây là ý gì? Tát Khắc kém khẽ khom người, kính cẩn nói, thân yêu công chúa Điện Hạ, phu nhân đã phân phó ta. Mời tiêu tiên sinh cùng công chúa Điện Hạ tại thân vương tẩm cung ngủ lại. Azelena giật nảy cả mình, kìm lòng không đặng trừng lớn mắt to xinh đẹp, đây là có chuyện gì? Là mẫu thân chính miệng phân phó sao? Đúng thế, thân yêu công chúa Điện Hạ, đúng là phu nhân chính miệng phân phó. Tiêu tiên sinh vừa rồi đã ở trước mặt đáp ứng phu nhân mời, Tây Mét Ân gia tộc sẽ nghênh đón một vị đến từ đông phương chủ nhân. Chúc phúc ngài, thân yêu công chúa Điện Hạ, tát khắc kém lần nữa khẽ khom người, yêu nhã nói. Azelena không khỏi ngây người, mặc dù nàng đã sớm lĩnh giáo qua mẫu thân gọn gàng phong cách hành sự, nhưng tại chuyện như vậy bên trên, cũng là như vậy đơn giản thô bạo, vội vã không nhịn nổi áp đặt, còn là hoàn toàn vượt quá Azelena dự kiến. Vương Phi là lo lắng mình nữ nhi không gả ra được. Phải nhanh chào hàng cho tiêu phàm A, liền an bài như vậy bọn hắn động phòng. Vĩnh viễn cùng tiêu phàm cùng một chỗ, đây là Azelena trung cực mộng tưởng, chỉ là vương phi dạng này không kịp chờ đợi, để Azelena có chút kỳ quái. Cái này thực sự không giống như là vương phi tác phong, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi. Bất quá tiêu phàm thái độ, để Azelena đem những này lo nghĩ đều quên hết đi. Tiêu phàm cầm bàn tay nhỏ của nàng, Azelena nháy mắt liền say, nặng nề tượng một cửa từ từ mở ra, một mảnh lộng lẫy vô so hào quang, bỗng nhiên chiếu sáng nguyên vốn có chút u ám hành lang. Qua! Wow lôi kéo tiêu phàm tay leo lên tầng thứ 9 azelena lập tức bị kinh sợ toàn bộ vườn treo đều bị trang trí thành một cái như mộng ảo chuyện cổ tích thế giới các loại ngũ thải tân phân đèn neon đèn huỳnh quang lóng lánh mê ly quang trạch từ xa nhìn lại tòa này cổ bảo điểm cao quả thật chính là một viên vương miện bên trên minh châu đẹp đến mức tựa như ảo mộng quá đẹp azelena nhảy nhảy dựng lên lạc lạc cười không ngừng từ khi nhận tổ quy tông về sau cái này vườn treo nàng tới qua đến mấy lần, bất quá cho tới nay không có cái kia một lần, là xinh đẹp như vậy. So Azelena tưởng tượng bất luận cái gì một chỗ lãng mạn tràng cảnh đều phải đẹp được nhiều. Xem ra vì bố trí cái này vườn treo, tát khắc kém hoa thời gian dài cùng tinh lực. Cách đó không xa tòa kia nho nhỏ tầm cung, cũng trang phục thành đủ mọi màu sắc, đẹp không sao tả xiết, thậm chí chính điện lớn trên cửa, còn dùng ngũ thải đèn nê ông liều ra mấy cái lấp lóe không thôi chữ hán Tây Mét Ân Phủ Thân Vương nhìn thấy mấy cái này chữ hán, ngay cả tiêu phàm đều cười, mỉm cười đối theo sát một bên tát khắc kém nói, đại quản gia, vất vả. Tát khắc kém thụ sủng nhược kinh, liên tục không ngừng cúi đầu nói, nhiều tạ tiêu tiên sinh khích lệ, đây đều là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Tiêu tiên sinh, nếu như không có nó phân phó của hắn, vậy ta liền cáo lui trước. Mời tiêu tiên sinh cùng công chúa Điện Hạ thỏa thích hưởng dụng cái này mỹ hảo ban đêm. Tối nay, sẽ không có bất kỳ người tới quấy giày hai vị nghỉ ngơi nói lại một tay xoa ngực thật sâu bái chậm rãi lui xuống quay người rời đi vườn treo đem kia phiến nặng nề tượng một cửa chậm rãi khép kín toàn bộ vườn treo cũng chỉ còn lại có tiêu tiên sinh cùng công chúa điện hạ tiêu phàm đến bắt ta azelena mềm mại thân thể như là nai con tại vườn treo ngũ thải đèn neon bên trong xuyên qua tới lui yêu kiều cười thanh âm như như chuông bạc thanh thúy êm tai nhìn qua một thân màu trắng váy áo azelena tại đèn neon ở giữa nhẹ nhàng thân ảnh tiêu phàm ánh mắt lóe lên một vòng vẻ sầu lo, lập tức liền biến thành thật sâu chiều mến, lập tức tại trong biển hoa chạy, hướng về Azelena đuổi theo. Giờ khắc này, tiêu chân nhân không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, tựa như một cái bình thường tuổi trẻ soái ca như thế, cùng bạn gái tại trong biển hoa truy đuổi vui đùa ầm ý, toàn bộ vườn treo đều phiêu đáng bọn hắn vui sướng tiếng cười. Azelena trốn ở một gốc thiết thụ về sau, nhô ra cái đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, rõ ràng vừa rồi tiêu phàm ngay tại phía trước làm sao trong nháy mắt liền không gặp đây bỗng nhiên một đôi hữu lực đại thủ từ sau bên cạnh ôm tới tại azelena hoàn toàn không có nửa điểm phòng bị dưới tình hình đưa nàng mềm mại tiểu thân thể một thanh ôm chặt chẽ vững vàng à, azelena nhịn không được kiều hô ra tiếng chỉ cảm thấy một cỗ tê tê cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân dưới chân mềm nhún liền hướng dưới mặt đất ngã xuống đổ vào một mảnh mềm mại trên đồng cỏ Cổ bảo tầng cao nhất vườn treo, cũng không phải dùng một chút bồn hoa thực vật đắp lên, mà là giống trên mặt đất đồng dạng, trải nguyên một tầng phì nhiêu thổ nhưỡng, lại tại thổ nhưỡng bên trên trồng các loại thực vật. Toàn bộ tầng thứ 9, trừ tòa kia không lớn tầm cung, tất cả đều là một mảnh thế giới màu xanh lục. Tiêu phàm thân thể, đi theo đè ép xuống, hai người mặt đối mặt, chăm chú đối mặt. Azelena tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, vàng tóc, xanh lam hai con ngươi, gần trong gang tấc. Tiêu phàm, thật dài tiệp mau rung động nhẹ nhẹ, thanh âm run lẩy bẩy, gợi cảm đôi môi cũng run lẩy bẩy, kiểu diễm ướt át. Tiêu phàm không do dự, không trần chờ, cúi đầu xuống, hôn kia hai mảnh run không ngừng môi đỏ. Ê, một tiếng kiềm chế yêu kiều, bỗng nhiên từ Azelena lồng ngực chỗ sâu bắn ra, chờ đợi một ngày này, thực tế quá lâu, hạnh phúc bỗng nhiên tiến đến thời điểm, Azelena thậm chí có chút không dám tin tưởng. Nhưng mà, sau một khắc, Azelena rốt cuộc lấy lại tinh thần, có thể cảm giác được nam nhân đầu lưỡi tại trong miệng nàng khuấy động, củ sen cánh tay ngọc, không chịu được ôm thật chặt ở tiêu phàm cổ, không quan tâm nghênh đón tiếp lấy, lửa nóng kích tình, phun ra tới. Hai cỗ trẻ tuổi thân thể, tại xanh tươi trên đồng cỏ dây dưa không ngớt. Một cái bàn tay ôn nhu, không biết lúc nào đã xuyên thấu qua Azelena váy trắng, trực tiếp bao trùm tại một viên ngọn núi cao vút phía trên, nhu hòa ngón tay, tại kiều diễm nụ hoa phía trên, nhẹ nhàng đảo qua azelena ôn nhu thân thể mềm mại nháy mắt kéo căng lồng ngực chỗ sâu lần nữa bắn ra nhàn nhạt rên rỉ tiếng rên rỉ dần dần càng ngày càng vang tiêu phàm bỗng nhiên đứng lên hai tay ôm azelena mềm mại thân thể nhanh chân hướng tây mét ân phủ thân vương đi đến azelena chăm chú ôm lấy cổ của hắn đem nho nhỏ đầu chôn thật sâu tại lồng ngực của hắn xấu hổ mà ức tầm cung phòng ngủ một mảnh đỏ tươi trang trí phải đẹp rực rỡ đẹp luân nhất là khiến người giật mình là phòng ngủ này hoàn toàn là dựa theo đông phương cổ lão tân phòng đến tiến hành trang trí màu đỏ chót là chủ sắc điệu giấy đỏ cắt thành nghỉ chữ thiếp đến khắp nơi đều là đây rõ ràng chính là tát khắc kém hắn nhóm an bài tốt động phòng như thế trang trí cũng coi là sát phí tâm cơ thời khắc này tiêu phàm lại mất đi ngày xưa nho nhã cùng ung dung hai gò má ửng hồng hô hồ hấp thô trọng trên cổ gân xanh ẩn hiện ôm azelena sải bước đi tiến vào phòng ngủ song bàng tỉ thí, Azelena kiều tiểu nhân thân thể, liền thẳng tắp quảng tiến vào màu hồng phấn cung đình giường lớn. Cái giường này, cũng tuyệt đối là thuần Tây Phương kiểu dáng, châu Âu thời trung cổ cung đình chi vật. Azelena duyên dáng gọi to một tiếng, kìm lòng không đặng tại cung đình trên giường lớn co lại thành một đoàn, hai mắt nhắm nghiền, không dám nhìn tới đã giống biến thành người khác như tiêu phàm, vị này nho nhã đông phương thân sĩ, lúc này có hóa thân dã man nhân xu thế. Suốt cục, Azelena một chút xíu từ bỏ mình chống cự, tại tiêu phàm linh xảo dưới hai tay, đem mình hoàn mỹ không một tì vết một chút xíu bày ra, lóa mắt lóa mắt, đẹp không sao tả xiết. Tiêu phàm có sát na chố mắt, trước mắt cỗ này tuyệt mỹ, vậy mà cùng hắn tại càn khôn đỉnh bên trong trong biển máu nhìn thấy huyễn tượng giống nhau như đúc. Tiêu phàm có thể xác định, càn khôn đỉnh huyết hải huyễn tượng, tuyệt đối là đối Azelena tuyệt mỹ thân thể mềm mại chân thực huyễn hóa. Có lẽ, máu tướng thuật thôi diễn ra hết thảy, đều sẽ thành hiện thực. Cái kia há mồm thôn phệ Azelena, mọc ra bốn khỏa thật dài răng nanh nam tử, sẽ là ai? Đương nhiên, tiêu phàm chố mắt cũng chỉ là nháy mắt sự tình, rất nhanh liền đem máu tướng thuật nhìn thấy hết thảy quên sạch sành xanh. Hai cỗ trẻ tuổi, dần dần hợp lại cùng nhau, tiêu phàm thon dài rắn chắc cùng Azelena mềm mại uyển chuyển, tại màu hồng phấn cung bình giường lớn bên trong, hình thành một bộ yêu mị bức họa. Đêm nay, Azelena đều cho là mình là tại bên trong giấc mộng ở trong mơ, nàng một lần lại một lần bị Tiêu Phàm chinh phục. Cứ việc nàng ý đồ phản kháng dây dụa, nhưng mỗi một lần phản kháng đều sẽ đưa tới càng thêm cuồng bạo trấn áp. Tiêu Phàm thật giống như một cái bạo quân, tại lãnh địa của hắn bên trong, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ chống lại tồn tại, tất cả thần dân nhất định phải ngoan ngoãn thần phục dưới chân hắn. Azelena khẽ mím môi đỏ, rên rỉ, nhẫn thụ lấy nam nhân này bạo ngược. Cùng tất cả ác mộng khác biệt, Azelena hy vọng cái này mộng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, vĩnh viễn sẽ không tỉnh. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 42.